Chương 2500, bị ăn chửi. Ha ha, ông ấy là lãnh đạo đảng ủy công an thị xã Trương Hà. Lần này quà mang đến chính là công an thị xã Trương Hà gửi tặng toàn bộ binh lính sư đoàn các anh đó. Người ta nói công an cũng do quân sự quản lý, cùng hệ thống quân đội cũng muốn có vài liên hệ, đều là người một nhà cả. Phó chính ủy Mâu bắt đầu nhân cơ hội này bắc cầu cho Đường Vân. Tôi thay mặt cho toàn thể anh em chiến sẽ cảm ơn lãnh đạo công an thị xã Trương Hà đã quan tâm. Xem ra, ở đồng lĩnh phía trên có bí thư Diệp, phía dưới các huyện thành phố đều quan tâm đến sư đoàn hưởng hổ của chúng tôi. Tề Thiên cười ha hả giả ngu với Đường Vân, cố ý không thèm hỏi thân phận của Đường Vân. Cảm ơn thì không cần, đồng chí Đường Vân cũng nói qua rồi. Hôm nay muốn đến thăm sư đoàn và hàng năm đều làm như vậy. Bắt đầu từ năm nay, sau này công an thị xã Trương Hà đều đến thăm sư đoàn các anh. Muốn xây dựng tình quân dân thắm thiết mà. Hơn nữa, cũng có thể tăng cường giao lưu giữa các chiến sĩ của hai đơn vị, bọn họ đều muốn thế mà. Hy vọng đến lúc đó sư trưởng Tề có thể chiếu cố. Phó chính ủy Mâu cười nói. Hơn nữa, y đang ép Tề Thiên nhớ đến việc của nhà họ Đường rồi. Bởi vì, người ta đã nói ra tên Đường Vân, nếu anh giả bộ ngốc thì không còn gì để nói rồi. Không thành vấn đề, muốn giao lưu quyền cước thì sư đoàn hưởng hổ chúng tôi có thể làm được đó. Trong đại hội võ thuật của quân khu Bắc Kinh, người đứng thứ hai thứ ba đều là cao thủ của sư đoàn chúng tôi. Công phu quyền cước đối với cảnh sát ngành công an mà nói cùng là rất quan trọng đấy. Lần sau Đường Vân. Nói đến đây, Tề Thiên cố ý dừng lại một chút, nghĩ một chút rồi hỏi. Xin lỗi đồng chí Đường Vân có phải là bí thư đảng ủy kiêm trưởng công an thị xã Trương Hà không? Ha ha, đảng ủy công an thị xã Trương Hà không phải có hai đồng chí Đường Vân, chính là y. Mâu Ngưu Phong biết Tề Thiên đã nghĩ ra, vội vàng nói luôn. Hóa ra đúng là bí thư Đường rồi, đúng rồi, tôi có nghĩ đến một việc. Tề Thiên cố ý dừng lại nhìn mọi người xung quanh một cái rồi mới nói tiếp. Mấy hôm trước chúng tôi có tổ chức một buổi huấn luyện quân sự bí mật đã xảy ra một sự việc cưỡng dâm, người đó hình như tên là Đường Sở thì phải. Nghe nói tên đó lúc đó rất kiêu ngạo, nói là bố tên là Đường Vân, là trưởng công an thị xã Trương Hà. Việc này, tôi nghĩ, có phải là trùng tên không, hay là Đường Sở nói năng linh tinh hỗn hào bậy bạ. Thấy Tề Thiên giả ngu chỉ thấy cây dâu mà không thấy cây hòe, Thái Đồng Khánh và các thành viên lãnh đạo sư đoàn thiếu chút nữa bật cười thành tiếng. Mà Đường Vân tất nhiên là vẻ mặt xấu hổ, Phó chính ủy Mâu tuy vẻ mặt không thay đổi nhưng trong lòng lão già này có lẽ hết sức xấu hổ rồi. Tên phạm tội cưỡng dâm đó tuy nói cuối cùng không có thực hiện được, nghe nói lúc đó đã kiêu ngạo nói với trưởng phòng Liễu như thế. Hơn nữa, sau đó lại bị chúng ta bắt cũng kiêu ngạo mà mắng. Nói chúng tôi phải lập tức thả y, nếu không thì sẽ như thế nào? Nói thật, lúc ấy tôi thật sự có chút sợ hãi, chỉ sợ bố y thật sự là bí thư Đường, thì một quân lính quèn như chúng tôi thật không thể trêu vào có phải không? Tuy nhiên, tôi cũng không rõ, có liên quan đến bí thư Đường đang ngồi đây hay không, việc này chúng tôi thật không rõ ràng lắm. Tôi nghĩ, hẳn không phải là con của bí thư Đường chứ. Bí thư Đường là bí thư đảng ủy công an thị xã Trương Hà, lại làm trưởng công an thị xã, sao có thể sinh ra đứa con khốn khiếp như vậy, thật không ra cái gì cả. Lại dám giả mạo, bí thư Đường là ai, làm sao có thể sinh ra đồ hư đốn như vậy. Thái Đồng Khánh đương nhiên cũng phối hợp với Tề Thiên giả ngu liên tục mắng. Đường Vân và Mâu Ngưu Phong có lẽ cũng đã ngầm hiểu chút gì đó. Thấy một đại tá bên cạnh cũng chuẩn bị lên tiếng, có lẽ là chuẩn bị mắng mình. Đường Vân vừa thấy không được, lại để cho bọn họ tiếp tục không phải mình không có nổi cái lỗ nẻ để chui xuống sao, y lập tức nói. Rất xin lỗi các vị, người thanh niên tên là Đường Sở kia đúng là con tôi. Hiện tại y vẫn đang nằm ở bệnh viện số 1 thành phố. Tôi muốn đến tìm hiểu một chút tình hình ở đây, tuy nhiên, có 3 người lính bảo vệ không cho vào. Tôi có thể khẳng định trong này chắc chắn có hiểu lầm. Con tôi hiểu rõ tính cách của nó. Bất hảo thì đúng là hơi có chút bất hảo, nhưng nói là cưỡng dâm phụ nữ thì là chuyện tuyệt đối không thể nào. Huống chi, nhà họ Đường chúng ta tuy nói không phải là nhà quyền quý. Nhưng một mẫu ruộng ở đồng lĩnh này vẫn có một phần, không lo đến tiền, có cô nàng nào không muốn tiếp cận, sao phải đi cưỡng dâm. Trong chuyện này, chắc chắn có hiểu lầm. Cậu nói xem có đúng không Phó chính ủy Mâu? Ừ, sư trưởng Từ,
ở đây chắc chắn là có sự hiểu lầm gì đấy. Chỉ cần bỏ hiểu lầm không phải là có thể giải quyết sao? Hơn nữa bí thư Đường rất có thành ý đến đây, chỉ muốn bỏ qua hiểu lầm, y đồng ý đền đáp tổn thất cho cô Liễu. Vừa rồi các anh cũng biết, cô Liễu cũng không bị tổn thương gì, nghe nói ngay hôm sau còn ra đập suối Cốc Khê. Nhà họ Đường dùng thành ý giải quyết chuyện này. Phó chính ủy Mâu gật đầu nói. Việc này, thật sự có chút khó khăn. Tề Thiên vẻ mặt khó xử vuốt vuốt đầu, hình như đang do dự gì đó. Sư trưởng Tề có đề xuất gì? Chúng ta sẽ cố gắng đáp ứng. Đường Vân vội vàng nói. Việc này chỉ sợ các anh không đáp ứng được. Tề Thiên thản nhiên lắc đầu, nhìn Đường Vân một cái nói. Thật ra, nói thật, việc này chỉ sợ không thể chỉ nói mấy câu là có thể giải quyết được. Chủ yếu là việc này liên quan đến việc huấn luyện quân sự cơ mật. Các anh chỉ sợ không hiểu được, Liễu Nguyệt là một phó trưởng phòng của quân khu Bắc Kinh, cô cũng là quân nhân. Lần này xuống đây là hỗ trợ sư đoàn hưởng hổ chúng tôi huấn luyện chương trình trinh sát bí mật. Không thể tưởng tượng được ở Thiên Khâu lại có thể gặp Đường Sở, hơn nữa, Đường Sở vừa thấy cô Liễu xinh đẹp lập tức cả đám người quấy quýt lấy cô. Lúc đó cô Liễu còn nghiêm túc nói rõ mình là quân nhân, đang tổ chức huấn luyện quân sự bí mật, yêu cầu bọn họ lập tức rời đi đừng làm rộn mọi chuyện lên. Nhưng không ngờ Đường Sở lá gan cũng quá lớn, có thể nói là to gan lớn mật, kiêu ngạo nói bố mình chính là trưởng công an thị xã, chỉ cần cha mình nói một câu là có thể giải quyết hết mấy tên lính. Cô Liễu tuy nói có chút thân thủ, nhưng dù sao cũng không thể chống lại mấy thanh niên to lớn. Cuối cùng bị chúng trói lại, thiếu chút nữa để đồ xúc sinh Đường Sở dở trò đồi trụy. May mắn chúng tôi và mấy binh sĩ huấn luyện đã kịp tới, nếu không, dù bắn chết loại khốn khiếp như Đường Sở cũng không thể nào cứu vãn được. Tuy nhiên, hiện giờ không giống như lúc trước, lúc đó trưởng phòng Liễu đã báo án với ban bảo vệ của quân khu Bắc Kinh rồi. Mà các đồng chí của ban bảo vệ cũng thấy được sự việc quan trọng, đã lập án tiến hành điều tra rồi. Việc này, nghe nói ban bảo vệ đã điều tra xong, đã đem những tài liệu có liên quan nộp cho các đồng chí bên Viện Kiểm sát quân sự rồi. Có lẽ ngày mai ngày kia sẽ chuyển ra đến tòa án quân sự của quân khu Bắc Kinh để giải quyết. Tề Thiên là vừa nói vừa mắng. Đường Vân đã lạnh trong lòng. Hơn nữ y có vẻ nhìn không được, mặt đỏ bừng. Nói. Sư trưởng Tề, chuyện này bất kể là nói thế nào, Đường Vân tôi vẫn là cha của Đường Sở. Việc này mặc dù là hiểu lầm nhưng đã xảy ra, các anh cũng phải nói cho tôi biết một tiếng có phải không. Hơn nữa, con tôi bây giờ còn đang nằm trong bệnh viện. Sống chết chưa biết. Các anh chẳng lẽ không để cho tôi gặp nói chuyện về quyền lợi của nó cũng không được sao? Các anh không cho tôi biết đã quyết định việc này có phải là quá không phù hợp quy định rồi không? Hơn nữa, việc này xảy ra trong phạm vi đồng lĩnh. Theo lý mà nói cũng là thuộc phạm trù của Cục Công an. Ít nhất các anh phải thông báo cho Cục Công an đồng lĩnh một chút. Buồn cười. Thái Đồng Khánh đột nhiên cười lạnh một tiếng. Vị thượng tá này nói vậy có ý gì? Chúng ta đang thảo luận, xin anh nghiêm túc một chút. Lính có phong cách và kỷ luật của lính, nói vậy cậu hiểu rồi đấy. Phó chính ủy Mâu bắt đầu bày đặt tư cách của mình rồi vẻ mặt nghiêm túc có ý nhắc nhở Thái Đồng Khánh. Khi thấy đến nước này rồi, hơn nữa mấy người Tề Thiên hình như không có ý dàn xếp một chút nào. Tất nhiên cũng có chút giận, cảm giác một thiếu tướng như mình không làm được gì cả, tất nhiên cũng muốn lấy chức đè người. Đồng chí tướng quân, tôi muốn nói, việc này thật buồn cười. Nếu chuyện Đường Sở liên quan đến chuyện huấn luyện quân sự, hơn nữa, đối tượng bị phạm tội là quân nhân của chúng ta. Việc này, đương nhiên là thuộc phạm vi quân sự, khi nào thì chuyện quân nhân đến lượt cơ quan công an địa phương đến giải quyết. Nếu không, còn thành lập cái gọi là ban bảo vệ quân sự, viện kiểm sát quân sự và tòa án quân sự làm gì? Thái Đồng Khánh vẻ mặt nghiêm túc nói. Tất nhiên y cũng biết cha của Liễu Nguyệt chính là Liễu Tín Đông. Có chỗ dựa lớn vững chắc như vậy phía sau, tất nhiên không coi Mâu Ngưu Phong là gì rồi. Hơn nữa, cũng không phải cùng một đơn vị, phó chính ủy Mâu muốn quản cũng không được. Vâng, đúng là thuộc phạm vi của quân đội nhưng cũng nên thông báo cho người trong nhà ta một chút có phải hay không. Hơn nữa, việc xảy ra mấy ngày rồi các anh cũng không thông báo cho người nhà người ta, đến người nhà cũng không cho vào thăm. Sư trưởng Tề, tôi thấy, việc này, hay là từ từ đã. Nếu chuyện này là chuyện xảy ra trong việc huấn luyện của các anh, tôi hy vọng các anh có thể kéo dài việc thẩm vấn một chút.
phải đem mọi việc điều tra rõ ràng mới phản ánh lên cấp trên có phải không? Hơn nữa, đem qua chính ủy quân khu Ngô Viễn nghe nói mới đến sư đoàn hưởng hổ của các anh đúng không? Buổi tối khi ở tỉnh thành gặp ông ta có gặp riêng tôi một chút. Nếu các anh có thể kịp thời phối hợp, tin rằng chính ủy Ngô cũng cùng nhau hỏi, việc này cũng không cần phải làm lớn như vậy, trông gà hóa quốc đấy. Phó chính ủy Mâu nói lập tức gọi phó chính ủy quân khu Bắc Kinh Ngô Viễn tất nhiên là dùng cái này để ép Tề Thiên giải quyết chuyện này. Chính ủy Ngô hôm qua đã đến, tuy nhiên, cũng không hỏi đến việc này. Hơn nữa, tôi tin rằng chính ủy Ngô mặc dù đã biết việc này, nhất định sẽ yêu cầu chúng ta nghiêm túc xử lý tội phạm. Bởi vì hành động của y làm hại quân nhân chúng ta. Chẳng lẽ chính ủy Ngô không phải là lính sao? Cùi trỏ chắc chắn không ra ngoài có đúng không? Nếu không, còn gọi là quân nhân sao? Vẻ mặt Tề Thiên nghiêm túc nói. Thầm chỉ trích Mâu Ngưu Phong nhưng không nói, không ngờ giúp đỡ người ngoài không để ý đến người trong nhà. Chương 2501, sư trưởng là cái quái gì? Hừ, sư trưởng Tề, núi không vòng thì nước vòng, sông không vòng thì đường vòng. Sư đoàn Hương Hổ vẫn là đóng quân trên phạm vi của thành phố Đồng Lĩnh đấy. Hơn nữa, khu nhà ở của sĩ quan các anh cũng là ở Đồng Lĩnh. Nghe nói có rất nhiều người nhà và thân nhân của quân lính đều công tác ở Đồng Lĩnh. Có một số việc đều có mối liên quan đến nhau. Nói đúng ra thì các anh cũng là nửa phần người của Đồng Lĩnh. Nếu đều ở Đồng Lĩnh thì có khi cũng gặp chuyện danh mương đấy. Có một số việc không cần phải làm rất tuyệt, nên để lại đường lui thì tốt hơn. Đường Vân tức giận hừ một cái, những lời này hơi có ý uy hiếp. Việc này không cần bí thư Đường lo lắng, tuy nói có rất nhiều người nhà và thân nhân của binh lính chúng tôi đều công tác ở Đồng Lĩnh. Nhưng việc này việc kia chúng tôi tự mình giải quyết được. Hơn nữa, nói lời tục tĩu nếu có người cố ý tạo ra việc này việc nọ, Tề Thiên tôi. Nói đến đây, Tề Thiên đột nhiên đặt mạnh chén trà lên bàn, hừ nói. Chắc chắn không đồng ý. Xin tạm biệt. Đường Vân đứng lên, căm tức nhìn Tề Thiên. Cậu thanh niên, có lúc không thể nói quá vẹn toàn, sư trưởng thì sao? Còn không phải là bộ đội cấp dưới của quân khu Bắc Kinh sao? Đúng như Đường Vân đã nói, núi không vòng thì đường vòng, không chừng có một ngày sẽ vòng trở về. Đôi khi vẫn phải hiểu rõ ràng một chút. Chuyện đường sở tôi hy vọng các anh có thể giải quyết hợp lý, chuyện này tôi sẽ nói với chính ủy Ngô ở quân khu Bắc Kinh. Nếu phát hiện một số đồng chí lừa dối, muốn làm chút việc gì, thì Mâu Ngưu Phong tôi chắc chắn không đồng ý. Mâu Ngưu Đỉnh cũng để lại lời nói, lão già này thở mạnh rồi quay đầu bỏ đi. Đường Vân, tất nhiên là quay đầu nhìn Tề Thiên một cách độc ác. Mà lão Tề cũng ngoác miệng cười. Mà lão Lâm tất nhiên là không nói gì, có chút áy náy nhìn Tề Thiên rồi cũng bước đi theo. Khốn khiếp, con mẹ nó, quá kiêu ngạo rồi, không phải chỉ một sư trưởng sao. Là cái đếch gì? Đường Vân hung hăng đập cửa xe một chút. Yên tâm một chút, đừng vội vàng, cứ để y kiêu ngạo một chút đi. Đường Vân, bình tĩnh, anh nhất định phải bình tĩnh. Việc này, tôi sẽ tìm cơ hội nói với chính ủy Ngô một tiếng, một sư trưởng, có lẽ không lâu nữa y cũng không phải là sư trưởng rồi. Cho đến lúc đó, anh muốn gì cũng được, con người, phải giữ cho mình đường lui mới được. Phó chính ủy Mâu vẻ mặt khó ưa nói. Về chuyện Đường Vân, Tề Thiên lập tức gọi điện thoại cho Diệp Phàm nói qua một chút. Ha ha, cậu có lẽ phải xui xẻo. Diệp Phàm vui quá cười nói. Xui xẻo, không thể nào, làm sao có thể. Tề Thiên có chút buồn bực nhìn Diệp Phàm hỏi. Người ta không phải nói chuyện Ngô Viễn là bạn của Phó Chính ủy Mâu sao. Đến lúc đó người ta cũng theo dõi cậu rồi. Diệp Phàm cười nói. Ngô Viễn cũng không là cái gì. Trong quân khu Bắc Kinh cũng xếp hạng rất thấp, chẳng qua chỉ là một phó chính ủy thôi. Quân hàm cũng chỉ mới là thiếu tướng. Muốn hù dọa tôi là không thể nào. Huống chi, việc này nếu ông ta nghe nói con gái của tư lệnh Liễu bị sỉ nhục có lẽ Ngô Viễn cũng sớm chạy trốn. Tề Thiên không một chút lo lắng. Việc này, có lẽ có trò hay để xem. Tuy nhiên, cậu mắng người ta như vậy còn giữ lại xe hàng, xem ra là có thu hoạch rồi. Bí thư Đường của chúng ta có lẽ buồn bực đến chết đi. Diệp Phàm vui vẻ nói. Sư đoàn chúng tôi được Cục Công an thành phố Trương Hà tặng, cũng không phải là Đường Vân bỏ tiền túi ra. Hai xe hàng này chúng ta cứ yên tâm nhận. Tề Thiên đắc ý nói. Cậu an tâm nhưng người ta buồn bực rồi. Diệp Phàm cười rồi cúp điện thoại.
Tuy nhiên không lâu Tề Thiên lại gọi điện thoại đến, y mắng. Tên Đường Vân thật là tê, ên già hồ đồ, to gan lớn mật rồi. Có ý gì, chẳng lẽ lão Đường đã làm cái gì khác người rồi? Diệp Phàm kinh ngạc hỏi. Hai binh lính tôi cử đi bảo vệ Liễu Nguyệt gọi điện thoại đến, nói là Liễu Nguyệt muốn đi dạo suối Ngư Khê một vòng. Cho nên, hai người họ liền đi cùng. Mẹ kiếp, nhất định là nhà họ Đường cử người làm rồi. Cố ý đánh vào người Liễu Nguyệt bằng một đồ cổ, sau đó mấy người lập tức lôi Liễu Nguyệt vào rừng cây ven đường. Hai tên lính vốn tưởng rằng có thể quật ngã mấy người này. Không ngờ được mấy tên đó hình như cũng luyện võ, còn đánh tổn thương một người của chúng tôi. May mắn Liễu Nguyệt rút súng ra mới dọa mấy tên này chạy mất. Tề Thiên tức giận nói. Xem ra, nhà họ Đường nói vội rồi. Đụng sứ không ngờ dùng trên người Liễu Nguyệt. Tuy nhiên, việc này mà nói theo lý thì Đường Vân hẳn là chưa về nhà, chẳng lẽ không phải Đường Vân làm vậy? Diệp Phàm có chút nghi hoặc. Chắc chắn là đúng, nếu không làm sao có thể tự dưng xuất hiện cao thủ. Nên biết rằng, tôi cử đi hai người đều là cao thủ. Chắc chắn có thực lực tam đẳng đỉnh giai. Một người tên là Triệu Nguyên, một người là Trần Hậu đều là hai người theo tôi từ quân khu Bắc Kinh đến. Bọn họ tuy nói có 5 người nhưng nếu tiếp tục đánh có lẽ hai người của tôi có lẽ không chống nổi. Theo tôi phỏng đoán, 5 người thì 3 người là tam đẳng đỉnh giai hoặc tứ đẳng khai nguyên. Những người này làm sao có thể dùng đụng sứ, vậy còn không phải là chết hết sao? Tề Thiên nói. Ừ, với nhà họ Đường thì mới mấy cao thủ không khó lắm. Tuy nhiên, Đường Vân làm như thế không phải quá ngây thơ sao? Việc này mặc dù Liễu Nguyệt bị bọn họ bắt, nhưng rõ ràng điều tra không phải sẽ liên quan đến nhà họ Đường sao? Việc tự lừa dối mình không lừa dối được người khác sao người thông minh như Đường Vân có thể làm được? Chẳng lẽ không phải là Đường Vân mà là bà xã của y hoặc người trong nhà làm? Diệp Phàm phân tích. Nói như vậy cũng có khả năng, Đường Văn hiện tại có lẽ còn đang trên đường, không thể là ông ta tự mình tìm người làm. Nhưng cũng không thể loại trừ khả năng ông ta đã sắp xếp từ trước. Tuy nhiên, 8 phần không phải là Đường Vân làm, mọi việc đã rõ ràng y không thể ngốc đến thế. Tuy nhiên, cũng không loại trừ khả năng Đường Vân đã biết hậu quả nhưng bí quá hóa liều. Chỉ cần làm cho người bị hại là Liễu Nguyệt làm thành người sống đời sống thực vật hoặc kẻ điên, việc này cấp trên không thể ra quyết định rồi. Nhà họ Đường đã mời Phó Chính ủy Mâu và Phó Chính ủy Ngô ra mặt, việc này có lẽ có thể là chuyện lớn hóa nhỏ rồi. Tề Thiên hừ nói. Không thể chạy hết chứ. Diệp Phàm hỏi. Triệu Nguyên liều mình làm gãy chân một tên. Tôi cũng trên đường về Đồng Lĩnh, chỉ cần thẩm vấn sẽ rõ ràng. Tề Thiên nói. Nếu Bao Nghị ở đây thì tốt rồi, có thể chỉ huy cục công an thành phố tìm kiếm, tôi muốn xem bọn họ trốn đi đâu. Diệp Phàm thở dài. Đúng vậy đại ca, việc này Ninh Mãn cũng không tốt dùng. Nếu hiện giờ anh bảo Ninh Mãn đi giải quyết chuyện này, có lẽ 8 phần sẽ cho qua. Tề Thiên nói. Không phải lần này Ninh Mãn sẽ cố gắng hết sức. Không nói nữa, tôi gọi điện thoại cho Ninh Mãn đây. Chúng ta thử xem, do cúp điện thoại xong gọi ngay cho Ninh Mãn. Quái, Ninh Mãn chẳng phải lẽ đầu hàng lão đại rồi. Không thể nào. Tề Thiên nói thầm, nhanh lên một chút. Tôi muốn bắt người rồi. 3 chiếc xe quân đội cùng binh lính uy phong đi thẳng đến thành phố Đồng Lĩnh. Buổi chiều cùng ngày, Phó Giám đốc Bảo tàng tỉnh Dương Thanh Tùng đến đúng như lời hứa, 3 giờ chiều đã đưa một số chuyên gia khảo cổ về chữ viết đến Đồng Lĩnh. Diệp Phàm cảm thấy Phó Giám đốc Dương trở về là cơ hội đối với Hồng Cốc Trại. Bởi vì những chuyên gia mà ông mang đến có một số người khá có danh tiếng. Những người này thật ra là những người nổi tiếng trong giới khảo cổ về chữ viết. Mượn miệng họ có thể tuyên truyền miễn phí cho Hồng Cốc Trại. Cho nên, buổi tối, Diệp Phàm tiếp Phó Giám đốc Dương và các chuyên gia ở nhà khách. Sau khi uống vài chén rượu, Diệp Phàm cười nói. Phó Giám đốc Dương, các anh cần giúp đỡ gì cứ trực tiếp nói với trưởng ban thư ký Mễ của thành ủy. Cô sẽ sắp xếp người hỗ trợ các anh. Những chữ này khắc trên cao hơn 100 mét. Hơn nữa đã khắc từ rất lâu rồi. Đối với việc nghiên cứu của các anh chắc chắn cần sự trợ giúp rồi. Đây là việc chắc chắn, nên qua suốt đêm tôi về nhà báo cáo với giám đốc cũng rất quan tâm đến việc này. Lập tức chỉ thị tôi sắp xếp việc này, hơn nữa, cũng quyết định một số tiền làm chi phí nghiên cứu. Chúng tôi chuẩn bị dùng cơ hội này để làm đề tài nghiên cứu.
Lần này chúng tôi đến cũng chuẩn bị đóng quân ở Hồng Cốc Trại. Tuy nhiên, không có nhiều tiền, đường cũng không thông. Nếu đường xe thể vào được, thì dụng cụ và các đồ dùng thiết yếu cho chúng tôi dễ giải quyết. Việc này, phải nhờ vào sự vận chuyển của ngựa cũng có hạn. Phó Giám đốc Dương đưa ra khó khăn của chính mình. Đúng vậy, nói về việc này thì bí thư như tôi có hổ thẹn trong lòng. Hồng Cốc Trại đến giờ đường cũng chưa đi vào được, đã gây khó khăn rất lớn cho cuộc sống người dân. Tuy nhiên, Thành ủy và Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Lĩnh đã hạ quyết tâm lớn. Lần này Bộ Tài chính xuống đây cũng đã giúp đỡ giải quyết vấn đề đường đi rồi. Tuy nhiên, mong Phó Giám đốc Dương và các chuyên gia thông cảm cho khó khăn của Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Lĩnh. Muốn thông đường này, mặc dù chỉ trải đá cũng phải mấy trăm nghìn. Đối với thành phố như Đồng Lĩnh chúng tôi không phải là một con số nhỏ. Huống chi, vấn đề của Hồng Cốc Trại còn rất nhiều. Không riêng gì chuyện một con đường. Cho nên, tôi hy vọng Phó Giám đốc Dương và các chuyên gia có thể hiểu được khó khăn của Đồng Lĩnh. Nhất định ủng hộ chúng tôi trong vấn đề tuyên truyền, để giải quyết vấn đề đường xá đầu tiên. Hơn nữa, giải quyết vấn đề đường cũng dễ hơn cho các anh trong việc triển khai nghiên cứu khoa học có phải không? Thật ra, nói đường cũng có chỗ tốt. Lúc trước nếu đường đã thông thì có lẽ Trại Hồng Cốc đã bị phá hủy. Không còn thiên nhiên hoang sơ như bây giờ. Đối với các anh chắc chắn cũng không phải là cơ hội tốt. Diệp Phàm nói. Ừ, tình hình này tôi cũng gặp qua không ít. Lúc này một người đàn ông trung niên sống mũi cao nói. Ha ha, Tổng Giám đốc Trần, anh có phải là cũng quan tâm rồi không? Lúc này Phó Giám đốc Dương nói. Vị này chính là. Diệp Phàm giật mình, cảm thấy Tổng Giám đốc Trần có chút manh mối, cũng hỏi ngay. Chương 2502, Diệp Phàm gượng cười. Ha ha, Bí thư Diệp, ông ấy là người phụ trách khu hang động Thiên Cương. Đó là một phần đầu tư rất thành công của tập đoàn Thiên Cảnh, hiệu quả rất khá. Hơn nữa, Tổng Giám đốc Trần trước kia cũng tốt nghiệp chuyên ngành khảo cổ. Hiện tại không làm nghề nói vẫn rất hào hứng quan tâm với vấn đề này. Hơn nữa, ông ấy cũng là bạn của tôi. Đêm qua vừa trở về tôi cho Trần Hùng xem một số bức ảnh tôi đã chụp, ông ấy khá hứng thú. Nói thật, tôi cũng nói về khó khăn của Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Lĩnh. Hơn nữa, nhìn thấy thực tế của sinh hoạt khó khăn của nhân dân Hồng Cốc Trại. Cho nên, cũng có chút tính toán, nếu vách đá sau am Ngọc Diệp thực sự có giá trị thì có thể phát triển du lịch. Mà Tổng Giám đốc Trần chính là chuyên gia trong lĩnh vực này, nếu như có thể làm cho ông ấy quan tâm, biến vách đá này thành khu động Thiên Cương thứ hai cũng không phải là không thể. Mà nếu bọn họ có ý này, thì đường có thể hoàn toàn do Tập đoàn Thiên Cảng phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Lĩnh các anh bỏ tiền ra làm. Phó Giám đốc Dương cười ha hả nói. Rất cảm ơn các anh. Chỉ cần Tập đoàn Thiên Cảnh đồng ý đến, Thành ủy và Ủy ban Nhân dân thành phố chúng tôi nhất định sẽ có chính sách ưu đãi ủng hộ các anh. Tổng Giám đốc Trần, tôi thay mặt nhân dân Đồng Lĩnh cảm ơn anh. Trước tiên mời anh một ly. Diệp Phàm đứng lên cười nói. Cảm ơn thì không cần, tuy nhiên, trước tiên cần nói, muốn Tập đoàn Thiên Cảnh đầu tư quan trọng còn phải xem chữ trên vách đá của các anh có giá trị đầu tư hay không. Đây chính là nghệ thuật làm ăn, nếu không có giá trị đầu tư thì các anh không thể qua được cửa ải của tôi. Nếu như có thể nói thì tôi chỉ có thể nói là qua cửa thứ nhất. Dù sao, ngày hôm qua tôi nghe Lão Dương nói qua rồi. Nếu muốn khai thác du lịch thì con đường là chướng ngại vật đầu tiên. Không có mấy trăm nghìn không thể làm được. Còn việc bảo vệ chữ viết trên vách đá, quy hoạch khu du lịch và một loạt các vấn đề khác. Tôi chỉ nói sơ sơ một chút thôi. Không có 100 triệu là không thể bắt đầu được. Một dự án lớn như vậy, chỉ một mình tôi cũng không thể quyết định được. Dù sao tập đoàn còn có ban lãnh đạo, ban giám đốc mới có thể quyết định một dự án lớn như vậy. Đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Thiên Cảnh Đinh Đồng Sơn. Trần Hùng cũng không nể mặt Diệp Phàm, nghiễm nhiên đứng trên lập trường của người kinh doanh nói những lời này. Diệp Phàm cũng không lấy làm buồn, cười cười nói. Làm ăn là làm ăn, bạn bè là bạn bè. Các anh hôm nay không quản đường xá xa xôi đến đây là bạn bè. Kinh doanh không phải là tình cảm, chúng ta uống chén này, vì việc mà chúng ta sắp hợp tác một chút. Trần Hùng hơi do dự, tuy nhiên, Phó Giám đốc Dương cũng cười ha hả nói. Đúng, con doanh thành hay không không liên quan,
quan trọng là vì trên vách đá có chữ chúng ta mới có thể ngồi cùng nhau. Việc này là do duyên số đấy, chúng ta cùng uống chén này. Ngoài ra, tôi cũng phải cảm ơn bí thư Diệp ủng hộ mạnh mẽ công việc của chúng tôi. Vừa thấy phó giám đốc Dương nói những lời này, Trần Hùng cùng mọi người liền đứng lên cùng uống chén rượu. Hành động của Tề Thiên rất nhanh, buổi chiều Diệp Phàm đang ăn cơm thì Tề Thiên cũng đang nhanh chóng tiến hành thẩm vấn. Không lâu người tấn công Liễu Nguyệt bị bắt đã khai ra toàn bộ. Tay kia tên là gì? Buổi tối hơn 7 giờ, Diệp Phàm gọi Tề Thiên ra một địa điểm bí mật, nhìn thằng bị xui xẻo kia. Ngô Lợi Đống. Tề Thiên cười nói. Bốn người khác đâu? Diệp Phàm hỏi. Bốn người này cũng có chút phiền phức. Tề Thiên nói, đột nhiên nhếch miệng. Phiền toái, có gì phiền toái? Diệp Phàm có chút kinh ngạc hỏi. Theo như Ngô Lợi Đống giải thích thì người bảo họ tấn công Liễu Nguyệt tên là Khổng Phát. Người này cũng coi như là một người của thị xã Trương Hà. Đương nhiên không phải là người rất nổi tiếng nhưng người này chuyên cho vay nặng lãi ở các sòng bạc. Lợi nhuận y kiếm được có thể dọa chết người khác, một ngày tăng lên 5 lần. Tức là thế nào, hôm nay tôi cho anh mượn 10.000 đồng, lúc bắt đầu đã có 5 phần lợi tức. Tuy nhiên, nếu ngày mai anh không có trả thì tiền lời biến thành 8 phần. Cứ thế tăng lên, đa số dân cờ bạc đều trả tiền đúng hạn. Nhưng luôn luôn có một số dân cờ bạc nhỏ không trả được tiền nên đã chui vào bẫy của Khổng Phát rồi. Hơn nữa, Khổng Phát nuôi rất nhiều đệ tử, trong một thời gian ngắn sẽ tìm em để đòi tiền. Lúc trước anh tưởng người ta buông tha anh để anh thư thư thời gian một chút, anh buông lơi một chút thế là trúng kế. Cho đến lúc này, không trả tiền thì không đứt tay đứt chân thì cũng bị đánh cho tàn phế. Có dân cờ bạc còn bị ép đến đường cùng, phải bán đất rồi vay tiền trả nợ. Tề Thiên nói. Họ Khổng, chẳng lẽ có liên quan đến nhà họ Khổng? Dường như Diệp Phàm đã hiểu. Chúng tôi điều tra, Khổng Phát có quan hệ thân thích với Khổng Đại Thiếu của Phong Vân Lâu. Khổng Đại Thiếu còn phải gọi y là chú. Đương nhiên là cách một thế hệ rồi, cũng không phải là anh em ruột. Thật ra người này tuổi cũng không cao. Chỉ hơn 30 tuổi thôi cũng không kém Khổng Đông Phong bao nhiêu tuổi. Tuy nhiên, người ta vẫn là anh em một nhà. Hơn nữa Khổng Phát khá thân thiết với nhà họ Khổng. Tuy nói cách xa đấy những người ta vẫn chạy trốn ở Phong Vân Lầu. Bình thường vui chơi giải trí, tất nhiên là lọt vào mắt của Khổng Đông Phong. Cuộc đời này, mặc dù là thân thiết thì cũng vì lợi ích cả. Tề Thiên cười nói. Vậy thì thế nào, chẳng lẽ đại thiếu gia như Tề Thiên? Nhị công tử của Đồng Lĩnh còn không dám bắt y. Chỉ là một tên lưu manh vô lại thôi. Diệp Phàm nhìn Tề Thiên châm chọc. Y là cái đếch gì? Tề Thiên đột nhiên thay đổi sắc mặt, hừ lạnh một tiếng nhìn Diệp Phàm một cái nói. Tuy nhiên, phiền toái là chúng ta đã điều tra xong. Khổng Phát có lẽ cũng cảm thấy nguy cơ cho nên, đã trốn vào Phong Vân Lầu. Hơn nữa, chúng tôi nghi ngờ đi cùng Ngô Lợi Đống tấn công Liễu Nguyệt có thể cũng đang ở cùng chỗ với Khổng Phát. Bọn họ cho rằng Phong Vân Lầu là an toàn nhất rồi. Từ khi mở lầu đến nay chưa gặp đồng chí nào đuôi mù đến gây sức ép. Tuy nhiên, hôm nay có lẽ bọn họ tìm sai địa chỉ rồi. Việc người khác không dám làm chẳng lẽ Tề Thiên cũng không dám làm. Diệp Phàm vờ như vừa suy nghĩ vừa thản nhiên cười nói. Việc này, Tề Thiên hơi do dự nhìn Diệp Phàm một cái, vốn theo tính tình của tôi mà nói thì căn bản cũng không cần phải suy nghĩ. Trực tiếp xong vào bắt người là được. Đừng nói là trốn ở Phong Vân Lầu, ngay cả trốn trong cục công an thì tôi chết cũng phải bắt y. Tuy nhiên, chủ yếu là suy nghĩ đến trao ở Tấn Lĩnh. Nếu không có ông ấy căn bản tôi không phải hỏi đại ca. Ôi, thật sự là phiền toái. Cha ở đâu không ở lại ở ngay Đồng Lĩnh này. Ừ, cậu không hoàn toàn hồ đồ. Nhà họ Khổng có thực lực lớn ở Tấn Lĩnh. Chú Tề hiện tại đảm nhiệm chủ tịch tỉnh ở Tấn Lĩnh. Mọi mặt đều có thể chạm đến nhà họ Khổng. Mà chú Tề đến hôm nay có lẽ đã nhìn rõ hết mọi việc này. Cho nên, đối mặt với nhà họ Khổng cũng khá thận trọng. Dù sao, chú Tề cũng phải thực tế một chút, không nghĩ tự chuốc lấy phiền toái. Nếu giờ cậu chọc vào tổ ong bò vẽ này, người ta tuyệt đối không ngu ngốc mà không tra ra chú Tề. Đương nhiên, chúng ta không sợ, ngược lại chúng ta đang muốn nhiều việc. Tuy nhiên, đột nhiên Diệp Phàm nhìn Tề Thiên cười cười. Cười gì thế đại ca? Tề Thiên hỏi cộc lốc. Cậu có lẽ phải sớm đến Phong Vân Lầu đi. Hiện giờ thật ra đã đến lúc dùng đến thực lực của tôi. Tề Thiên của chúng ta còn không tin lá gan của người anh này đúng không?
Diệp Phàm cười cười giơ tay chỉ Tề Thiên. Diệp Phàm tôi đến cấp thứ trưởng cũng đánh tới, một mình nhà họ Khổng có thể làm Diệp Phàm tôi nhút nhát sao? Ha ha ha. Tề Thiên đột nhiên cười to, chỉ Diệp Phàm, cười nói. Vẫn là đại ca lợi hại, không ngờ hiểu rõ tính tình của em. Tuy nhiên, một quyền này của anh rất nhẹ, làm choáng tôi nhưng tay chân của tôi không thể chịu được công kích của một cao thủ thập đẳng đấy. Cậu đó, không tin thử xem, một cái bĩu môi thôi tôi cũng biết cậu muốn kéo cái gì. Diệp Phàm gật đầu. Với tính cách của cậu, hơn nữa việc này xảy ra với Liễu Nguyệt mặc dù có thể gây phiền toái đến chú Tề, nhưng cậu cũng phải làm. Hơn nữa, tôi có lẽ cậu sẽ không quang minh chính đại đi bắt Khổng Phát. Dùng cách giấu tay đi. Ôi, đại ca chính là lão đại, không ngờ anh nói đúng thế. Tề Thiên thở dài, tỏ vẻ không biết làm gì. Đúng rồi, cậu không phải nghi ngờ năm người kia là cao thủ tứ đẳng sao? Việc này có xác định không? Diệp Phàm hỏi. Người xui xẻo bị bắt bản lĩnh không cao, tôi đã thử rồi, người này nhiều nhất chỉ nhất nhị đẳng khai nguyên thôi. Tuy nhiên, người này cũng đã từng làm không ít chuyện xấu. Trước kia là một vệ sĩ cho chủ mỏ than, lợi hại hơn so với người bình thường nhiều lắm. Hơn nữa, theo Ngô Lợi Đống dặn bọn họ là người lợi hại nhất là Lưu Cường. Tuy nhiên, người này cũng không có tiếng tăm gì. Chẳng qua Ngô Lợi Đống biết sự lợi hại của y, trước kia đã từng xảy ra xung đột, y một cước đã làm gãy chân Ngô Lợi Đống rồi. Hơn nữa, Ngô Lợi Đống còn nói, ngày đó tấn công Liễu Nguyệt Lưu Cường cũng không dùng nhiều công sức, hình như có ý tứ vui đùa với hai người thanh niên kia. Sau đó không thể tưởng tượng được người phụ nữ lại có súng. Lưu Cường cũng hoảng sợ, nếu không đã giải quyết xong người phụ nữ đó rồi. Tề Thiên nói, Lưu Cường có lẽ có tứ đẳng khai nguyên thân thủ. Diệp Phàm gật đầu. Không đúng, đại ca, anh nói thế không đúng. Tề Thiên nhìn Diệp Phàm, dường như hiểu rõ. Ánh mắt y có chút kỳ lạ. Ha ha, nếu thật sự là tứ đẳng, ta có thể tranh thủ một chút, ra sức vì nước nhà là nên làm. Hơn nữa có lấy công chuộc tội có phải là tốt không? Trước tiên điều tra thêm về người này mới được. Diệp Phàm cười nói, sau đó nhíu mày. Tuy nhiên, bản lĩnh của tên này cao thế, cậu có thể cử người đi không? Chẳng lẽ trong sư đoàn cậu có cao thủ tứ đẳng? Chương 2503, Phong Vân Lầu bị đập. Có hai người tứ đẳng, tuy nhiên, đại ca, anh cũng không thể lấy đi của em trai mong anh giơ cao đánh khẽ. Em rất vất vả mới tìm được hai cao thủ, thật không dễ dàng gì. Có người trong tổ như các anh có người nào không bị các anh vét hết sạch rồi, còn dư đều là những mặt hàng gai góc. Tề Thiên vừa nói xong đã nghĩ ngay đến một vấn đề quan trọng lập tức giải thích nói. Cậu cũng thật là, thật sự coi anh đây là hoàng thế nhân của tổ đặc nhiệm A có phải không? Dù thế nào tôi cũng không có khả năng đi đào góc tường của cậu có phải không? Hơn nữa, tôi luôn phản đối, trước kia chú ý tôi không phải là người có hành động phản cảm này. Đừng dùng hai mắt để nhìn, cũng ông thể lùa hết những cao thủ tứ đẳng vào một lưới. Còn phải để người ta sống đúng không? Diệp Phàm cười nói. Tôi yên tâm, tôi tin rằng có hai người họ thì bắt Lưu Cường chắc chắn là được. Hơn nữa chúng ta còn có thể mang súng, tuy nhiên đạn chỉ dùng để phòng thân. Không cẩn thận là chết người. Tề Thiên nói. Vừa lúc đó điện thoại reo lên, vừa nghe xong thì Tề Thiên đã quát lớn. Sao có thể thế? Sau đó quát tháo vài tiếng sau đó vẻ mặt sầm lại cúp điện thoại. Sau đó lại bấm số khác gọi. Các cậu lập tức đến gần Phong Vân Lầu, lấy nơi đó là, trung tâm tản ra 500 dặm để lục soát Lưu Cường. Làm sao vậy? Diệp Phàm hỏi. Thằng nhóc Lưu Cường không ngờ trốn thoát rồi. Hơn nữa còn đánh ngã 6 người của tôi. Thật tức chết, đáng người ngu ngốc vô dụng này, 10 người rõ ràng còn không bắt được 5. Còn có súng nữa chứ? Tề Thiên tức giận mắng. Không đúng, Lưu Cường chẳng lẽ không dừng ở tứ đẳng? Nếu không, hai người của cậu có thân thủ tứ đẳng cơ mà, đây có vấn đề rồi. Chúng ta lập tức đến đó xem, để thằng nhóc này chạy trốn thật đáng tiếc. Diệp Phàm nói xong đứng lên đi ngay ra ngoài. Mẹ kiếp! Chẳng lẽ là ngũ đẳng, làm sao có thể? Tề Thiên bước lên xe nói thầm. Rất có khả năng. Diệp Phàm nói. Nếu như là ngũ đẳng thì hôm qua sao hai người tam đẳng đỉnh giai mà tôi cử ra có thể giữ lâu như vậy? Tuy nói hôm qua Lưu Cường có ý đùa giỡn nhưng người ta ngũ đẳng có đùa giỡn thì cũng có thể thu phục hai cấp dưới của tôi rồi. Tề Thiên có chút không tin.
hẳn là không nghĩ tới, là chơi hơi quá. Nhưng nhìn thấy súng thì đương nhiên hơi sợ rồi. Ngũ đẳng thì sao, làm sao có thể đối phó với súng đạn? Diệp Phàm nói. Đúng rồi, có lẽ là thế. Mẹ kiếp, không thể tưởng tượng được Lưu Cường lợi hại như thế, nếu có thể vào sư đoàn hưởng hổ cũng tốt. Tề Thiên vỗ đầu gối giống lên một tiếng. Ha ha. Diệp Phàm cười khan một tiếng. Tề Thiên vừa thấy khóe miệng không khỏi giật giật, y cúi đầu xuống. Biết Diệp Phàm nhất định không thể để cho sư đoàn hưởng hổ cũng mình được vui vẻ, cùng tổ sao có thể cướp người. Y nghĩ đến điều này tất nhiên là hơi đau lòng rồi. Lưu Cường bao nhiêu tuổi? Diệp Phàm bắt đầu điều tra hộ tịch rồi. Tôi cũng không phải là người quản lý hộ tịch, sao biết được? Tề Thiên tức giận hừ nói. Không có nói thì phải bổ sung đấy, không phải cậu còn thiếu hai điều kiện sao? Diệp Phàm thản nhiên cười. Ngừng lại, tội thật sự không hiểu được tình hình của tên này, hẳn là hơn 30 đi. Tề Thiên nóng nảy vội vàng kêu lên. Với sức mạnh đôi chân của Lưu Cường thì có lẽ bây giờ đã chạy được 5 dặm rồi. Chúng ta đi như vậy vẫn chưa kịp, người cũng quá ít. Diệp Phàm đột nhiên nghĩ đến vấn đề này. Nếu không thì bảo cảnh sát vũ trang hỗ trợ. Tề Thiên nói xong nhìn Diệp Phàm một cái, nói. Chỗ tôi tuy nói là có trên 1.000 người, nhưng đưa ra một nửa đã là vi phạm quy định. Nếu điều động nhân mã có lẽ là bị xử phạt. Bên cậu không cần phải cử thêm người, bộ đội có quy định của bộ đội, dù cậu là sư trưởng cũng không được. Bảo cảnh sát có vũ trang cùng khó, đừng để cho người ta tưởng có sự kiện gì lớn. Diệp Phàm nói, ngẫm nghĩ một chút bảo dừng xe sau đó bước xuống. Hắn gọi điện thoại cho Cung Khai Hà, nói. Thủ trưởng Cung. Tôi có tình hình khẩn cấp muốn báo cáo với anh. Ít nói những lời vô nghĩa thôi, nói vào chủ đề chính đi. Cung Khai Hà nói, vì thế Diệp Phàm nói rõ mọi việc và đưa ra yêu cầu. Tổ trưởng Cung, tôi muốn xin anh lập tức nói với người phụ trách Cục An ninh Quốc gia thành phố Đồng Lĩnh, yêu cầu hỗ trợ sư đoàn hưởng hổ bắt giữ Lưu Cường. Hơn nữa, tôi cũng cần tư liệu chi tiết của Lưu Cường, phải nhanh chóng. Đương nhiên. Diệp Phàm biết Cung Khai Hà không thể trực tiếp hạ lệnh cho Cục trưởng Cục An ninh Quốc gia Ngọc Kiến Cường. Có lẽ sẽ cho Sở An ninh tỉnh Tấn Lĩnh mệnh lệnh khẩn cấp. Quả nhiên, gần 5 phút đồng hồ sau điện thoại Diệp Phàm vang lên, vừa nhấc máy giọng của Ngọc Kiến Cường đã vang lên. Bí thư Diệp, tôi ở Cục An ninh Quốc gia thành phố Ngọc Kiến Cường. Vừa rồi mới nhận được chỉ thị của cấp trên hỗ trợ anh bắt giữ Lưu Cường. Anh bây giờ đang ở đây, tôi lập tức dẫn người đến. Về tư liệu của Lưu Cường thì chúng tôi đang thu thập. Chúng tôi cách cục công an khoảng 20 km tính từ Phong Vân Lầu. Còn nữa, nếu gặp lính của sư đoàn hưởng hổ các anh có thể cùng phối hợp với họ, liên hệ tin tức cùng bắt giữ đối tượng. Diệp Phàm cũng không hai lời lập tức ra lệnh. Cục An ninh Quốc gia không thể có tư liệu của người bình thường như Lưu Cường, nhưng Diệp Phàm tin Cục An ninh có cách của họ. Quả nhiên, 10 phút sau, Ngọc Kiến Cường dẫn vài người đến Cục Công an thành phố. Ninh Mãn vẻ mặt tức giận bước từ trên xe xuống. Nhìn y khá mất hứng, có lẽ đang từ bàn rượu ra đây. Tuy nhiên, y thấy Diệp Phàm đã đến cũng chỉ biết lên tiếng chào, hỏi bí thư Diệp đã muộn thế gọi đến không biết có việc gì. Việc này cứ để Cục trưởng Ngọc nói đi. Diệp Phàm ra hiệu cho Ngọc Kiến Cường. Cục trưởng Ninh, chúng tôi đang bắt giữ một tình nghi, tên là Lưu Cường. Là người thành phố Hạng Nam tỉnh Thiên Vân, năm nay 30 tuổi. Mặt tròn, cao 1m75, đặc điểm rõ nhất chính là trên chóp mũi có một vết sẹo, nghe nói là mới có do đánh nhau với người khác. Người này còn chưa kết hôn, trong nhà có trước kia từng làm việc giúp ông chủ mỏ quặng. Chúng ta cần Cục Công an thành phố trợ giúp. Ngọc Kiến Cường nói. Ninh Mãn ợ lên một cái, phun đầy mùi rượu ra đành phải gật gật đầu. Dù sao việc này dính đến an ninh quốc gia, y cũng không dám chậm trễ. Trong khoảng thời gian ngắn, xe cảnh sát đã xuất động toàn bộ, hình thành một tấm lưới, phong tỏa toàn bộ, vòng trong lùng bắt từng bước được mở rộng. Mười mấy phút đồng hồ trôi qua vẫn chưa có tin tức liên quan đến Lưu Cường. Bí thư Diệp, nếu như nói Lưu Cường đã ra khỏi thành phố Đồng Lĩnh thì không có khả năng. Thành phố chúng ta diện tích cũng không nhỏ, hơn nữa chúng ta hành động nhanh chóng. Hiện tại phạm vi vây bắt đã đến 30 km. Các trạm kiểm soát đều không phát hiện Lưu Cường. Tôi nghi ngờ y căn bản chưa rời khỏi Đồng Lĩnh, đang trốn ở đâu đó. Ngọc Kiến Cường nói. Dân số của thành phố chúng ta hơn 30.000, hơn nữa,
dân ngụ cư nữa thì ít nhất cũng có khoảng 40 vạn dân. Hơn nữa, diện tích cũng không nhỏ, múa giấu một người cũng rất dễ dàng. Ninh Mãn nói. Đúng lúc này điện thoại của Ninh Mãn vang lên, y ừ à một hồi sau đó cúp điện thoại nói. Bí thư Diệp, có người gây rối ở Phong Vân Lầu, tôi phải đi giải quyết một chút. Gây rối, rốt cuộc sao lại thế này? Diệp Phàm chau mày, hỏi tất nhiên là nghĩ không biết có phải đám lính của Tề Thiên gây rối với nhân viên của Phong Vân Lầu không? Có lẽ sau khi Lưu Cường chạy xong thì Tề Thiên bí mật bố trí nhân sự bị người ta phát hiện. Vừa rồi nhận được điện thoại của cục bảo vệ nói là quản lý khổng của Phong Vân Lầu báo cảnh sát nói là có người không rõ lai lịch đang gây rối. Bảo vệ của đi ra ngoài đã bị đánh ngã mấy người. Buổi tối cục bảo vệ có trách nhiệm, cho nên đã tự mình đưa người đến đó. Phát hiện mấy người đang quấy rối, bọn họ đã cùng với bảo vệ ở đó đánh lại. Đại sảnh của Phong Vân Lầu đều bị đập vỡ hết, cục bảo vệ thấy vậy lập tức dẫn người lên yêu cầu ngừng tay. Cũng ngừng tay nhưng bọn họ nói là người của sư đoàn hưởng hổ tới đây đón bạn của họ. Thật ra chính là mấy người lúc trước đánh đập ở đó. Ban đầu việc này cục bảo vệ yêu cầu hai bên đến cục để lấy lời khai. Cục bảo vệ cũng dễ giải thích. Không thể tưởng tượng được đám người đó đi rất nhanh, nói là không có thời gian phải dẫn người đi lập tức. Hơn nữa, còn bắt một số người thân của quản lý khổng đi. Quản lý khổng đương nhiên không cho, gọi mấy người bạn đến vây bọn họ. Mà bọn họ lại lấy mạnh thắng yếu lại đánh nhau tiếp. Cục bảo vệ muốn ngăn lại, tuy nhiên hai bên đều không nghe. Bởi vì bọn họ sằng bậy, cho nên cục bảo vệ mang người lên vây bọn họ không cho họ đi. Kết quả là mười mấy cảnh sát cũng bị đánh, hiện tại đã đánh nhau thành một đoàn, cục bảo vệ thỉnh cầu trợ giúp của công an thành phố, y không chống nổi. Ninh Mãn nói, chúng ta sang đấy xem, đây không phải là thêm phiền sao. Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng bước lên xe, không lâu sau đến hiện trường. Thật đúng là náo nhiệt, đại sảnh của Phong Vân Lầu thành chỗ để luyện tập võ nghệ. Mời mấy tay đấm cùng mấy cảnh sát đánh mấy cấp dưới của Tề Thiên. Tuy nói Tề Thiên ít người nhưng mấy người này đều là tinh anh của Sư đoàn Hưởng Hổ. Sư đoàn Hưởng Hổ là bộ đội tinh anh của quân khu Bắc Kinh, mà bọn họ lại là tinh anh trong tinh anh. Cho nên, lập tức đánh ngã 20 mấy người. Một đám ôm chân kêu đau dưới sàn nhà, mà mấy cảnh sát cũng bị đánh ngã vài người. Đương nhiên, cấp dưới của Tề Thiên cũng có người bị thương, bây giờ đang chiến đấu chỉ có 3-4 người. Tề Thiên đa án 50 người đến đây, hiện tại toàn bộ tham gia lùng bắt, thật sự cũng không có nhiều người. Nếu không, Phong Vân Lầu đã bị nện không còn hình thù gì rồi. Dừng tay, tất cả dừng tay, tất cả dừng tay. Tôi là cục trưởng cục công an thành phố Ninh Mãn. Dừng tay hết cho tôi. Ninh Mãn cầm loa khách đại hét khàn cả giọng. Mấy người cảnh sát đến đây cũng uy phong vọt vào, lập tức tản ra hình thành tư thế đối chọi. Nhìn cũng tương đối dọa người. Chương 2504, Khổng đại thiếu gia kiêu ngạo ra mặt. Nhưng tất cả đều đã dừng tay. Nhưng người và ngựa lập tức phân thành hai. Bọn binh tướng bại trận của Phong Vân Lầu đang giằng co với sư đoàn Hưởng Hổ. Các cảnh sát mà cục cảnh về điều tới đang cùng nhau đẩy bọn họ về phía sau. Một ông già lúc đó mới thò từ đống người ra, người này chính là đồng chí Khổng Lý Sâm giám đốc của Phong Vân Lầu. Ông ta quát Ninh Mãn nói. Cục trưởng Ninh, sao lại như thế này, ông xem lũ khốn kia đã hủy diệt cả Phong Vân Lầu của tôi rồi. Việc này nhất định phải trừng trị nghiêm túc, phải bồi thường tất cả, nếu không nhà họ Khổng sẽ không để yên đâu. Lão già này mở miệng ra là nhắc đến nhà họ Khổng rồi, như muốn nhắc nhở Ninh Mãn rằng phải chú ý đây là Phong Vân Lầu của nhà họ Khổng. Giám đốc Khổng, xin đừng vội. Trước tiên chúng tôi phải tìm hiểu rõ sự việc. Yên tâm, chúng tôi sẽ xử lý cho các anh hài lòng. Các anh hãy làm một bản kê khai các tài sản bị tổn thất. Ninh Mãn cũng có chút sợ hãi ông ta, nên cũng phải nói vậy. Cục trưởng đã nói phải giữ lời đấy. Giám đốc Khổng nói. Anh cứ yên tâm 120%, tuyệt đối sẽ khiến anh hài lòng. Cục thành phố chúng tôi làm gì chứ, chính là bảo vệ chính nghĩa mà. Lần nữa Ninh Mãn lại tỏ thái độ. Cục trưởng Ninh, anh chưa hỏi xem sự việc ra sao mà đã tỏ thái độ thế. Rõ ràng là anh muốn ức hiếp chúng tôi phải không? Lúc này Trương Vệ Thành cấp dưới của Tề Thiên, là một cao thủ tứ đẳng, tiểu đoàn trưởng trong trường lạnh lùng nói. Đúng vậy, những lời khi nãy cục trưởng nói đường hoàng đấy. Cái gì mà bảo vệ chính nghĩa? Nếu là chính nghĩa thì phải xử lý công bằng.
còn nếu chưa hiểu rõ tình hình mà đã tỏ thái độ thế thì chính nghĩa cái quái gì? Cục trưởng Ninh, nếu như ông làm như vậy, thì những anh em của tôi đây sẽ không chấp nhận. Một cao thủ tứ đẳng khác Lý Huy, chán vẫn còn sưng lại nói thêm. Có thể người này đã bị Lưu Cường ra tay nên mới thảm hại thế kia. Ống tay áo và ống quần đều đã tung ra, ở bắp chân vẫn còn có máu chảy ra. Đề nghị các anh lấy giấy tờ tùy thân cho chúng tôi kiểm tra. Ninh Mãn nghiêm túc nói. Đến vội, chúng tôi không mang theo, nhưng chẳng ai dám giả mạo sư đoàn hưởng hổ này. Trương Vệ Thành nhìn Ninh Mãn rồi tức giận nói. Hừ, không có giấy tờ thì tôi đành phải bắt các anh thôi. Anh xem, các anh đã làm gì? Làm loạn cả Phong Vân Lầu của người ta ra rồi mà còn nói lý sao? Không phải nói nhiều nữa, đưa tất cả bọn họ về cục điều tra. Ninh Mãn lập tức lấy lại tinh thần rồi ra hiệu bắt người. Đương nhiên Ninh Mãn làm vậy một là để cho người nhà họ Khổng biết. Hai là cũng muốn đả kích những người kia. Đã quá kiêu ngạo, thấy Ninh Mãn đây mà lại còn lên giọng nữa. Dù gì thì ta đây cũng là cục trưởng. Các anh lên thử xem. Trương Vệ Thành bước lên trước, trừng mắt nhìn mấy vị cảnh sát đang cầm còng định bắt người đi. Mấy cảnh sát thấy thế đành phải lui lại mấy bước. Những cảnh sát này như có trực giác, như những người như Trương Vệ Thành đây họ đều cảm nhận được thần sắc hung ác tỏa ra. Dường như có thể ngửi thấy được cả mùi máu tươi trên cơ thể anh ta, ai ai cũng nghĩ anh ta như muốn giết người. Bởi vậy ai ai cũng quay đầu nhìn Ninh Mãn, không biết nên xử lý ra sao. Nhìn tôi làm gì, các anh bất tài hết sao, tôi nói cho hay, ai không tuân theo đều bắt hết. Ninh Mãn bắt đầu thấy quyền uy bị khiêu khích, hôm nay mà không bắt được mấy người này coi như không thu hoạch được gì. Mà Ninh Mãn cũng đã nghĩ, những con binh kia còn có mười mấy đồng phạm. Nhưng chỉ có nhiều nhất bốn người tái chiến thôi. Bởi vì những người khác đều đã bị thương ở chân không thể gây chiến được nữa. Bên mình có nhưng 20 người, lại còn có súng, sao lại không trấn áp được đám này? Những cảnh sát này đều không do dự gì nữa, tất cả mười mấy người xông lên. Nhưng bước chân có vẻ chậm rãi. Ai dám động vào người của Tề Thiên? Đúng lúc này Tề Thiên đi vào, tiếng vọng từ bên ngoài vào theo. Ông là... Sau khi ngây người, Ninh Mãn liền nghiêm túc nói. Bởi vì Tề Thiên không mặc quân phục, có thể Ninh Mãn cũng không biết mặt ông ta hay là giả bộ hỏi vậy. Tôi là Tề Thiên, sư đoàn trưởng sư đoàn hưởng hổ. Thế nào, cục trưởng Ninh, muốn hạ thủ với thuộc hạ của tôi sao? Hay là làm một võ đài ở đây, chúng ta thử đọ sức xem sao? Tề Thiên lạnh lùng nói, khí thế của cao thủ ngũ đẳng thoát ra, trực tiếp bức người Ninh Mãn. Quay người lại. Tề Thiên nhìn thuộc hạ của mình nói. Nhanh chóng băng bó vết thương. Hai bác sĩ quân y lập tức mang hòm thuốc từ ngoài chạy vào băng bó vết thương cho họ. Đúng là sát khí rất lớn, Ninh Mãn lạnh cả người. Không tự chủ được liền lui về đằng sau. Mấy viên cảnh sát thấy vậy cũng lặng lẽ lui lại. Sư đoàn trưởng đến rồi, lại còn mang theo người đến nữa. Nếu như động vào tổ ong này, đương nhiên người chịu thiệt chỉ là mình mà thôi. Hay quá, hay quá. Đúng lúc này có tiếng vỗ tay vang lên, cùng với tiếng vỗ tay đó là một thanh niên nhưng lại có vẻ rất già từ ngoài bước vào. Dưới cằm còn có chút râu. Cậu chủ, cuối cùng cậu cũng đến rồi. Giám đốc Khổng còng còng liền vui vẻ, bước lên trước, rồi hành động như chó gặp chủ trước mặt người ta. Ha ha ha, được rồi, con chó này diễn hay lắm. Đúng là, cũng có thể gọi làm heo được không? Người của Tề Thiên vui mừng quá. Cười như trêu chọc người khác. Còn những người của Phong Vân Lầu lại chỉ dám giấu nụ cười trong lòng không dám cười ra tiếng vì họ biết tình cảnh mình cũng chẳng ra sao. Để ngăn cười thành tiếng, nhìn ai cũng có bộ dạng kỳ quái. Đứng lên. Khổng Đông Phong thấy thật mất mặt, vốn vỗ tay rồi xuất hiện ra đó là có ý đồ nhưng ngay tức khắc đã nhận được những ánh mắt nhìn mình, cứ như ra oai. Không ngờ mới ra oai có tí thì tên bại hoại Khổng Lý Sâm lại xuất hiện. Xin lỗi cậu chủ, tôi đã không quản lý tốt quán, đã để cho bọn chúng đến đập phá. Giám đốc Khổng mặt mày đỏ ửng, lấp bấp nói. Đồ vô tích sự, cút sang một bên. Khổng Đông Phong hừ một tiếng, nhìn Tề Thiên rồi lại nhìn Ninh Mãn, châm chọc nói. Cục trưởng Ninh, sao, sợ rồi phải không? Sư đoàn trưởng thì có sao chứ? Vua có tội thì cũng phải trừng trị như dân chứ nói gì đến một sư đoàn trưởng nhỏ con này. Ông ta đâu phải ông trời,
Nếu như những lời khi nãy ông nói mà không chấp hành thì Khổng Đông Phong tôi đây có phải là nên hiểu anh? Khổng Đông Phong nói đến đây cố ý dừng lại, chỉ tay vào Ninh Mãn nói. Những lời nói của anh có giống như nói dóc không hả? Khổng công tử, xin cậu ăn nói tử tế, tôi đang thực hiện nhiệm vụ của mình. Mặt Ninh Mãn có chút đỏ, và cũng rất khó chịu. Nhà họ Khổng các anh uy thế, nhưng chủ mới của tôi cũng không vừa. Vì thế cũng nói lại một câu. Tử tế, nếu muốn Khổng Đông Phong này ăn nói tử tế thì hãy đưa ra lý do để ta tử tế trước đã. Đối với loại cục trưởng nói thế thì Khổng Đông Phong đây cần gì phải tử tế, như thế không phải hạ nhục mình sao? Anh mới phải xử lý cho tử tế, hãy thực hiện ngay mệnh lệnh khi nãy anh nói. Tôi đương nhiên sẽ tử tế với anh, nhưng nếu như không làm như vậy thì đừng trách. Khổng Đông Phong hù dọa cục trưởng Ninh. Khổng công tử, khi nãy không có chứng cứ nên tôi nghĩ bọn họ là bọn xấu lang thang từ nơi nào đến. Giờ sư đoàn trưởng của người ta đến rồi, đã xác định đúng là người của sư đoàn Hưởng Hổ rồi. Đương nhiên tôi không thể cho cảnh sát bắt họ được, và tất nhiên là phải cùng về cục để nói chuyện, giải quyết việc này. Mặt Ninh Mãn đỏ lên, không thể không cúi đầu liền nói. Đối phương người ta có cả sư đoàn trưởng, không thể xác định chủ, nếu như làm mọi chuyện rắc rối hơn thì chẳng được ích gì. Như vậy thành ra to chuyện rồi. Ninh Mãn cảm nhận được tính mâu thuẫn sắc bén. Nếu như không khôn khéo xử lý thì cái chức cục trưởng cũng không bền. Cho nên, không nể mặt gì hết, tất cả đều phải vì chức kia. Không có chức gì thì còn ra sao? Xem ra, cục trưởng Ninh của chúng ta không chịu nghe rồi. Cục trưởng Ninh, đây là Phong Vân Lầu, có người đã làm tan nát nơi của Khổng Đông Phong này. Cục trưởng nhớ rõ chuyện này, bằng không tôi sẽ gọi điện đến giám đốc Hồ. Nếu không được thì là đảng ủy chính trị. Khổng Đông Phong cười một tiếng. Việc này, Khổng công tử, hãy nghe tôi giải thích đã. Nói đến đây Ninh Mãn liền cầm lấy tay Khổng Đông Phong nói. Tôi không muốn nghe ai đang đánh giấm ở đây. Giấm càng đánh càng thối, đừng làm ô uế Phong Vân Lầu này. Khổng Đông Phong rất giận dữ, thấy Ninh Mãn không tán thành, không muốn chấp hành theo ý hắn ta. Ninh Mãn liếc nhìn Diệp Phàm. Nhưng lúc này Diệp Phàm lại đang thưởng thức bức tranh trên tường. Diệp Phàm rất chăm chú ngắm tranh, dường như quên mất hiện đang có chuyện gì. Ninh Mãn trong lòng điên tiết chỉ muốn cho hắn ta một trận. Đang giỡn phải không, đến nước này rồi còn giả bộ ngây ngô. Ai đang sủa gì ở đây thế, lại còn đánh giấm, đúng là thối không thể ngửi được. Tề Thiên cố ý chọc vào, rồi lại làm hiệu như che mũi đi. Mày nói ai là chó? Giám đốc Khổng thấy tên chủ này ra mặt liền thấy có cơ hội. Để bỏ ảnh hưởng không hay khi nãy nên bước lên trước mặt Tề Thiên hung hăng nói. Mà hình như ông ta không khống chế được lực của mình. Chân bước về đằng trước và toàn thân cũng như đổ về trước. Tay như muốn đâm vào mắt, mũi của Tề Thiên. Bốp một tiếng. Giám đốc Khổng diễn trò bay người trên không trung nhưng rồi lại đánh trúng vào Khổng Đông Phong. Bộp một tiếng, cả hai đều ngã sóng xoài ra đất. Các anh em, có người muốn công kích sư đoàn trưởng của chúng ta, bắt hắn lại. Lúc này Trương Vệ Thành lên tiếng, rồi một viên đạn cũng đã nằm trên người Khổng Lý Sâm. Được rồi, cho hắn một bài học là được rồi. Tề Thiên có vẻ rất độ lượng nói, rồi liếc nhìn Diệp Phàm một cái. Chỉ có Tề Thiên hiểu khi nãy tên họ Khổng kia nhảy bổ về trước là do Diệp Phàm phi giao mà thành. Chương 2505, Diệp Phàm giả ngốc. Khi nãy Diệp Phàm không chỉ phát hiện ra ông ta có hành động vậy mà tay sờ thấy hạt đậu trong túi quần mà bắn ra. Bởi vì tốc độ quá nhanh nên đồng chí Ninh Mãn đang trông chờ Diệp Phàm cứu viện cũng không hề biết. Đương nhiên Tề Thiên không phát hiện ra hạt đậu nhưng ông ấy cũng biết việc này có liên quan đến Diệp Phàm. Nếu không sao lại trùng hợp vậy, lão già này lại dám chỉ tay vào mặt Tề Thiên này sao? Đồ vô dụng! Khổng đại thiếu gia tức giận, vốn không để ý. Nhưng rồi lại đứng lên cho lão giám đốc kia một trường. Lão già kia lăn trên đất mấy vòng mới dừng lại. Nhưng ông ta không dám kêu ca gì, chỉ là đau đến mức chảy nước mắt, cuối cùng cũng đứng dậy được. Chắc chắn là sợ cậu chủ cho thêm trận nữa nên phải tránh xa Khổng Đông Phong đến vài bước. Đương nhiên mấy chục người của ông ta cũng không dám kéo ông ta. Ai ai cũng chỉ đứng nhìn trần nhà, nếu lúc này mà đi kéo thì chẳng khác gì tự đánh mình. Giờ Khổng Đông Phong như con chó cắn người, gặp ai mà chẳng cắn. Được rồi, có chuyện gì thì bàn bạc giải quyết là được. Việc gì mà phải bực tức thế?
Lúc này Diệp Phàm đã thu ánh mắt nhìn chằm chằm vào bức tranh lại. Ninh Mãn như thấy được âm thanh gì đó, liền gật đầu lớn tiếng. Đúng đúng, các đồng chí, cứ làm theo chỉ thị của bí thư Diệp đi. Bí thư cái gì chứ, là loại nào mà dám tham gia vào? Khổng Đông Phong không nhìn Diệp Phàm mà trực tiếp nói ra, có chút tức giận. Khổng công tử, nói gì vậy? Đồng chí Ngọc Kiến Cường bước lên nói. Không chịu được nữa, đối với Ngọc Kiến Cường thì nhà họ Khổng cũng chẳng có gì. Dù sao thì tính đặc thù của ngành an ninh này cũng đã quyết định tính chất công việc của ngành này là như vậy rồi. Như thế là sai sao? Khổng Đông Phong nhìn Diệp Phàm khuôn mặt vẫn khinh thường. Ha ha, nếu nói đến loại nào thì chắc phải lấy chiếc quạt ra trong mùa đông này. Nghĩ lại cầm cái quạt lông ấy chính là Khổng Minh tái thế, thanh niên mà, vẫn nên thực tế, không phải cái gì cứng thì chứa vật thì mới không phải thứ gì. Diệp Phàm châm chọc cười nói. Bốp bốp. Tề Thiên vỗ tay, cười nói. Đúng là bí thư Diệp chân thành. Bí thư Diệp là bí thư thành ủy của Đồng Lĩnh, là nhân vật số một của Đồng Lĩnh. Nếu bí thư Diệp cũng chỉ là những đồ vật thì chúng ra bao nhiêu công tác tại Đồng Lĩnh cũng chưa thành những đồ vật sao? Đã thành đồ chơi rồi thì chơi đi, nhưng có những kẻ còn không bằng đồ chơi. Nghĩ rằng vào phá lầu mà có thể là độc nhất trên đời sao? Trên thế giới này chẳng có cái gì là độc nhất cả. May ra thì cũng có thứ hai. Tề Thiên có vẻ kỳ quái, suýt chút nữa thì Khổng Đông Phong như Phật ra đời rồi lại thăng thiên. Được rồi, sư đoàn trưởng, anh đến Phong Vân Lầu làm gì? Diệp Phàm nghiêm mặt hỏi. Báo cáo thủ trưởng, chúng tôi đến để bắt những kẻ tấn công lại thuộc hạ của tôi. Tề Thiên rất cung kính nói. Các anh đến bắt tội phạm thì bắt sao lại đến Phong Vân Lầu nhà họ Khổng làm gì? Lại còn đánh đập nữa. Các anh nghĩ rằng nắm chức vụ lớn là muốn làm gì thì làm sao? Nước Cộng Hòa này là xã hội pháp chế, là xã hội hòa bình. Các anh phải tuân thủ theo pháp luật. Khổng Đông Phong lại lên giọng. Tội phạm chứa chấp ở trong Phong Vân Lầu, tại sao chúng tôi không thể đến đây? Tề Thiên cố ý khoanh hai tay rồi hỏi. Tiểu đoàn trưởng Trương, các cậu có phát hiện ra tội phạm ở đây không? Bí thư Diệp cũng đến ăn đêm sao? Lúc này có tiếng nói quen thuộc vang lên. Không phải là Khổng Đoan thì còn là ai nữa? Bên cạnh là Trì Hạo Cường. Diệp Phàm liền hiểu luôn. Chắc chắn là đến cứu nhà họ Khổng đây. Báo cáo sư đoàn trưởng, khi nãy một tên tội phạm đã chạy, còn lại bốn tên thôi. Trong năm tên đó, tên cầm đầu là Khổng Phát Hiện. Sau khi đã xác minh, phát hiện ra Khổng Phát Hiện là chú của ông chủ Khổng Đông Phong của Phong Vân Lầu này. Thảo nào bọn họ cản trở chúng tôi bắt người lại còn quấy rối nữa, để cho tên cầm đầu chạy thoát mất. Phong Vân Lầu này vốn là nơi chứa chấp tội phạm, hơn nữa chúng tôi còn phát hiện ra một hiện tượng kỳ lạ nữa. Trương Vệ Thành lập tức báo cáo. Nói bậy, họ đến để ăn chơi chứ có liên can gì đến Phong Vân Lầu chúng tôi. Khổng Đông Phong giơ chiếc quạt chỉ vào Trương Vệ Thành trừng mắt nói. Tiểu đồng chí, ăn nói phải cẩn thận, không thể đoán giả đoán non được. Khổng Đoan nhìn Trương Vệ Thành, lập tức lên tiếng. Thuộc hạ của chúng tôi toàn là người thành thật không giống như một số người. Tề Thiên lạnh lùng nói, rồi hỏi. Tiểu đoàn trưởng Trương cậu nói tiếp đi, khi nãy ở đằng sau đã phát hiện ra gì kỳ lạ. Quả nhiên khi nghe Tề Thiên nói vậy, Diệp Phàm đã thấy miệng Khổng Đoan giật giật. Còn Khổng Đông Phong lại như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng Diệp Phàm còn phát hiện ra trong lúc không để ý thì ông ta cứ mở. Cục chiếc quạt trên tay. Xem ra tâm trạng không được bình tĩnh. Khi nãy, vừa mới đến trinh sát, để nhận rõ địa hình, chúng tôi đã chụp được ảnh. Phát hiện ra đằng sau Phong Vân Lầu là. Trương Vệ Thành nói đến đây. Khổng Đoan lập tức nói chen vào. Sư đoàn trưởng, các anh bắt tội phạm là có nguyên do của các anh. Nhưng đấy là việc của các anh, việc phát sinh khi nãy chỉ là hiểu lầm mà thôi. Còn đã chạy đi một tên thì các anh nên nhanh đi bắt lại đi. Anh nói có phải không sư đoàn trưởng, bí thư Diệp, anh nghĩ sao? Như vậy sao được, bắt tội phạm cũng không được làm hỏng đồ nhà người ra có đúng không? Khi nãy ông chủ Khổng Đông Phong còn nói bồi thường gì mà. Tôi thấy nhất định phải làm rõ chuyện này trước sau đó sẽ cùng nhau thương lượng giải quyết có đúng không? Chúng ta không thể để thương nhân bị tổn thất được, phải giữ công bằng cho họ chứ. Diệp Phàm nghiêm chỉnh nói. Đúng vậy, nếu như đúng là do thuộc hạ của tôi làm thì chúng tôi sẽ bồi thường. Nhưng nếu như là do Phong Vân Lầu thì Tề Thiên này không bỏ qua dễ dàng đâu.
mà nếu tên tội phạm đã chạy thoát kia là do mấy người ở Phong Vân Lầu ngăn cản chúng tôi nên mới chạy thoát, thì Phong Vân Lầu phải chịu trách nhiệm này. Tề Thiên nói, giám đốc Khổng, tôi thấy tổn thất không có gì quan trọng, chỉ là mấy cái bàn cái ghế thôi, cũng chẳng đáng bao nhiêu tiền. Cứ coi như vậy đi, sư đoàn trưởng cứ đi bắt tội phạm đi đã. Nếu như để tội phạm chạy mất làm ảnh hưởng đến xã hội thì chúng ta cũng như đồng phạm rồi còn gì. Bí thư Diệp, anh thấy Long Nhai này còn chưa kiến thiết xong, vẫn còn bề bộn lắm. Nếu như để lâu, người càng ngày càng đông sẽ gây ra sự cố giao thông có đúng không? Khổng Đoan nhanh chóng tiếp lời. Đương nhiên chuyện đằng sau của Phong Vân Lầu Khổng Đoan là người rõ. Ông ta đang muốn nhắc nhở Khổng Đông Phong không được xé chuyện thêm nữa. Hôm nay đúng lúc quan trọng thì lại có mặt những người của sư đoàn Hưởng Hổ. Nếu như có sao thì anh ta cũng phải chịu. Có chút phiền phức, nhưng nếu chưa giải quyết được việc thì không thể nghỉ được. Diệp Phàm cố ý cho mày, thực ra là đang làm khó dễ Khổng Đông Phong. Họ Diệp kia, muốn giải quyết thế nào tùy anh. Hôm nay, nếu như không bồi thường cho Phong Vân Lầu thì đừng có mơ ra khỏi đây. Không ngờ Khổng Đông Phong lại nổi máu điên như vậy. Hắn nhìn Diệp Phàm rồi hừ nói. Tôi cũng có ý đó, nếu như đồng chí Khổng Đông Phong muốn giải quyết triệt để thì tốt quá rồi. Diệp Phàm chọc lại Khổng Đông Phong rồi nói. Cục trưởng Ngọc, theo như báo cáo khi nãy nhóm tội phạm quân sự và đội an ninh đều chứa chấp ở Phong Vân Lầu này. Mà tại Phong Vân Lầu cố ý bảo vệ như vậy nên mới để một tên tội phạm trốn thoát. Việc này đã liên can đến an ninh quốc gia, đồng chí Ninh Mãn. Sư đoàn trưởng Tề hãy cùng phối hợp với Cục trưởng Ngọc điều tra việc này. Việc lần này do đồng chí Ngọc là người nắm nhiệm vụ điều tra xử lý. Khổng Đoan có chút trầm ngâm, không ngờ việc này lại ảnh hưởng đến quốc gia, như vậy thì thật là phiền phức. An ninh quốc gia thì sao? Khổng Đông Phong này thứ nhất là chẳng làm gì phạm pháp cả, hai là không thông đồng để bán nước. Cục trưởng Ngọc muốn điều tra giải quyết gì xin cứ tự nhiên. Khổng Đông Phong vẫn có bộ mặt lạnh tanh. Sư đoàn trưởng Tề, khi nãy đồng chí Trương có nói khi điều tra đã chụp được ảnh, ít tài liệu, xin lấy ra cho chúng tôi xem. Còn nữa, bốn tội phạm bắt được khi nãy cũng đưa ra cho nhân viên công tác đi. Cục trưởng Ngọc nghiêm nghị nói. Có thể giao cho anh những thứ này nhưng đồng chí phụ trách về các tài liệu này của chúng tôi sẽ liên hệ cụ thể với các anh. Tề Thiên gật đầu, rồi cũng nhìn Diệp Phàm một cái và thấy Diệp Phàm cũng khẽ gật đầu. Sau đó quay sang hỏi. Tiểu đoàn trưởng Trương khi nãy cậu nói phát hiện ra gì, nếu không phải là cơ mật quốc gia thì hãy nói cho Bí thư Diệp, Cục trưởng Ngọc và Cục trưởng Ninh ở đây biết đi. Báo cáo sư đoàn trưởng, khi nãy chúng tôi vào bắt các phần tử phạm tội làm phá hoại an ninh quốc gia thì phát hiện ra đằng sau của Phong Vân Lầu còn có nơi rất đặc biệt, kín đáo. Bên trong có hàng trăm cô gái và khách làng chơi. Theo những chứng cứ mà chúng tôi có được thì sau Phong Vân Lầu này chính là nơi chứa chấp mại dâm. Và 5 người đang bị nghi ngờ lại đang ẩn ở phía sau của Phong Vân Lầu, mà trong 5 người này, một người đã chạy thoát còn lại 4 người đang ôm 4 cô gái mại dâm, chơi những trò đồi trụy. Trương Vệ Thành báo cáo. Muốn vu cáo cho ai thì cần gì phải nói nhiều. Các anh chơi trò này cũng quá cũ tối. Phong Vân Lầu của chúng tôi đã mở được lâu rồi. Toàn dân ở thành phố đều biết chúng tôi đều làm ăn theo quy định của pháp luật. Ngoài ăn uống ra thì chúng tôi còn có những dịch vụ giải trí khác. Còn về việc mại dâm như các anh nói, tuyệt đối là không có, các anh muốn vu cáo cho ai thì phải tìm lý do cho hợp lý, đừng dùng những trò này với tôi. Nhà họ Khổng chúng tôi không phải là bùn đất mà dễ để các anh nhào nặn ra gì thì nhào nặn. Khổng Đông Phong vẻ mặt lãnh đạm nói, Diệp Phàm sớm đã nhận ra khí phách người này có gì không ổn định. Hay là chúng tôi sẽ cho phát đoạn video ghi lại ngay bây giờ. Như này cũng tốt, để xem tôi nói đúng không. Trương Vệ Thành cười nói. Chương 2506, giả heo ăn thịt hổ. Đừng nghĩ rằng các anh tạo ra vài chứng cứ đó mà có thể làm dơ bẩn Phong Vân Lầu này đâu. Đồng chí, các anh chơi trò này cũng chỉ là trò ấu trĩ mà thôi. Khổng Đông Phong này không dọa chỉ là chơi chút, và cũng đã chơi chán rồi. Chẳng là cái gì. Sắc mặt Khổng Đông Phong rất kiêu ngạo. Được, sự việc cứ điều tra sẽ sáng tỏ. Cục trưởng Ngọc. Việc này giao hết cho đồng chí. Nhất định phải điều tra nghiêm túc, dù là liên quan đến gì cũng phải điều tra đến cùng. Còn nữa, đồng chí Ninh Mãn phải ra sức giúp đỡ để hoàn thành phá vụ này, tôi có việc phải về trước. Diệp Phàm nói xong quay người rồi bước đi. T.
Tề Thiên cũng nói. Cục trưởng Ngọc, nếu như cần chúng tôi giúp gì xin cứ nói. Tôi để lại 10 người ở đây giúp các đồng chí làm nhiệm vụ. Đưa tất cả những người có liên quan về cục. Ngọc Kiến Cường vung tay lên nói. Cục trưởng Ngọc, ông cứ phải muốn làm thế này đúng không? Khổng Đông Phong nói. Cục trưởng Ngọc, tôi nghĩ nên hoãn việc này lại, tôi nói chuyện với Đông Phong rồi hãy tính được không? Khổng Đoan cố gắng lần cuối cùng. Chẳng có cái gì đáng nói chuyện ở đây. Cục trưởng Ngọc muốn làm gì thì tùy ông ta. Tôi muốn xem an ninh quốc gia có thể làm sụp đổ lầu này nhà họ Khổng không. Khổng Đông Phong lại tức giận, không thèm nghe ai khuyên giải. Khổng Đoan lại thở dài rồi cũng phải đi thôi. Lần này dính đến an ninh quốc gia nên Khổng Đoan thấy không yên trong lòng. Nếu không phải Khổng Đông Phong có quan hệ với ông ta chứ nếu không thì ông ta cũng phủi tay đi rồi. Đưa tất cả những ai có liên quan đi. Ngọc Kiến Cường vung tay lên, mười mấy cảnh sát từ bên ngoài tiến vào. Ông muốn làm gì, Ngọc Kiến Cường? Khổng Đông Phong nhìn chằm chằm Ngọc Kiến Cường nói. Nếu công tử Khổng dám ngăn cản chúng tôi làm việc thì cũng đưa đi luôn. Còn nữa, ai dám phản kháng thức ngăn cản bắt tội phạm quốc gia? Ngọc Kiến Cường tỏ thái độ rất cứng rắn, còn Ninh Mãn cũng đứng bên cạnh xem xét. Ngọc Kiến Cường có thái độ như vậy không phải không sợ thế lực nhà họ Khổng. Mà quan trọng là đã được giám đốc sở công an cất nhắc. Vụ án lần này phải nghe theo chỉ đạo của Bí Thư Diệp. Nói một là một, hai là hai. Trong lòng ông ta cũng rất nghi hoặc, tại sao một bí thư thành ủy lại chỉ đạo được đội công an. Nhưng giám đốc đã dặn như vậy thì cũng chỉ còn cách làm theo thôi. Khổng Đông Phong vẫn còn định cứng đầu nhưng lại có điện thoại đến. Sau một hồi ừ à trong điện thoại thì khuôn mặt trở nên khó coi. Nói gì đó với quản lý Khổng rồi quay người đi. Đại ca, khi nãy có tin, phát hiện ra Lưu Cường ở trong một căn phòng thuộc tiểu khu Thủy Nguyệt khu An Lầu, nhưng hắn ta đang giữ phòng Đông và con gái của phòng Đông, rồi giằng co với chúng ta. Muốn khống chế được hắn ta có vẻ khó, muốn bắt được hắn ta lại không thể dùng súng như vậy là việc của tỉnh rồi. Tề Thiên nói, chúng ta qua đó xem sao. Diệp Phàm nói, hai chiếc xe lao thẳng tới khu Thủy Nguyệt. Ngọc Đông, tình hình sao rồi? Vừa xuống xe Tề Thiên đã hỏi ngay. Vẫn chưa xử lý được, tội phạm đang ở phòng số 1, tầng 12. Đó là phòng có hai phòng lớn, bốn phòng nhỏ. Bởi vì tòa nhà cao quá nên người của chúng ta không lên trên được. Hiện đã phái người ở phía trên, bên đối diện cũng đã cho người theo dõi bằng kính viễn vọng. Nhưng nghe nói tên Lưu Cường này là một cao thủ, hiện trên tay hắn đang cầm con dao nhọn. Chúng ta không làm gì được hắn, lại không được dùng súng, sợ làm ảnh hưởng đến an toàn của con tin. Như vậy thật là phức tạp rồi. Ngọc Đông chau mày, Diệp Phàm cùng mấy người đi lên tòa nhà đối diện. Dùng kính viễn vọng quan sát một lượt. Đã cho người lên nói chuyện với hắn chưa? Diệp Phàm hỏi. Đã cho người đi nhưng tên này rất danh ma không chịu mở cửa. Xem ra là lão luyện rồi. Ngọc Đông nói. Ngăn cách qua cửa thì khó làm việc. Bên ngoài cửa sổ có cửa chống trộm cũng bị chặn rồi. Chủ yếu là tên này rất khôn khéo, có thể chúng ta không làm gì được hắn. Nếu như xuất kích thì sợ nguy hiểm đến con tin, con mẹ nó, làm khó chúng ta. Tề Thiên cũng không chịu được nữa, mắng mỏ. Tôi đi nói chuyện với hắn. Diệp Phàm nói. Không được, như vậy quá nguy hiểm. Ngọc Đông lo lắng nói. Trong tay Lưu Cường không có súng sao? Diệp Phàm hỏi. Chắc chắn là không có súng. Ngọc Đông nói, nhìn Diệp Phàm rồi nói. Nếu có súng thì đã lấy ra rồi chứ lại kề dao vào cổ phòng Đông thế kia. Đúng vậy, lại còn cách cửa nữa thì có thể làm gì được tôi. Ha ha, không sao, tôi đi xem sao. Diệp Phàm cười nói, Ngọc Đông vẫn không muốn nhưng đã bị Tề Thiên cản lại. Diệp Phàm đi xuống dưới rồi lên chỗ Lưu Cường. Sư đoàn trưởng, nếu như Bí Thư Diệp xảy ra chuyện gì thì sao? Anh ấy là bí thư thành ủy, dù bên quân đội chúng ta không cùng với bên chính quyền nhưng nếu truy cứu trách nhiệm thì chúng ta không chịu được đâu. Ngọc Đông nói có chút run sợ. Ha ha, không sao, cậu cứ xem đi. Bí thư Diệp của chúng ta được ông trời phù hộ. Nghe nói ngày trước anh ta đập hai tay ở đập gốc khê mà miệng cống nứt. Như vậy chứng tỏ ông trời sẽ phù hộ cho bí thư Diệp của chúng ta. Không phải sợ, có gì tôi sẽ chịu trách nhiệm. Tề Thiên cười nói. Trong lòng nghĩ tên Lưu Cường này gặp phải một bí thư thành ủy đặc biệt này là vận đen tám đời rồi. Tôi là Diệp Phàm,
Bí thư Thành ủy Đồng Lĩnh, Lưu Cường, tôi muốn nói chuyện với anh. Từ trên tầng 11 Diệp Phàm nói vọng lên, Diệp Phàm từ xa cũng đã thấy phòng một mở. Nói cái chó gì, bảo chúng nó chuẩn bị một chiếc xe và một ít thức ăn, phải là loại được đóng bọc trong siêu thị. Còn nữa phải chuẩn bị 20 triệu, lập tức chuẩn bị cho tao. Nếu không mấy đứa chúng sẽ chết. Lỗ quan sát trên cửa phòng đã bị Lưu Cường hạ xuống. Diệp Phàm phát hiện ra hắn ta đang giữ một người phụ nữ ở trước hắn, và kề dao lên cổ người phụ nữ đã tái mặt lên. Cả người Lưu Cường ở phía sau, nếu như muốn tấn công từ cửa thì không thể được, bởi vì nếu không cẩn thận sẽ làm thương đến người phụ nữ. Lưu Cường lại rất giàu hoạt, có thể là đã từng làm những việc này trước kia. Tuy nhiên Diệp Phàm cũng đã có định liệu từ trước. Những người ở dưới có cả Ngọc Đông đang lo lắng đến đứng không yên. Tuy rằng cấp trên Tề đã nói chịu hết trách nhiệm nhưng bản thân lại là người phụ trách bắt tội phạm. Ngọc Đông biết Diệp Phàm là một bí thư thành ủy, nếu xảy ra nguy hiểm mà lúc đó sư trưởng lại phủi tay, không chịu trách nhiệm thì mình chỉ còn nước chết để đền tội thôi. Không thành vấn đề, nhưng chuẩn bị những yêu cầu đó cũng cần một khoảng thời gian đúng không? Cho chúng tôi nửa tiếng nhất định sẽ đáp ứng cho anh. Diệp Phàm thản nhiên nói. Không được, nửa tiếng là quá lâu rồi, trong 10 phút phải đưa những thứ đó cho tao, không tao sẽ cho con này chết trước. Trong này còn có 3 người. Muốn lấy mạng của tao phải đổi lấy 4 đứa chúng nó mới được. Lưu Cường đã lên cơn điên, áp lực của hắn ta quá lớn nên đã hét lên. Chắc là hắn đã đến mức đường cùng rồi. Nếu không xử lý kịp thời, chỉ sợ hắn điên cuồng lên mà làm chuyện dại dột thì rắc rối lớn rồi. Được 10 phút thì 10 phút. Diệp Phàm đột nhiên lên tiếng. Và thuốc mê cũng theo đó mà bay vào trong phòng, ngay lập tức đến chỗ Lưu Cường. Hắn ta đã sững sờ. Ngọc Đông cùng mọi người suýt chút nữa thì cắn lưỡi, bởi vì họ thấy quá kỳ lạ. Con dao trên tay Lưu Cường đang kề vào cổ người phụ nữ kia đột nhiên rơi xuống. Giống như có bàn tay vô hình nào đã lôi ra. Ngọc Đông kêu to. Tránh ra bí thư Diệp. Ngọc Đông nghĩ rằng Lưu Cường đã tấn công Diệp Phàm nên vội vàng xông lên, Diệp Phàm giả bộ bị anh ta đẩy ra mà không cẩn thận nên va vào cửa. Còn con dao dài nhọn kia rơi xuống đất kêu keng một tiếng. Tạch một cái. Cửa đã được mở ra, mà Diệp Phàm đập vào cửa như có vẻ bị Ngọc Đông đẩy đau. Theo quán tính thì nhảy bổ vào người Lưu Cường đang mê man. 3 người đang vật lộn trên sàn. Đám người Ngọc Đông lao vào, 3 quân nhân lao lên người Lưu Cường. Ngoắc luôn tay về phía sau khiến mọi người thấy Lưu Cường không thể chống lại 3 quân nhân và đã dễ dàng bị khống chế. Bí thư Diệp không sao chứ? Ngọc Đông sợ hãi tới mức lập tức nâng Diệp Phàm dậy. Anh ta thì có sao chứ? Tề Thiên từ trên tầng trên đi xuống. Trong bụng nghĩ Diệp Phàm đang giả heo ăn thịt hổ đây, rồi lại quay ra nhìn tên Lưu Cường đáng thương, thương thay cho hắn trong vòng 3 giây. Sư đoàn trưởng Tề, các đồng chí của anh thật là mạnh mẽ. Thành ủy nhất định sẽ biểu dương tinh thần anh dũng của họ. Sư đoàn hưởng hổ của các anh đúng là thần hộ mệnh của đồng lĩnh chúng tôi, là quân nhân của nhân dân. Tôi rất khâm phục họ. Diệp Phàm phủi bụi trên người rồi cười nói khích lệ. Bí thư Diệp, chúng tôi không anh dũng, việc này. Ngọc Đông có vẻ hổ thẹn, nhưng Diệp Phàm xua tay đi, cười nói. Anh dũng tức là anh dũng. Hôm nay tôi đã thấy rồi. Nếu như các anh không anh dũng xông vào thì e rằng tôi đã sớm mất mạng rồi. Việc này nhất định phải được biểu dương. Còn nữa, sư đoàn trưởng Tề, anh cũng nên nói với cấp trên về hành động anh hùng của đồng chí Ngọc Đông hôm nay nhé. Nhất định phải được ca ngợi. Nhất định vậy rồi. Tề Thiên gật đầu nói. Lý Khiếu Phong cũng đến đúng lúc. Để bắt Lưu Cường, đồng chí Cung Khai Hà lần này cũng phải tiêu tiền để sắp xếp chuyên cơ mời Lý Khiếu Phong và Lam Viễn Kim đến Đồng Lĩnh. Trong phòng thẩm vấn bí mật của phân khu quân đội Đồng Lĩnh. Lưu Cường, anh xem cái này đi. Diệp Phàm đưa cho Lưu Cường tài liệu, Lưu Cường lật đi lật lại sắc mặt càng ngày càng nghiêm trọng. Sao? Không phải là giả chứ? Diệp Phàm hừ nói. Cái gì mà chúng mày bày ra thì cứ như thế. Dù gì Lưu Cường này cũng tù cả đời rồi. Bố không sợ cái gì hết. Lưu Cường lạnh lùng nói. Chương 2507, thu nhận đệ tử lục đẳng để chạy việc. Tuy anh không giết người nhưng ngày trước anh có giúp ông chủ khai thác quặng từng làm hại nhiều người. Mà lần này lại phạm phải tội nghiêm trọng, tấn công quân nhân, lại còn uy hiếp con tin. Những tội này cộng lại chắc chắn cả đời này anh không ra khỏi nhà tù đâu.
Tôi nghe nói anh là con một trong gia đình, cha mẹ anh đều hy vọng anh sớm lấy vợ sinh con. Lưu Cường, lẽ nào anh lại muốn cha mẹ anh phải rơi lệ, thất vọng sao? Giọng điệu Diệp Phàm rất thật thà. Việc đã xảy ra rồi, tôi còn nói được gì nữa? Lẽ nào bí thư Diệp lại có lòng tốt giúp tôi thoát khỏi tội danh này? Lưu Cường này đã làm rồi thì phải chịu, ngồi tù thì ngồi. Nếu có phải chém đầu thì tôi cũng không thấy lạ. Lưu Cường cười châm chọc nói, có vẻ rất kiên cường. Có phải là anh không phục? Diệp Phàm nhìn Lý Khiếu Phong rồi hỏi. Đương nhiên không phục, anh đi mà hỏi những anh hùng trong cục công an Đồng Lĩnh xem, cứ chọn ra một thằng đấu với tôi xem. Không cần nói bọn họ, cứ lấy những phần tử trong sư đoàn hưởng hổ xem. Chỉ là một đám ăn theo, đánh hội đồng, vô dụng mà thôi. Cảnh sát gì chứ, quân đội gì chứ, chỉ có bao vây. Cứ từng người một xem, chẳng ra sao hết. Lưu Cường tỏ vẻ khinh bỉ. Đó là anh chưa gặp phải cao thủ thôi. Anh nghĩ quân đội đều là những người vô dụng sao? Người ta chỉ cho một trưởng là anh biết liền. Lại còn ngồi đấy mà kêu sao? Đừng nghĩ có tí tài mà đã là vô địch thiên hạ nhé. Lan Viễn Kim rất tức giận, dù gì người ta cũng là đại diện cho quân nhân chính gốc mà. Ông anh, xem thân phận của ông anh, hay sao lại thêm hình mặt trăng nữa thì chắc là trung tướng rồi. Trung tướng thì cũng có là gì chứ? Đúng rồi. Chúng ta đọ vài chiêu đi, đến lúc đó người phải nhặt răng là ông anh đấy. Lưu Cường lại tức, tên này thấy có lẽ cả đời này phải ngồi tù nên chẳng còn suy xét gì nữa. Câu nói này suýt nữa đã làm đồng chí Lam tức chết. Diệp Phàm nhìn Lý Khiếu Phong suýt nữa cười thành tiếng. Tôi không được nhưng không có nghĩa là trong quân đội của chúng tôi không có người nào là cao thủ. Tiểu tử như anh đừng có nói ra những điều như vậy. Trong quân đội có cao thủ. Chỉ cần chỉ tay thì cũng có thể bóp chết con châu chấu như anh. Lam Viễn Kim tức giận, khi quân nhân tức giận thì cũng nói ra được những lời thô tục. Thực ra anh ta đã nhìn Diệp Phàm một cái rồi, và phát hiện ra Diệp Phàm đang giả bộ như không thấy, chỉ có khua môi múa mép. Hắn ta đã tức tới ngứa cả răng ra rồi, đúng là quá kiêu ngạo, trừng mắt ra nhìn mà không thèm giúp. Cứ gọi ra một thằng thử xem, Lưu Cường này chẳng sợ cái gì. Sau khi tốt nghiệp cấp 3 đã đi khắp nơi cùng sư phụ, từng qua bao vụ đâm chém. Cái thân này ngày nào cũng luyện tập mà thành, chứ không phải chỉ có khua môi múa mép, mà cả đời này thằng này chúa ghét những kẻ khua môi múa mép, chẳng được tích sự gì. Lưu Cường lại châm chọc Lam Viễn Kim. Mặt đồng chí Lam đã đỏ ửng lên, Lý Khiếu Phong cũng biết được nếu như châm chọc gã quá thì chỉ sợ gã khùng lên thì hỏng chuyện. Đều là đồng chí với nhau, không thể để mất đi tình cảm đúng không? Vì thế mà lão Lý nói, Lưu Cường, anh lại dám nghĩ rằng có tí tài mà là vô địch thiên hạ sao? Thật tức cười, không phải nói gì khác, nếu như hôm nay anh đánh bại được đồng chí bí thư Diệp kia thì tôi Lý Khiếu Phong sẽ là người bảo lãnh cho tất cả các tội mà anh gây ra, cho anh về nhà. Nói bảo lãnh có phải không? Ông nghĩ ông là ai? Quốc có quốc pháp, đừng tưởng tao đây không biết gì, tao không quê mùa đâu. Lưu Cường nói lại ngay. Ha ha. Lưu Cường, lão Lý ngày trước là Thứ trưởng Bộ Phòng vụ Quốc gia. Là ủy viên chính tông của Ủy ban Quân giới, mặc dù hiện đã nghỉ hưu nhưng nếu nói đến bảo lãnh thì tuyệt đối không phải nói dối. Không tin anh cứ thử xem. Lam Viễn Kim đứng một bên cười nói. Nói phải giữ lời. Lưu Cường đứng lên hai mắt trừng trừng nhìn Lý Khiếu Phong. Tên này tuy không phải người trong thể chế nhưng cũng hiểu được ý nghĩa đại diện của chức danh. Lý Khiếu Phong tôi đã nói là làm. Chỉ cần anh hạ gục được bí thư Diệp coi như đã thắng. Sẽ cho anh đi ngay, sẽ xóa hết tội danh cho anh. Lý Khiếu Phong cười nói. Chính là anh ta, Lưu Cường tôi cho một trưởng là giải quyết xong hắn. Lưu Cường khinh thường nhìn Diệp Phàm. Mày thì đáng gì chứ, lại còn dám hống hách trước mặt tao đây, hôm nay tao sẽ cho mày biết thế nào là cao thủ. Diệp Phàm tức giận, một tay xuất chiêu về phía Lưu Cường, một tiếng thở rất lớn truyền lại. Con người Lưu Cường lập tức mở rộng, lập tức đứng ngay về kiểu đứng tấn. Nhưng lực đánh kia quả là rất lớn. Lưu Cường mạnh mẽ nhưng cũng bị thế đánh của Diệp Phàm hạ từ trên cao xuống, lập tức xoay tròn bao nhiêu vòng, khiến Lưu Cường hoa mày chóng mặt, sau một tiếng bộp Lưu Cường đã bổ nhào trên mặt đất, người như chết lặng đi. Y ngồi dậy rồi ngơ ngác nhìn Diệp Phàm. Sau một lúc lâu mới ấp úng nói ra. Anh, lẽ nào đây lại giống như lời sư phụ đã nói? Một sự khác lạ trong truyền thuyết.
Nghe nói chỉ có cao thủ cửu đẳng mới có thể làm như thế được. Không đúng, ngày trước sư phụ là cửu đẳng mà cũng không lợi hại như vậy. Bí thư Diệp, lẽ nào anh là thập đẳng sao? Lẽ nào lại là sự thật? Thật là, không thể như thế được. Bí thư Thành ủy, thập đẳng. Đã biết chưa tiểu tử, trước mặt anh ta, cậu chỉ như con trâu cháu bình thường thôi. Muốn giải quyết anh người ta chỉ duỗi ngón tay ra là xong. Mà chưa cần phải động chạm vào da thịt anh, chỉ có lực truyền đi đã đủ xong việc rồi. Sao, còn không mau bái sư? Lý Khiếu Phong cười nhạt, đột nhiên nghiêm mặt nói. Loảng xoảng một tiếng, Lưu Cường liền quỳ gối xuống, giơ tay lên rồi nói. Sư phụ, xin nhận lấy ba lạy này của đồ đệ Lưu Cường. Hắn ta nói xong, không cần biết Diệp Phàm có đồng ý hay không. Bịch bịch bịch, đầu đập xuống đất kêu vang lên. Anh Lý, anh làm gì vậy? Tôi không nói muốn nhận đồ đệ mà. Diệp Phàm không đồng ý nhìn Lý Khiếu Phong nói. Người ta cũng là thân phận ngũ đẳng mà, nhận một đồ đệ lo chạy việc cho anh cũng được mà. Trên đời này nếu thay làm được nhiều việc thì anh càng đỡ mệt phải không? Lý Khiếu Phong nháy mắt nói. Nhưng hắn ta đang là tội phạm, tôi không thể chứa chấp loại tội phạm thế này. Không được, nhất định không được, tôi không muốn mất chức đâu. Diệp Phàm nhanh xua tay nói. Ông Lý, không phải ông nói sẽ bảo lãnh cho tôi sao? Như thế tôi có thể tham gia vào quân đội, sẽ lấy công chuộc tội được không? Các ông có thể để tôi đi giết giặc, giết nhiều giặc, như vậy có loại bỏ được tội danh không? Không ngờ Lưu Cường lại quyết tâm như vậy. Không hối hận chứ? Lý Khiếu Phong nghiêm túc nói. Tôi tuyệt đối không hối hận, tôi đã nói là làm. Lưu Cường quỳ trên đất nói. Vậy được, Bí thư Diệp, chúng tôi sẽ thu nhận đồng chí Lưu Cường. Đương nhiên, tội danh mà anh ta đang mang không thể xóa bỏ ngay lập tức được. Trước hết vẫn cứ cho anh ta mang nó, sau xem sự thể hiện của anh ta lập công từ từ để xóa tội danh. Nếu chưa rửa sạch tội thì phận làm đồ đề của bí thư vẫn cứ treo đấy đã, để tránh mang tiếng bí thư bao che có phải không? Đương nhiên nếu Lưu Cường lập được thành tích đáng khen, có nhiều công lao thì có thể bỏ tội. Đến lúc đó, anh xem xét xem một đồ đệ như vậy có được không? Tôi thay mặt ủy ban quân giới cảm ơn anh. Lý Khiếu Phong nói. Việc này, phiền phức. Diệp Phàm cố ý trao mày. Đều là vì đất nước, anh đang công tác cũng là vì nước vì dân. Đồng chí Diệp Phàm, không cần nói thêm gì việc này nữa. Đây cũng như lệnh của cấp trên. Nếu như anh không chấp hành tôi sẽ đề nghị tỉnh ủy Tấn Lĩnh nói. Đến lúc đó không thể không gật đầu. Mà anh cũng không muốn cho ai biết anh là cao thủ đúng không? Lam Viễn Kim và Lý Khiếu Phong cùng phối hợp đóng kịch để ép Diệp Phàm. Cuối cùng Diệp Phàm cũng bất đắc dĩ đồng ý. Sau khi ra khỏi cửa, Lý Khiếu Phong vỗ vai Diệp Phàm nói. Lần này anh lại lập công rồi, nhưng anh có nhận ra anh ta thế nào không? Có công hay không không tính, chỉ là Diệp Phàm tôi thay cung thủ nhi trả lại ân tình với Trương Cường. Sau này đừng nói đến việc của Trương Cường nữa. Còn nói đến tên Lưu Cường kia, khi nãy thử bước đầu thì đã đạt tới mức ngũ đẳng. Là một mầm giống tốt có thể bồi dưỡng được, không chừng cũng có thể là lục đẳng chứ. Ha ha! Diệp Phàm nói. Đúng vậy, nói hay lắm. Như này không chừng tên đó là cao thủ lục đẳng. Đồng chí lục đẳng là lực lượng chính của tổ đặc nhiệm A của chúng ta. Triển khai công việc đều phải nhờ các anh cả. Vì vậy đồ đệ này cần sự chỉ dạy của anh mới đúng. Lý Khiếu Phong cười giả dối nói. Trung, gọi cung thủ nhi nói chuyện với tôi. Diệp Phàm lảng tránh, có thể những việc làm của anh ta cũng sẽ rơi lên đầu hắn, rõ ràng là đáp ứng một cách rất lưu manh. Đúng, 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 đồng chí Diệp nói đúng, nên để đồng chí Khai Hà nói chuyện này với đồng chí. Lý Khiếu Phong mỉm cười. Lý Khiếu Phong hiểu, cung Khai Hà nói như vậy chẳng phải lại nợ ân tình với Diệp Phàm. Nợ ân tình khi cần thiết trả thì đồng chí Diệp mới mở miệng được. Đêm nay nhất định là một đêm mất ngủ, rất nhiều người sẽ mất ngủ vì chuyện này. Đã 3 giờ 30 sáng rồi. Em, đúng là bị em hại chết rồi. Đường Vân Thân có chút sợ hãi chỉ vào vợ Khổng Hà Hương nói. Sắc mặt xanh lét, lại còn nghiến răng. Em cũng không ép, vốn nghĩ lấy cô ấy, ép thì cô ấy chịu rút đơn kiện. Sở nhi của Trang Ga ta sẽ không phỉa ra. Nhưng ai ngờ mấy người đó đều vô dụng. Lại còn nói là cao thủ võ lâm, toàn là lũ vô dụng. Kết cục Phát Sinh lại bị đi tù. Anh phải nhanh tìm cách cứu Phát Sinh ra.
nếu không em không còn mặt mũi nào ăn nói với chú thím. Khổng Hà Hương cùng vẻ mặt xanh xao nói. Chương 2508, suýt nữa thì rơi vào. Nói cái gì chứ? Đường Vân có chút bực mình lớn tiếng, nhìn vợ rồi nói. Bà không hiểu đâu, bây giờ càng làm thì càng nghiêm trọng hơn thôi. Nghe nói ngay cả Ngọc Kiến Cường bên an ninh quốc gia cũng đã chủ động rút ra. Mà trong đó vẫn dính dáng đến quân đội, nghe nói đám người Khổng Phát Sinh không những tấn công quân nhân mà còn có nghi ngờ đến cả bí mật quốc gia gì đó nữa. Bà nghĩ bí mật quốc gia dễ chơi hay sao? Hiện giờ không nói đến người ngồi tù, ngay cả chúng ta còn sợ nữa là. Bằng không, bên an ninh quốc gia có nói, cũng không thể ra được. Đường Vân trước giờ chưa hề bị lụy như vậy, nằm ở ghế sofa. Vậy giờ phải làm sao? Khổng Hà Hương cũng lo lắng lắm rồi. Sắc mặt cũng tối sầm lại nhìn ông chồng. Làm sao? Chẳng sao. Đường Vân giơ cả hai tay ra. Tôi sẽ đi tìm anh tôi, nhờ ông ấy nghĩ cách. Khổng Hà Hương cầm lấy túi rồi đi. Tìm Khổng Đoan Ư, chẳng ăn thua gì đâu. Đường Vân hừ một tiếng. Sao lại không ăn thua? Nghe nói không phải cục công an thì cũng thuộc chính quyền thành phố. Anh là chủ tịch thành phố, nếu anh ấy ra mặt nói vài câu thì cũng có chút hy vọng đúng không? Khổng Hà Hương có chút nghi hoặc, nói. Vậy bà cứ đi đi xem, tôi thừa biết Khổng Đoan sẽ không thể ra mặt. Đường Vân châm chọc nói, tuy vợ ông ta cũng là người nhà họ Khổng, cũng gọi Khổng Đoan là anh. Đương nhiên không phải anh em ruột, chỉ là do Khổng Đoan có quan hệ với Khổng Chính Húc bên bộ xây dựng nên mới gọi là anh thế. Đương nhiên là Khổng Hà Hương thân thiết với bộ xây dựng. Nhưng quan hệ của Đường Vân và Khổng Đoan không mấy tốt. Hai người chỉ mang cái bảng thân thích tí thôi, còn không thì cũng không loại trừ khả năng thành đối thủ của nhau. Nhìn vợ vội vã ra khỏi nhà, Đường Vân cười nhạt. Ông ta biết nếu vợ đến chỗ Khổng Đoan chắc chắn sẽ tìm người nhà họ Khổng có uy lực để ra mặt hộ. Đương nhiên cũng không nhất thiết là Khổng Chính Húc đang kiêm nhiệm trong bộ xây dựng. Mà là người khác, ví dụ như em trai của Khổng Chính Húc, Khổng Chính Phong, tuy chỉ là cán bộ cấp giám đốc sở nhưng người ta lại là giám đốc sở kiểm toán tỉnh Tấn Lĩnh. Trong tay quản lý cả ngành kiểm toán toàn tỉnh, nên ngành này rất nhạy cảm, lại là ngành quan trọng, tiến hành kiểm toán khâu trích khoản tài chính của tỉnh. Người ta nói, lãnh đạo thời đại giờ nắm lấy vài chức vụ là được rồi. Ví dụ như Bộ Tài chính nắm về tiền, mà để xét duyệt thì có thể bình an vô sự rồi. Còn Bộ Công an thì nắm chặt tay càng lớn. Sáng ngày thứ hai, văn phòng làm việc của Diệp Phàm lại có mặt một vị khách đặc biệt. Cô nàng Miêu Trúc, một trong ba gương mặt nổi bật trong đài truyền hình tỉnh. Phóng viên Miêu nay lại tới thăm nơi nhỏ bé này của chúng tôi, chắc có gì chỉ dạy. Diệp Phàm nhìn Miêu Trúc cố ý nói. Sao, không hoan nghênh sao? Miêu Trúc nhìn Diệp Phàm. Sao dám, bí thư quen như tôi không thể châm chọc được cô phóng viên nổi tiếng của đài truyền hình. Nếu không đang ở mục đẹp lại thành tài liệu phản diện mất. Diệp Phàm nói. Tôi biết bí thư Diệp còn chưa dịu. Nhưng việc hôm đó tôi có chút quá lời, nhưng cũng vì muốn thúc đẩy việc đó, muốn nhân dân của Hồng Cốc Trại sớm có thể thấy nước. Chúng ta đều sinh sống ở thành phố, ăn, uống, dùng đều sung túc, còn những người dân kia đến cả quyền lợi dùng nước cũng không có đầy đủ, lẽ nào đây không phải là việc bí thư Diệp cần phải nhanh chóng giải quyết sao? Nếu như bí thư Diệp thấy Miêu Trúc này nói sai, tôi cảm ơn bí thư đã cứu tôi. Nhưng chuyện gì ra chuyện đó? Về vấn đề nước tôi vẫn sẽ theo bí thư Diệp, nếu trong vòng một tháng bí thư Diệp không thể giải quyết được vấn đề thì Miêu Trúc tôi sẽ cho bí thư Diệp vào mục phản diện. Không ngờ cô Miêu Trúc này lại mạnh mẽ vậy, và Diệp Phàm cũng ngạc nhiên, hắn ta cũng không ngờ người con gái này lại vì dân đến vậy. Ban đầu cứ nghĩ có người đứng đằng sau cô ta nhưng Diệp Phàm lại cảm nhận được Miêu Trúc không giống như giả vờ. Hay lắm! Diệp Phàm đột nhiên vỗ tay, ra hiệu với Miêu Trúc nói. Nếu như phóng viên Miêu đã một lòng vì dân như vậy thì cũng không thể chỉ nói mồm không. Bằng không cũng chỉ là nói suông. Lần này Miêu Trúc tôi quyết tâm giúp nhân dân tại Hồng Cốc, tôi không muốn họ phải tiếp tục cuộc sống như trước đây. Miêu Trúc quay lại nhìn Diệp Phàm, nói. Tôi biết tôi chỉ là một phóng viên nhỏ, không thể qua mặt được một lãnh đạo cấp cao như anh. Anh tuổi còn trẻ như vậy mà đã ngồi đến chức bí thư thành ủy Đồng Lĩnh, chắc chắn có nhiều người giúp đỡ phía sau rồi. Anh hoàn toàn có thể đến đài truyền hình tỉnh và đuổi tôi đi. Nhưng tôi còn ở lại đài ngày nào thì tôi vẫn sẽ đấu tranh với bí thư Diệp,
Mặc dù là tôi yếu thế nhưng tôi đã nói thì sẽ vẫn theo sát Bí thư Diệp. Nói xong Miêu Trúc lại dương hai mắt nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Tiểu nha đầu này rất cứng đầu. Được. Sau khi Diệp Phàm hô lên một tiếng, rồi nói. Nếu như vậy, thì có một việc tôi cần cô ủng hộ. Thế là Diệp Phàm nói một lượt về đoàn người bảo tàng cho Miêu Trúc. Được, hôm trước khi báo cáo với lãnh đạo đài về việc này, bên đài đã quyết định tháng này tôi sẽ đi phỏng vấn. Chuẩn bị tất cả những tài liệu và nhân vật có liên quan đến Hồng Cốc để tuyên truyền đi, làm một chuyên mục riêng. Và chứ khác trên đá, tôi cũng tiện bảo họ chụp lại. Một khi có giá trị, tôi sẽ mời họ tuyên truyền một cách rộng rãi, chỉ cần khiến nhân dân Hồng Cốc trại vượt qua cảnh này thì việc gì Miêu Trúc này cũng làm. Đương nhiên, Bí thư Diệp cũng không nên nghĩ tôi là đấng cứu thế gì cả. Cứ nghĩ rằng tôi là một người chân thật, thực ra là tôi chỉ làm việc có tính chọn lựa thôi. Chủ yếu là do việc của Hồng Cốc trại đã làm cảm động tôi. Miêu Trúc chẳng suy nghĩ gì mà nói thẳng ra. Xem ra, nhân dân Hồng Cốc trại gặp được cô phóng viên Miêu Trúc quả đúng là phúc phận của họ. Diệp Phàm cũng phải nhận xét như vậy. Tôi không có tác dụng như vậy, chỉ góp chút tác dụng vào dư luận thôi. Dùng sức mọn của tôi để giúp họ. Mà quan trọng là phải để việc này thành sự thật phải dựa vào các vị lãnh đạo như các anh. Và quan trọng hơn nhất là Bí thư Diệp. Đây là lần thứ hai tôi dò hỏi Bí thư Diệp, và phát hiện ra Bí thư chính là đối tượng phỏng vấn cho chuyên mục đặc sắc của chúng tôi. Ngày trước khi Bí thư Diệp làm việc ở các địa phương khác cũng đã tạo ra kỳ tích. Tôi rất nghi hoặc, sao việc của Hồng Cốc trại bé tẹo vậy mà lại không giải quyết được sao? Có thể là có gì bí mật chăng? Hay những kỳ tích trước kia của Bí thư Diệp là do nhân tạo mà ra? Miêu Trúc dùng ngôn từ sắc bén, từng câu một như ép Diệp Phàm. Diệp Phàm muốn nói chuyện của Hồng Cốc trại ra nhưng lại tự kiềm chế được mình. Hắn ta cười nói. Sắp rồi, không cần một tháng, Hồng Cốc trại sẽ giải quyết được vấn đề nước. Còn về những thành tích trước kia, cũng không thể nói là kỳ tích. Chỉ là những việc mà Diệp Phàm tôi nên làm mà thôi. Tôi cũng không coi đó là kỳ tích, còn nghi hoặc thật hay giả, cô có thể đi kiểm tra. Đến những nơi đó là biết ngay thực hư. Tôi chỉ muốn nói cho phóng viên Miêu biết, kim không sợ lửa. Diệp Phàm tôi tuy chỉ là một cán bộ bình thường nhưng trong tim của tôi là toàn bộ nhân dân chúng ta. Xem ra kỳ tích đúng là có thật, như vậy thì tôi hy vọng Bí thư Diệp có thể thần hóa vấn đề của đồng lĩnh. Miêu Trúc khép lại quyển sổ, nói. Hôm nay đài chúng tôi quyết định ngày đầu phỏng vấn, tôi cũng không phiền Bí thư Diệp nữa. Tôi chuẩn bị đi Hồng Cốc xem sao, xem họ khảo sát về vách đá ra sao. Cần giúp đỡ gì cô cứ nói với thư ký Mễ Nguyệt, chúng tôi sẽ ủng hộ cuộc phỏng vấn của cô. Diệp Phàm thân thiết bắt tay Miêu Trúc. Vừa tiễn Miêu Trúc ra thì Vương Triều gọi điện tới, có chút giận dữ nói. Con người Kỳ Cương Thành tuy cương trực nhưng đối với việc này thì ông ta lại quá quan trọng thái độ của Bí thư Lan Chính. Vương Triều, quan trường có quy luật của quan trường. Đối với những việc như thế này không được dùng cặp mắt trên giang hồ mà giải quyết. Giờ không phải thời đại đền ơn trả oán thế. Trịnh Mãn là phó giám đốc sở xây dựng tỉnh, mà còn dính dáng đến cả một bí thư huyện ủy và một cán bộ cấp phó giám đốc. Không thể không thận trọng Kỳ Cương Thành, hơn nữa nếu nói về cấp bậc, cần phải điều tra lời nói của Trịnh Mãn Kỳ Cương Thành đã không đủ làm chủ nhiệm ban giám sát ủy ban kỷ luật. Ông ta nhất định phải mời Lan Chính, mà Lan Chính là người dẫn đường cho Kỳ Cương Thành. Lấy một ví dụ đơn giản, anh thường xuyên báo cáo tình hình cho tôi biết đúng không? Diệp Phàm nói. Đúng vậy, trong mắt tôi chỉ có anh Diệp. Vương Triều không ngại ngần gì nói. Được rồi, đừng đề cao tôi quá, những lời này nói riêng còn được chứ đừng nói công khai ra. Nhưng nghe giọng điệu của anh thì chưa hoàn thành việc này 80% đúng không? Diệp Phàm hỏi. Kỳ Cương Thành không xử lý được, nó là phải báo cáo cho Bí thư Lan. Sau đó lại ép tôi, trực tiếp đưa tôi đi gặp Bí thư Lan. Ông Lan xem xong tài liệu cũng không có thái độ gì, chỉ nói cần phải bàn bạc với các đồng chí rồi đưa ra phương án giải quyết. Khi đó tôi có yêu cầu đồng chí Lan xem xét sở kiểm sát hoàn toàn có thể khống chế được con trai của Liễu Tây Hà. Bởi vì hắn ta là người chủ mưu trong việc chạm điện ở Hồng Cốc. Chỉ dựa vào chứng cứ trong tay chúng ta là có thể ra tay. Nhưng Bí thư Lan lại không đồng ý ngay, mà chỉ nói chứng cứ chưa đủ, cần phải tiếp tục điều tra gì đó. Xem ra ông Lan cố ý kéo dài việc này, tôi nghi ngờ ông ta không cho chúng ta nói hết ra.
Vương Triều tức giận nói. Ha ha, có thể kéo dài đã tốt, nhưng, Vương Triều, Bí Thư Lan là người chính trực, anh đừng có nghĩ lung tung. Có nhiều việc mà lãnh đạo có cái khó của lãnh đạo. Anh phải thông cảm. Diệp Phàm đột nhiên mỉm cười nói. Anh Diệp, tôi vẫn chưa hiểu. Vương Triều có chút nghi hoặc. Tôi không cần tóm Lưu Sướng đường đường chính chính. Hắn ta không có tác dụng thúc đẩy việc của chúng ta. Tôi chỉ cần nước, chỉ cần Liễu Tây Hà ra mặt giải quyết việc này là được rồi. Chỉ cần nhân dân Hồng Cốc Trại được lợi là được rồi. Về phần Trịnh Mãn, ba người họ có thể cả đời này không ra khỏi ủy ban kỷ luật được, còn Lưu Sướng thì chỉ còn cách hóa vàng thôi. Cho dù có bắt hắn ta thì cũng chẳng ích gì với chúng ta. Mà ngược lại còn khiến Liễu Tây Hà rơi vào thế chó cùng cắn dậu, như vậy lại khó khăn hơn cho chúng ta. Diệp Phàm giải thích. Chương 2509, thăng chức thành trợ lý của chủ tịch tỉnh. Đây chẳng phải là tên nhóc Liễu Sướng kia quá hời rồi sao? Vương Triều có chút đau lòng. Cậu đã nghĩ đến chưa, tôi phải thực hiện lời hứa trong vòng một tháng nữa là có nước. Bằng không, ngay cả Diệp Phàm tôi cũng phải về quê bán khoai lang rồi, bắt được Liễu Sướng có ích lợi gì? Diệp Phàm hừ nói. Thì ra là thế, vậy phải giải quyết vấn đề nước thật nhanh chóng. Vương Triều rốt cuộc hiểu rõ. Tuy nhiên, chỉ sợ thái độ của Lan Chính quá mềm, ngược lại sẽ khiến cho người của Liễu gia cho rằng không có chuyện gì. Người ta không làm gì thì chúng ta càng khó giải quyết được vấn đề nước, đúng không? Tôi tin chắc chuyện này sẽ lọt vào trong tai Liễu gia, tôi đang chờ người của Liễu Tây Hà tới. Diệp Phàm hừ nói. Chính là sợ bọn họ không tới đó, bọn họ lần trần được chứ chúng ta không thể lần trần được. Anh Diệp à, việc này, không được đâu. Vương Triều sốt ruột. Ha ha, thằng nhóc cậu nhất định đã văng ra những lời độc địa rồi. Tỷ như, nếu như các anh không xử lý, tôi sẽ báo cáo việc này lên lãnh đạo có liên quan của Bộ Công an trong vài ngày tới. Các đồng chí trong Cục Trinh sát Bộ Công an cũng sẽ ra mặt điều tra việc này. Cậu có phải đã nói những lời như thế này không? Diệp Phàm bật cười. Ha ha ha. Vương Triều cười lớn, thật lâu sau mới lên tiếng. Không thể không nói, anh Diệp đã nhìn thấu suy nghĩ của tôi rồi. Xem ra, chẳng có gì qua nổi mắt của anh Diệp, đúng là tôi có nói vài lời độc địa. Lúc đó ông già Lan mặc dù vẻ mặt không thay đổi gì, nhưng tôi tin chắc ông ta sẽ đẩy nhanh tiến độ. Bằng không, Phó Cục trưởng Cục Hình sự tôi đây có phải cũng mất mặt quá rồi hay không? Cũng chưa chắc mà, không chừng không lâu nữa cậu sẽ được một vị lãnh đạo nào đó trong bộ tiếp đón đấy. Diệp Phàm cười một tiếng. Ai nói gì với tôi cũng vô dụng. Vương Triều hừ lạnh một tiếng. Có điều khiến Diệp Phàm buồn bực chính là đã hai ngày rồi bên phía ủy ban kỷ luật tỉnh chẳng làm gì Liễu Sướng cả. Hình như việc này cứ để như vậy, mà bên Vương Triều quả nhiên có người đánh tiếng. Có điều Vương Triều cũng chẳng coi ra gì. 9 giờ sáng ngày mồng 6. Thành phố Đồng Lĩnh đón tiếp những người tới từ Sở Kiểm toán tỉnh, bọn họ yêu cầu kiểm toán tình hình thực tế khoản tiền dành cho dự án cải tạo phố Tân Long. Thế là ý gì, phố Tân Long vẫn chưa hoàn toàn xây xong, bọn họ đến cũng quá khéo đi chứ. Hơn nữa, dự án cải tạo phố Tân Long bên phía Bộ Tài chính đã rót vào 30 triệu. Trên tỉnh lại không hề cung cấp cho chúng ta đồng nào. Số tiền vốn đầu tư cho dự án này là gồm tiền từ Cục Tài chính thành phố và quyên góp từ nhân dân, tổng cộng 150 triệu. Chúng ta gây sự với ai mà Sở Kiểm toán lại tìm tới vậy? Mễ Nguyệt có chút giận dữ nói. Bởi vì dự án này là do Diệp Phàm chỉ đích danh Mễ Nguyệt phụ trách. Có phải có người chọc gậy bánh xe không đây? Diệp Phàm trầm ngâm chốc lát, nói. Tôi làm việc đúng đắn, không sợ bọn chúng chọc gậy bánh xe. Mễ Nguyệt vẻ mặt nghiêm túc nói, Diệp Phàm dò xét một chút bằng radar sinh học của hắn, phát hiện hô hấp của Mễ Nguyệt vô cùng vững vàng, có lẽ trong lòng thật sự không có điều khuất tất. Nếu trong lòng không có gì khuất tất, sao phải sợ bọn họ điều tra? Diệp Phàm nói đến đây liếc nhìn Mễ Nguyệt một cái, nói. Mễ Nguyệt, thái độ của cô nên thoải mái một chút. Có lẽ, việc kiểm toán lần này của Sở Kiểm toán chỉ là công tác của người ta thôi. Chẳng lẽ vừa đúng lúc dừng lại ở chúng ta, cô đã cảm thấy có chút kỳ quái rồi. Không sao, bọn họ muốn điều tra cứ để bọn họ tra. Mễ Nguyệt gật gật đầu vội vàng đi. Cũng lạ, chẳng lẽ vị chủ nhiệm của cơ quan kiểm toán Liễu gia kia ra tay rồi. Diệp Phàm lầm bầm một câu nhấc điện thoại gọi cho Thiết Chiêm Hùng, phân tích chuyện của Liễu Sướng. Không đâu,
nếu vị chủ nhiệm Liễu Chiết Minh của cơ quan kiểm toán quốc gia ra mặt người ta nhất định sẽ quanh co lòng vòng tìm người tiếp xúc với cậu. Tỷ như thương lượng bảo cậu buông tha cho Liễu Sướng hay gì đó. Trước đó lại không có người đến tiếp xúc với cậu, chỉ tiếp xúc một chút với Vương Triều. Tuy nhiên, cũng có lý. Bên Vương Triều bọn họ không thể thông qua. Có điều, sai xử người từ sở kiểm toán tỉnh xuống gây sức ép như thế này cũng chẳng liên quan gì đến Vương Triều có phải không? Muốn kiểm toán hẳn phải đến Cục Công an kiểm toán khoản tiền Vương Triều quản lý mới đúng chứ? Xem xét toàn bộ những sự việc này, tôi cảm thấy không giống việc Liễu Chiết Minh làm. Thiết Chiêm Hùng phân tích nói. Tôi cũng cảm thấy không thể hiểu nổi, xem ra, không chừng đúng là bọn họ chỉ triển khai công việc bình thường, chỉ là tôi đã suy nghĩ quá nhiều mà thôi. Diệp Phàm trong lòng đã bình tĩnh hơn một chút. Bình thường à, tôi thấy cũng có chút không bình thường. Thường thường trước khi công trình làm xong người ta sẽ không tới gây sức ép đâu. Cải tạo phố Tân Long vốn là một miếng thịt béo bở với một số người, tỉ như đám người Khổng Đoan. Nhưng ở trong tay Mễ Nguyệt thì cũng là một miếng thịt béo bở y như vậy, ông em, Mễ Nguyệt có thể tin được không? Thiết Chiêm Hùng hỏi. Tuyệt đối đáng tin. Diệp Phàm không hề nghĩ ngợi trả lời thẳng thắn. Lòng người khó dò lắm ông em ạ, đừng để bị lừa rồi còn nghĩ tốt cho người ta. Thiết Chiêm Hùng nhắc nhở. Tôi tin tưởng vào khả năng nhìn người của mình. Diệp Phàm nói. Nếu Mễ Nguyệt không thành vấn đề, nhiều nhất chỉ là một số vấn đề nhỏ thôi, muốn gây sức ép cứ để bọn họ làm. Thiết Chiêm Hùng nói. Tôi chẳng qua cảm thấy kỳ lạ thôi, cũng không lo lắng nhiều. Diệp Phàm nói. Đúng lúc này, Mễ Nguyệt lại vội vàng đi vào. Sao thế, lại xảy ra chuyện gì phải không? Diệp Phàm hơi kinh ngạc hỏi. Không phải, không liên quan gì đến phố Tân Long, là trưởng ban Chu của ban tổ chức tỉnh ủy đột nhiên đến đây. Trước đó không thông báo cho chúng ta mà đến gần cửa ngõ thành phố rồi mới nói cho chúng ta một tiếng. Mễ Nguyệt vội vàng nói. Hôm nay lắm việc kỳ lạ quá, thôi vậy, không nói nữa, cô lập tức thông báo cho các thành viên của bộ máy đến cổng thành ủy nghênh đón đoàn người trưởng ban Chu. Lúc này không kịp đến cửa ngõ thành phố nữa rồi, chỉ có thể đón tại cổng lớn thôi. Diệp Phàm nói. Mễ Nguyệt vội vàng đi sắp xếp. Dù sao cũng là trưởng ban tổ chức tỉnh ủy Giá Lâm, ngay cả Khổng Đoan cũng không dám chậm trễ. Không đến 5 phút đồng hồ, ngoại trừ những người chưa về đến, những thành viên khác của bộ máy trên cơ bản đều đã tới cả. Lần này tôi xuống gấp quá, không cần làm gì đâu. Chúng ta trực tiếp đến phòng họp đi. Trưởng ban Chu vừa từ xe xuống, ha ha cười nói. Mọi người cũng không hiểu ra làm sao đi theo ông ta vào phòng họp thành ủy. Phòng họp này cũng không phải phòng họp của thường ủy mà là một phòng họp loại nhỏ có thể chứa hơn 100 người. Các nhân vật số 1 các cục trong thành phố trên cơ bản đều đã tới. Khiến cho phòng họp nhỏ này có loại cảm giác như tụ tập dưới một mái nhà. Các đồng chí ngồi xuống cả đi, chỉ có chuyện muốn nói với mọi người một tiếng thôi. Tay Chu Thiên Minh ấn ấn, ý bảo ngồi xuống, mọi người liền ngồi xuống. Người nào người nấy đều ngồi thẳng lưng nhìn Chu Thiên Minh, không hiểu phải làm gì. Ngay cả Diệp Phàm cũng không hiểu ra sao, hắn thi triển đôi mắt chim ưng liếc nhìn Khổng Đoan và Sa Quân, phát hiện hai tên này cũng có vẻ mặt không khác là bao. Hóa ra mọi người cũng không biết, ông đây còn cho là tin tức của mình không nhanh nhạy chứ. Diệp Phàm trong lòng nhẹ nhàng thở phào. Các đồng chí, hôm nay xuống đây chủ yếu là để tuyên bố việc bổ nhiệm của đồng chí Diệp Phàm. Lời này của Chu Thiên Minh vừa nói xong, hiện trường hơn 100 cán bộ tuy nói không dám hé răng, nhưng người nào người nấy đều quét ánh mắt về phía Diệp Phàm đang ngồi bên cạnh trưởng ban Chu. Ngay cả vẻ mặt của hai người Lỗ Đoan cùng Sa Quân cũng phải sững sờ một lúc mới khôi phục được bình tĩnh. Trưởng ban Chu, tuyên bố về việc bổ nhiệm của tôi. Cái này, trước đó tôi không nhận được chút tin tức nào, không biết bổ nhiệm tôi làm gì. Diệp Phàm không kìm nổi hỏi một câu. Làm trò mà thôi, anh mà không biết gì á, đánh chết ông đây cũng không tin, Khổng Đoan và Sa Quân trong lòng đều khinh bỉ Diệp Phàm, đại đa số cán bộ tại đây đều có cùng suy nghĩ này. Tuy nhiên, không ai kịp suy nghĩ nhiều, tất cả đều nín thở không nói chờ trưởng ban Chu tuyên bố xem rốt cuộc là chức vụ gì. Hội nghị tỉnh ủy thường vụ đã nghiên cứu, được sự phê chuẩn của ban tổ chức trung ương, quyết định bổ nhiệm đồng chí Diệp Phàm làm thành viên tổ đảng của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Trợ lý chủ tịch tỉnh của Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng thời còn kiêm nhiệm Ủy viên Thành ủy, Ủy viên Thường vụ, Bí thư Thành ủy của thành phố Đồng Lĩnh.
cấp bậc giám đốc sở, đãi ngộ cấp thứ trưởng, đồng chí Diệp Phàm, chúc mừng anh. Trưởng ban Chu nói đến đây đứng lên vỗ tay đầu tiên, lập tức, toàn hội trường vỗ tay như sấm dậy. Phải biết rằng trợ lý chủ tịch tỉnh tuy nói cấp bậc vẫn là giám đốc sở nhưng đây là đề bạt bồi dưỡng anh, đặt nền móng cho anh bước lên chức cán bộ cấp phó của tỉnh. Thường thường những đồng chí như vậy trải qua vài năm là nắm chắc 60% được cất nhắc. Má nó, đây còn không phải là mánh lưới của Tề Chấn Đào hay sao? Sa Quân trong lòng không nhịn nổi mắng một câu, trong lòng tên này đã ghen tị lắm rồi. Khổng Đoan tuy rằng tay đang vỗ, nhưng trong lòng phỏng chừng cũng đang rất ghen tị. Sau đó, sau khi trưởng ban Chu nói mấy lời khách sáo về công tác tư tưởng của công tác tổ chức một chút thì giải tán. Cơm trưa xong xuôi, đến thời gian nghỉ ngơi Diệp Phàm được trưởng ban Chu gọi đến. Biết tại sao để anh kiêm chức vụ này không? Chu Thiên Minh có vẻ hơi thần bí cười. Điều này, nói thật, tôi đúng là không hiểu ra sao. Có chút kỳ lạ, chuyện thăng chức này thật quá mơ hồ. Biết Chu Thiên Minh có quan hệ khá tốt với Ninh Chí Hòa, Diệp Phàm nói chuyện cũng tùy tiện hơn nhiều. Ha ha ha! Chu Thiên Minh cười sang sảng, liếc nhìn Diệp Phàm một cái, nói. Trong lòng anh nhất định đang nói chuyện này nhất định là do chủ tịch Tề làm phải không? Đúng là có chút, chẳng lẽ không phải ông ấy? Diệp Phàm hỏi ngược lại. Đúng là không phải ông ta, việc này là do bí thư tỉnh ủy La đề nghị. Hơn nữa, cũng khá đột ngột, quyết định chỉ trong thời gian mấy ngày thôi. Mà bên ban tổ chức trung ương kia phục hồi cũng mau. Bởi vì cấp bậc của anh không lên, cho nên, cái này, ban tổ chức trung ương lập hồ sơ là được rồi, không cần đến quyết định của bọn họ. Đương nhiên, quyết định của cấp trên cũng chỉ là một quá trình thôi. Đối với sự bổ nhiệm chức vụ trợ lý chủ tịch tỉnh ban tổ chức trung ương vẫn rất tôn trọng quyết định phía dưới tập thể bộ máy tỉnh ủy. Đương nhiên, một số đồng chí bởi vì tư cách đã lâu năm, cấp bậc cũng tăng. Vậy thì cần được ủy ban ban tổ chức trung ương thông qua mới được. Chu Thiên Minh vừa nói ra Diệp Phàm thực sự có chút kinh ngạc. Chuyện này, trưởng ban Chu, trên đời này chắc hẳn không có bữa cơm nào là miễn phí phải không? Diệp Phàm trong lòng vừa mừng vừa lo. Thông minh lắm. Trưởng ban Chu vươn một ngón tay gõ gõ, cười nói. Kỳ thực, cũng không phải vấn đề gì to tát. Chính là chuyện Hồng Phách Thiên Chân và kéo đầu tư vào địa khu Phong Châu lần trước anh đã nói với Bí Thư La, làm quy hoạch vật liệu ra. Bí Thư La rất hài lòng với ý kiến của anh, cho nên, để tiện cho anh làm việc, đã đặc biệt cho anh kiêm chức vụ này. Hy vọng anh sẽ không phụ kỳ vọng của Bí Thư La, xốc lại tinh thần mang địa khu Phong Châu đi lên. Lúc đó tôi chỉ nói là kéo đầu tư từ tập đoàn Hồng Phách Thiên Chân thôi. Cũng không nói là chuyện lôi kéo đầu tư đều để tôi phụ trách. Việc đầu tư này giới hạn cho tập đoàn Hồng Phách Thiên Chân. Hơn nữa, chuyện này, tôi cũng không có thời gian, việc thành phố Đồng Lĩnh bên này của tôi còn bận tối mắt tối mũi mà. Nào có thể lo cả hai bên, còn không mệt chết hay sao? Diệp Phàm vội vàng nói. Chương 2510, sự giáo huấn của lão Tề. Đồng chí Diệp Phàm, Bí Thư La nói là đã nghiên cứu qua lý lịch của anh, phát hiện khả năng của anh trên lĩnh vực kéo vốn đầu tư đặc biệt xuất sắc. Lúc ở thị trấn Lâm Tuyền anh chỉ là một phó chủ tịch thị trấn nhưng đã có thể hoàn thành một dự án xây dựng quốc lộ mấy chục triệu. Lúc ở huyện Ma Xuyên, anh chỉ là một chủ tịch huyện nhưng đã đơn thương độc mã đến Bộ Giao thông xin phụ trách dự án mấy trăm triệu. Còn nữa, cho nên, anh đừng tự coi nhẹ bản thân, phải tin tưởng mình có khả năng như vậy. Bằng không, Bí Thư La cũng không thể nào toàn lực thúc đẩy chuyện này. Anh nghĩ mà xem, anh vẫn còn rất trẻ, làm cho thật tốt. Làm xong là có cơ hội đấy. Nói mấy lời vui đùa, Bí Thư La còn hay nói giỡn là con người anh rất thích hợp làm công tác của Cục Xúc Tiến Đầu Tư đấy. Đáng tiếc chính là Cục Xúc Tiến Đầu Tư của tỉnh cũng không dung nạp nổi đại thần như anh. Nếu như thâm niên lâu hơn một chút có thể cất nhắc lên cấp phó tỉnh chuyên quản lý công tác thu hút đầu tư thì càng tốt hơn. Trưởng ban Chu khuyến khích. Tôi sao có thể gọi là đại thần, trước mặt các ngài chỉ thuần túy là một người chạy việc mà thôi. Trưởng ban Chu ngài đừng khen tôi, bằng không, tôi sợ ngã càng đau hơn. Tuy nhiên, nếu Bí Thư La đã giao gánh nặng này cho tôi. Bất kể như thế nào tôi cũng phải thử một chút. Diệp Phàm biểu thị quyết tâm, dù sao hắn cũng đã nhìn ra, chuyện này không làm cũng phải làm. Làm không tốt phỏng chừng còn không xong, làm xong vẫn có chút không tốt. Thế mới đúng chứ,
Bí thư La rất coi trọng công tác thu hút vốn đầu tư của dự án Phong Châu cùng những gì anh nói ngày hôm đó, cũng luôn tìm thời gian nói chuyện với đồng chí Trấn Đào. Chủ tịch Tề cũng cho rằng biện pháp này rất có tính khả thi, hy vọng anh có thể nắm thật chắc việc này. Đương nhiên, khoảng cách giữa Phong Châu và Đồng Lĩnh cũng quá xa. Cho nên, để tăng cường sự liên hệ và quản lý, Bí thư La đặc biệt phái đồng chí Vạn Đạt thành phó trưởng ban thư ký đến giúp đỡ anh liên hệ với công tác tại địa khu Phong Châu. Có gì cần chỉ thì anh cứ nói với đồng chí Vạn Đạt Thành, anh ấy sẽ chuyên môn trú đóng tại địa khu Phong Châu, cũng tương đương với thế thân của anh. Chu Thiên Minh cười nói. Trưởng ban thư ký Vạn khi nào đến đây, tôi dự định đến Phong Châu một chuyến vào ngày mai. Chuyện của Hồng Phách Thiên Chân này trước tiên phải chuẩn bị đầy đủ mới được. Mà công tác chuẩn bị bên phía Phong Châu như thế nào tôi còn chưa đi qua. Chỉ mới nghe báo cáo trong điện thoại của bọn họ, chuyện này, mắt thấy là thật. Tai nghe chỉ là giả. Nếu không có chút gì đặc biệt nào có khả năng hấp dẫn Hồng Phách Thiên Chân. Diệp Phàm hỏi. Buổi tối nay anh ấy sẽ tới, sẽ liên hệ cùng anh. Chu Thiên Minh nói xong nhìn Diệp Phàm một cái, đột nhiên đứng lên vỗ vỗ vai Diệp Phàm, nói. Cậu Diệp à, đồng chí Đạt Thành trước kia còn đảm nhiệm chức vụ thư lý lâm thời của Bí Thư La một thời gian ngắn. Tuy rằng thời gian không dài nhưng đồng chí Đạt Thành cũng là một đồng chí có năng lực. Anh nên tôn trọng anh ấy. Sau khi trưởng ban Chu nói xong thì lên xe đi khỏi. Diệp Phàm nhìn theo chiếc Audi dần đi xa kia, cũng nghiền ngẫm ra một số điều, đồng thời thầm cảm kích trưởng ban Chu đã nhắc nhở mình. Vạn Đạt Thành này phối hợp với mình triển khai công việc ở Phong Châu, phỏng chừng bên ngoài là phối hợp, bên trong kỳ thực chính là muốn giám sát mình. Hơn nữa, đến lúc đó mình thực sự làm ra thành tích, có một nửa là của mình. Phỏng chừng. Phần lớn còn lại sẽ đặt lên đầu Vạn Đạt Thành. Bí thư La tại sao lại làm như vậy? Chẳng lẽ là muốn bồi dưỡng Vạn Đạt Thành, muốn bồi dưỡng anh ta tại sao lại lựa chọn Phong Châu, chẳng lẽ bộ máy lãnh đạo của Phong Châu cần phải đổi người rồi? Tuy nhiên, Diệp Phàm cảm thấy cũng có chút kỳ quái. Bởi vì, quan hệ giữa bí thư địa ủy đương nhiệm của Phong Châu Thái Lượng cùng phó chủ tịch tỉnh Vi Bá Tiếu không tệ. Mà Vi Bá Tiếu lại là người của Bí thư La. Chẳng lẽ Bí thư La không tin Vi Bá Tiếu, trong đó có gút mắc gì vậy nhỉ? Diệp Phàm lắc đầu không muốn suy nghĩ nữa. Diệp Phàm thử gọi điện thoại cho Tề Trấn Đào nói ra suy nghĩ của mình, không ngờ lại bị Tề Trấn Đào giáo huấn, nói. Làm cho tốt công việc của mình đi, lo cho tốt việc của cậu là được, những chuyện khác cậu ít nghi ngờ lung tung đi. Chú Tề, cháu cũng chỉ muốn hỏi thăm một chút thôi. Cũng tiện cho việc triển khai công việc mà. Cũng không phải có xung đột gì với Vạn Đạt Thành phải không? Diệp Phàm vội vàng giải thích. Cậu chưa nhìn thấy người ta đã chia bè chia phía không phải xung đột thì là cái gì? Tâm tư của lãnh đạo tỉnh ủy không phải là điều cậu có thể suy đoán lung tung đâu. Đừng nghĩ lung tung nữa, ngược lại lại thêm phiền não. Hơn nữa, rất nhiều chuyện cũng không phải như cậu nghĩ, đương nhiên, tôi hy vọng cậu có thể tập trung tư tưởng vào công việc. Công tác Phong Châu lần này không phải là một tôi luyện đặc biệt đối với cậu. Bảo kiếm được tôi luyện mà ra, việc này vừa là gánh nặng đối với cậu, nhưng đồng thời cũng là một cơ hội rất tốt. Bí thư La năm nay rất coi trọng công tác của Phong Châu, chúng ta phải hiểu được ý đồ của lãnh đạo, năm nay trọng điểm công tác toàn tỉnh sẽ nghiêng về vùng Tây Nam Bộ của tỉnh Tần Lĩnh. Dù sao, mảnh đất phồn hoa của toàn tỉnh cũng là ở Trung Bắc Bộ, mà phần phía Nam thành ra có chút lạc hậu, kém phát triển. Trung ương đảng đề xuất chiến lược Trung Tây Bộ, mà tỉnh Tấn Lĩnh chúng ta thì lại muốn hướng về phía Tây Nam tỉnh. Bởi vì mảnh đất đó kém phát triển nhất, cậu có thể hoàn thành công tác ở Phong Châu chính là thành tích của cậu, cũng là thành tích chính trị của cậu đó. Giọng Tề Trấn Đào rất nghiêm túc. Cháu đúng là có thuật phân thân rồi, Đồng Lĩnh ở phía Bắc, Phong Châu ở phía Nam, đi đi lại lại một lượt là đã đủ mệt chết rồi. Hơn nữa. Mấy dự án lớn bên Đồng Lĩnh vẫn còn đang trong thời gian tranh thủ, vẫn chưa được quyết định, cháu đang lo lắng bên kia có tin tức nhưng lại là tin tức về chính sự bên này. Chú Tề trước kia bảo cháu đến Tần Lĩnh cũng là muốn cháu có thể làm nên sự nghiệp tại Đồng Lĩnh. Mà thành tựu tại thành phố Đồng Lĩnh đã thành hình rồi. Chỉ cần tìm nhiều dự án lớn, dự án làm giàu tại Hồng Cốc Trại, dự án đường cao tốc Kinh Ngân đi qua Tần Lĩnh, còn dự án nhà máy nhiệt điện bên phía Trương Hà. Còn có, những dự án này một khi hoàn thành, có thể đưa kinh tế Đồng Lĩnh phát triển một cách nhanh chóng. Diệp Phàm nói, đầu óc cậu đúng là nhất thời không thể bẻ cong được,
không phải đã nói với cậu từ lâu rồi hay sao? Trọng tâm toàn bộ công tác năm nay đều nghiêng về phía Tây Nam tỉnh. Việc cậu làm được ở đây dù có tốt thế nào cũng không bằng thêm mấy cái mái ngói cho địa khu Phong Châu. Bởi vì, sự chú ý của Bí Thư La và toàn tỉnh đều tập trung cả lên vùng này. Bằng không, cậu cho là mắt lãnh đạo tỉnh ủy hoa hết rồi hay sao, cái chức trợ lý chủ tịch tỉnh này giống như rau xanh củ cải ở đâu cũng có phải không? Để có thể cho cậu kiêm chức này, Bí Thư La đã tốn nhiều công sức, đừng thấy cấp bậc không lên mà nhầm, trọng tâm vị trí và phạm vi công tác của cậu cũng đã thay đổi rất nhiều. Cậu bây giờ là trợ lý của chủ tịch tỉnh, còn Đồng Lĩnh và Phong Châu chỉ là hai địa phương thuộc quản lý của cậu mà thôi. Cho nên, cả hai địa phương này đều rất quan trọng. Trọng điểm của Bí Thư La tại Phong Châu, đương nhiên, trọng tâm của tôi còn có một phần kha khá tại Đồng Lĩnh. Bởi vậy, hai địa phương này cậu đều không thể từ bỏ. Trong lòng cậu cho rằng Đồng Lĩnh quan trọng, tôi phải nói, trọng lượng hai bên cậu có muốn đưa lên cân mà cân thì nhất định đừng nặng bên này nhẹ bên kia. Cho nên, bắt đầu từ bây giờ, cậu không thể bỏ qua công tác tại Phong Châu. Cậu thử đổi một vị trí khác mà suy nghĩ xem, cậu phải đặt bản thân vào vị trí trợ lý chủ tịch tỉnh chứ không phải là bí thư thành ủy Đồng Lĩnh. Mấy ngày nữa cậu hãy đến Ủy ban Nhân dân tỉnh một chuyến. Bên cạnh tôi đã chuẩn bị một văn phòng cho cậu, cho nên, cậu phải kịp thời thích ứng với vai trò này. Đừng chỉ chú tâm vào Đồng Lĩnh, cho rằng Đồng Lĩnh mới chính là chính sự của mình. Cứ như vậy nhất định cậu sẽ hỏng việc. Tề Chấn Đào thận trọng nói với Diệp Phàm. Cháu biết rồi, tuy nhiên, bên Đồng Lĩnh này cháu dễ làm hơn một chút, còn Phong Châu, cháu không bia tí gì. Dù sao Phong Châu còn có hai vị lãnh đạo bí thư địa ủy và chủ tịch địa khu. Phương án kế hoạch dự tính gì đó của cháu vẫn phải thông qua hai người họ mới có thể thực hiện. Chuyện này khác xa với việc tại Đồng Lĩnh mình nói là được, phỏng chừng rất nhiều chuyện triển khai không thuận lợi bằng tại Đồng Lĩnh. Diệp Phàm thở dài. Cũng không nhất định, cậu còn chưa đến Phong Châu sao có thể nói là không thuận lợi. Kỳ thực, hiện tại cậu hoàn toàn có thể sắp đặt lợi thế cho mình. Cậu cứ xem Phong Châu là một ban ngành mình quản lý là được. Còn nữa, đồng chí nào không nghe lời, chẳng lẽ đồng chí Diệp Phàm là người hiền lành vậy sao? Không nghe lời phải tìm cách khiến cho bọn họ phải nghe lời. Hồi trước đến Đồng Lĩnh không phải cũng là một nơi xa lạ hay sao, tin chắc rằng cậu ở Phong Châu, không lâu sau là có thể nhìn thấy cục diện có thể nắm trong tay rồi. Tề Chấn Đào nói đến đây hào khí tràn đầy, ngẫm nghĩ rồi nói thêm. Hơn nữa, lần này cậu kiêm quản Phong Châu, kỳ thực cũng đã cho cậu rất nhiều quyền lực. Ví dụ như, cậu có quyền triệu tập địa ủy Phong Châu để mở hội nghị ủy viên địa ủy. Việc này, trưởng ban Chu cũng đã nói qua với cậu rồi. Cậu phải lợi dụng thêm mới đúng. Nói qua rồi, cháu biết. Diệp Phàm nói, trong lòng tự nhủ đây không phải là muốn tôi tranh giành quyền lực với bí thư địa ủy Thái Lượng này hay sao? Đến lúc đó, phỏng chừng thực sự phải đọ sức với nhau rồi. Từ trên trời rơi xuống một kẻ tranh giành quyền lực với mình, trong lòng Thái Lượng vui vẻ mới là lạ. Lúc tối, Vương Long Đông và Mễ Nguyệt đều vào lầu số 1 của Diệp Phàm. Long Đông, có phải dự án nhà máy nhiệt điện có tiến triển mới hay không? Diệp Phàm cười ra hiệu hai người ngồi xuống. Tiến triển thì cũng có, tuy nhiên, cũng không biết lãnh đạo điện lực Viễn Đông khi nào mới đến. Chuyện này trong lòng chúng tôi không tự tin lắm. Hơn nữa, nghe nói chuyện đường cao tốc đi qua Đồng Lĩnh đến lúc này một chút tin tức cũng không có. Hiển nhiên, Tất Phân Lý cũng chưa được thấy chủ tịch Thần Lộ. Phỏng chừng lúc mở hội nghị thường vụ Sa Quân và Trì Hạo Cường cũng chỉ bia khua môi múa mép thôi. Vương Long Đông lắc đầu. Bọn họ đến cũng dễ thuyết phục thôi, đoán chừng các cậu cũng làm được kha khá rồi. Vấn đề mấu chốt còn ở tại đường cao tốc, nếu Tất Phân Lý thực không còn cách nào khác, người này lại sĩ diện không dám nói ra, việc này mà bị làm lỡ thì thật là phiền toái. Diệp Phàm nhíu mày. Ừ, Khổng Đoan và Lão Tất cùng một guộc cả, nhất định sẽ che giấu cho Lão Tất. Tôi nghĩ, có cần nghĩ cách khiến sắc mặt Lão Tất trở nên đen xì hay không? Ông ta không được thì chúng ta phải nghĩ cách thôi, bằng không, lần trần mãi chỉ sợ đến lúc đó Phó Bộ Kiều cũng không chống đỡ nổi để cho bên phía nam kia cướp trắng công sức của chúng ta thôi. Hơn nữa, còn để lại ấn tượng xấu trong mắt lãnh đạo ở tỉnh. Vương Long Đông có chút nóng nảy. Cái này dễ thôi, chiều mai triệu tập hội nghị thường vụ.
những vấn đề lớn như Hồng Cốc trại và dự án nhà máy nhiệt điện còn có đường cao tốc và phố Tân Long đều sẽ giao lưu tổng kết một chút trên cuộc họp. Tôi thấy, chuyện như Hồng Cốc trại có thể tiến vào giai đoạn kế tiếp. Không thể cứ dừng lại ở giai đoạn quy hoạch bước đầu. Không hành động sao được, nếu như Trần Hùng có thể ra quyết định về khu cảnh quan động Thiên Cương sớm một chút thì tốt rồi. Ít nhất có thể tiết kiệm mấy chục triệu đập vào đường cái đi đến Hồng Cốc trại. Chúng ta cũng có thể dành nhiều tiền cho lưỡi đao. Diệp Phàm cũng có chút khó xử, có một số chuyện bên này làm không tốt sẽ khiến chuyện bị kéo dài. Hồng Cốc trại cũng không riêng gì vấn đề kiến thiết, vấn đề nước cũng hết sức cấp bách. Bí thư Diệp, đến bây giờ đã qua mấy ngày rồi, Vạn Thắng vẫn không thấy có động tĩnh gì. Mễ Nguyệt cũng có chút lo lắng. Bên kia không có việc gì, trong vòng một tháng nhất định có thể giải quyết. Nét mặt Diệp Phàm dần trở nên nghiêm túc. Bí thư Diệp, lần này tôi đến chủ yếu không phải là vấn đề Hồng Cốc trại. Bên đó có chủ tịch Ngọc giám sát rồi, tôi chỉ giúp đỡ liên lạc một chút thôi. Chủ yếu là hành động của đồng chí phòng kiểm toán lần này cũng hơi quá giới hạn một chút. Mễ Nguyệt nói có chút giận dữ. Quá giới hạn thế nào? Vương Long Đông không nhịn được hỏi. Chương 2511, sự im lặng tinh tế. Trước kia các nhân viên phòng kiểm toán xuống còn mang theo vẻ mặt tươi cười, thông thường mà nói khi không phải quan hệ thiệt hơn thiết thân của mình họ sẽ không ép quá chặt. Hơn nữa, đôi khi có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Dù sao đâu có thứ gì ngay một chút mưu mẹo cũng không có. Bới xương trong trứng gà, không vấn đề, cũng có thể đưa ra vấn đề nhỏ hội thẩm sẽ ra vấn đề lớn. Mà lần này rất kỳ lạ, người của bọn họ vừa đến, từ chối việc chúng ta sắp xếp mở tiệc chiêu đãi, ngay cả bữa cơm công việc cũng không tham gia. Rõ ràng ra vẻ làm việc công. Hơn nữa, lần này người phụ trách của phòng kiểm toán khá có tiếng nói, chỉ là nhân vật thứ ba sau phó giám đốc Thường vụ tỉnh, cũng chính là phó giám đốc Sở Tử Kiếm Sinh. Anh ta đích thân trấn thủ văn phòng chỉ huy hạng mục cải tạo phố Tân Long. Vẻ mặt nghiêm túc chăm chú nhìn, còn thủ hạ của anh ta đòi cái này cái nọ, anh muốn rút khoản tài chính để chi tiêu chúng tôi cũng không phản đối. Thế nhưng bọn họ vừa tới đã yêu cầu chúng ta đưa ra tất cả hóa đơn thuyết minh tỉ mỉ các khoản thu nhập và chi tiêu. Mà ngay cả khoản dự trù tài chính cũng phải yêu cầu đối đãi giống với việc rút khoản tài chính, một chút ý tứ lơi lỏng cũng không có. Tôi cảm thấy lần này bọn họ xuống dưới là động thật rồi. Hơn nữa, tôi lo họ có thật sự muốn bới xương trong trứng, hay không? Mễ Nguyệt có vẻ hơi phẫn nộ nói. Bới thì bới đi. Diệp Phàm đập tay xuống cái bàn. Bí thư Diệp, không riêng gì bên Mễ Nguyệt, tôi hôm nay đến cũng là để nói chuyện này. Vương Long Đông nói. Bên anh lại có vấn đề gì sao, lẽ nào cũng có quan hệ với đồng chí ở phòng kiểm toán? Diệp Phàm thực sự có chút kinh ngạc. Đúng vậy, bọn họ không ngờ phân ra ba người đi đến thành phố Trương Hà của chúng tôi. Yêu cầu kiểm tra tình hình triển khai tiền vốn của khoản đầu tư thời kỳ trước của nhà máy nhiệt điện chúng tôi. Vương Long Đông nói. Hai mặt nở hoa, họ muốn làm gì? Hạng mục nhiệt điện Vạn Sự mới bắt đầu, hơn nữa còn đang trong giai đoạn tranh thủ. Huống chi điều này căn bản không được tính là một hạng mục quy hoạch chính thức. Chỉ là một loại chăn đệm có tác dụng chuẩn bị trước mà thôi. Bọn họ đến kiểm toán làm gì? Không hiểu ra sao cả, cái này nếu động tác làm quá mạnh để lộ phong thanh, truyền đến phương Nam thì không phải là rước phải phiền phức hay sao? Diệp Phàm có vẻ hơi tức giận. Người ta xử lý việc chứ không xử con người, tôi cảm thấy họ phản hết rồi. Vương Long Đông hừ nói. Trái lại thì chẳng phải là xử lý người chứ không xử lý việc sao, người này là chỉ ai? Lẽ nào là chỉ tôi? Diệp Phàm lo lắng. Có chút ít, anh xem, cán bộ đồng lĩnh đều biết tôi và đồng chí Long Đông đều là thủ hạ thân cận của Diệp Phàm, hạng mục mà bọn họ chọn rất khéo léo, sao lại có quan hệ với thủ hạ của anh? Lẽ nào bên chủ tịch thành phố Liên Ngọc cũng muốn nhúng tay vào hạng mục trạm phát điện Hồng Cốc? Mễ Nguyệt hừ nói. Chẳng lẽ phòng kiểm toán thực sự hướng về phía tôi? Chẳng lẽ là thủ hạ của Liễu gia dùng cách này để áp chế chúng ta gác lại chuyện điều tra trạm phát điện Hồng Cốc này? Diệp Phàm lẩm bẩm. Tôi thấy có chút giống, với năng lực của Liễu Chiết Minh, sai khiến phòng kiểm toán xuống chẳng phải chỉ việc mở miệng thôi sao? Vương Long Đông nói. Hình như không giống bút tích của Liễu Chiết Đông. Diệp Phàm lắc đầu, trong lòng hết sức buồn bực vì vấn đề chưa được làm rõ. Buổi tối Khổng Đoan có chút bực mình.
Sau khi ở trong căn phòng mấy chục vòng tròn cảm thấy mệt mỏi không chịu được nữa mới đành ngồi xuống, chóng mặt khiến bà vợ cũng phải đau đầu. Khổng Đoan phân vân mãi rút cuộc vẫn nhấc điện thoại lên gọi, nói. Bí thư Tống, việc trong tỉnh ngài nghĩ thế nào? Sao không nhận được chút tin tức gì vậy? Miệng của tên họ Diệp kia vẫn đóng rất chặt, rõ ràng còn giả ngô trong cuộc họp. Điểm này anh thật sự đã lầm rồi, ở trong tỉnh đã từng nói trước tiên không để lộ bất cứ thông tin nào để tránh phiền toái. Anh nghĩ xem, một khi truyền thông tin này ra, các đồng chí toàn tỉnh còn vị nào đủ tư cách tiếp tục ngồi vào vị trí hiện giờ không? Đến lúc đó gây sức ép nhanh chóng, bộ máy thành ủy tỉnh sẽ không được yên. Cho nên chính Diệp Phàm cũng không biết được chuyện này. Ý của Bí Thư La là sau khi lấp liếm chuyện này gọn gàng lại dùng dao sắc xử lý đám đay rối. Tống Tử Lưu Ưng nói, Tống Tử Lương là Phó Bí Thư tỉnh ủy, nhân vật số 4 ở tỉnh Tấn Lĩnh, đứng sau Bí Thư Đảng quần chúng chiếu tiền. Điều này quả là kỳ lạ, Diệp Phàm lẽ nào không đi yêu cầu? Điều này sao có thể? Trên đời này bỗng nhiên lại có chuyện không yêu cầu cũng có thể cất nhắc. Thật đúng là bất thường. Khổng Đoan căn bản không tin. Có yêu cầu hay không, điều này cũng không rõ, tuy nhiên, nếu như nói chưa có yêu cầu nào, cái này nói cũng không thông. Xem ra Tề Chấn Đào có ảnh hưởng quan trọng trong việc này. Năm nay Bí Thư La rất chú ý khu vực Phong Châu. Nghĩ cho cùng chính là muốn khu vực Phong Châu đi lên trong nhiệm kỳ của mình, điều đó cũng có nguyên nhân của nó. Về phần nguyên nhân anh không nhất thiết phải biết, mà đồng chí Chấn Đào xem ra cũng lợi dụng chuyện này. Bởi vì đồng chí Diệp Phàm đích xác biểu hiện tương đối bắt mắt. Đặc biệt trong việc thu hút đầu tư, một việc rất trình đờ. Hơn nữa lần trước đồng chí Diệp Phàm đến tỉnh lần lượt gặp chủ tịch tỉnh Tề cùng với Bí Thư La. Về một số việc của Phong Châu, ba đồng chí có cách giải thích và nhìn nhận tương đối tương đồng với Diệp Phàm. Đánh giá hắn cũng tương đối cao, Bí Thư La ở trong cuộc họp nhiều lần đã dò dỉ tin tức việc Diệp Phàm sẽ đến. Nguyên nhân của việc này là Bí Thư Diệp nhìn chúng Diệp Phàm muốn qua bố trí hắn qua. Còn đồng chí Chấn Đào cho rằng nếu không kiêm một chức vụ thì sợ không đạt được kết quả. Bởi vì sợ đồng chí của Phong Châu không phối hợp mà. Cái này cũng hoàn toàn bình thường. Anh nghĩ xem, anh là Bí Thư Thành ủy thành phố Đồng Lĩnh chạy đến vung tay múa chân, các đồng chí có vị nào sẽ chịu phục. Cho nên việc này để cho Diệp Phàm kiêm chức trước, cũng không phải như anh nghĩ. Là trong tỉnh tất cả đều coi trọng Diệp Phàm, để hắn làm khúc dạo đầu của việc bồi dưỡng cán bộ cấp phó tỉnh. Đương nhiên nếu Diệp Phàm có khả năng làm tốt công tác này, thật sự khiến Bí Thư La coi trọng. Đồng chí Diệp Phàm làm cán bộ bồi dưỡng cũng có thể. Tuy nhiên xen vào mối quan hệ mật thiết của đồng chí Diệp Phàm và đồng chí Tề. Tôi cảm thấy loại khả năng này tương đối thấp. Tề đương nhiên sẽ đẩy Diệp, nhưng nhìn theo tình hình hiện tại La chỉ cần đến Diệp trong phương diện công tác. Bí Thư Tống rất coi trọng Khổng Đoan, cho nên nói cũng khá rõ ràng rồi. Một số việc không nên nói cũng đã nói rồi. Đương nhiên cũng liên quan đến quan hệ của Khổng Chính Húc. Nếu đề bạt làm chủ tịch tỉnh hà tất còn phải kiêm chức Bí Thư Thành ủy thành phố Đồng Lĩnh. Chuyên môn gọi anh ta đi quy hoạch khu vực Phong Châu không phải lực độ càng mạnh, kết quả càng tốt hay sao? Hơn nữa trong lòng có chút lực. Khổng Đoan nói lời này có điểm thêm chút ghen tức. Bí Thư La vốn cũng là ý này. Tuy nhiên, ý này sau khi nói với chủ tịch Tề thì liền thay đổi rồi. Xem ra ở đây là Tề cứng rắn không để mất đi một bí thư thành ủy thành phố Đồng Lĩnh là Diệp. Đó là vì thành phố Đồng Lĩnh là điển hình Tề lập nên, còn Phong Châu là điển hình mà La sẽ lập. La muốn Diệp đi Phong Châu giúp anh ta làm việc, Tề đương nhiên cũng không có cách nào ngăn cản, chỉ có thể đồng ý mà thôi. Nhưng La yêu cầu Diệp bỏ toàn bộ việc của Đồng Lĩnh chuyên tâm làm việc cho Phong Châu. Tề trong lòng đương nhiên không thỏ ai mái rồi. Hơn nữa cái này cũng phải nói trước nói sau. Dù sao Diệp Phàm trước tiên chính là tới Đồng Lĩnh không phải Phong Châu mà. La tuy nói là nhân vật số một tỉnh ủy, nhưng cũng phải chịu ảnh hưởng của chủ tịch Tề. Dù sao chủ tịch Tề cũng là nhân vật số 2 trong tỉnh. Hơn nữa phía sau Tề còn có một Phong gia đang chống đỡ. Bí thư La ở phương diện này cũng phải châm trước có phải hay không. Các mặt quan hệ đều rất nhiều, đều phải suy tính. Đây chính là tố chất ắt phải có của một cán bộ mà. Bằng không một suy xét không thỏa đáng dẫn tới một hệ thống hiệu quả cũng như lợi ích quân bài domino. Điều này đối với một cán bộ lãnh đạo có vị trí quan trọng mà nói có thể chết người đấy. Tống Tử Lương thản nhiên nói. Diệp Phàm kẹp ở trong đó như nhân bánh bích quy, nếu ra sức giúp Bí Thư La làm,
xem ra Tề trong lòng sẽ mọc mụn nhọt. Nếu không ra sức phỏng chừng Bí Thư La sẽ giơ vợt lên không nể tình mà đánh. Đến lúc đó cũng không phải chuyện vui mừng gì. Xem ra trợ lý chủ tịch tỉnh người này cũng chẳng có ảnh hưởng gì, làm tốt hay dở cũng không phải vấn đề. Khổng Đoan đột nhiên lại cảm thấy có loại nhạc họa vui tai. Ha ha, anh có thể suy nghĩ ra điểm ấy là rất tốt. Thực ra, Diệp Phàm chỉ là bên ngoài niềm nở, thoáng cái đã nắm lấy quyền bính của Phong Châu và đồng lĩnh. Kỳ thật, làm như vậy đối với anh mà nói khó có thể nói là chuyện gì tốt đẹp. Bất kể nói thế nào Diệp Phàm muốn giúp Phong Châu, đầu tiên việc bên Phong Châu nhất định phải kéo lấy hắn ta. Thái Lượng của Phong Châu là chủ tịch tỉnh Vi Bá Tiêu dốc sức tiến cử lên. Đằng sau Diệp Phàm mặc dù nói có thể chống đỡ, nhưng đồng chí Thái Lượng chưa chắc đã bán thể diện của hắn ta. Đến lúc đó làm việc xem ra sẽ chịu nhiều sự cản trở. Phong Châu kỳ thực đã thành một vũng bùn, làm không tốt Diệp Phàm sẽ lún sâu vào trong đó, lâm vào thế tiến thoái lưỡng nan. Đến lúc đó, Diệp Phàm vì việc của Phong Châu mà mệt mỏi không chịu nổi, đến lúc đó còn thời gian đâu mà quản chuyện của đồng lĩnh. Đến lúc đó Khổng Đoan anh không phải có thể kiểm soát rất nhiều rồi sao? Cái này đối với anh mà nói không hẳn là một cơ hội tốt. Một khi chuyện Diệp ở Phong Châu làm không thành, mà còn mất cả đồng lĩnh thì kiếp này của hắn căn bản không còn chút hy vọng nào nữa rồi. Đến lúc đó Diệp Phàm thất vọng rời khỏi đồng lĩnh chính là thời khắc nở mày nở mặt của Khổng Đoan anh rồi. Huống chi, anh cũng phải tỉnh táo một chút, đồng chí Diệp Phàm quả thật là người có tài năng. Anh ta đến đồng lĩnh chưa nổi vài tháng đã làm được mấy chuyện đại sự. Những điều này kỳ thật đều là anh ta đang trải đường cho mình, anh phải cố gắng nắm chắc cơ hội quý báu này. Anh phải nhân cơ hội khi anh ta không có mặt, dần dần lặng lẽ nắm toàn bộ đồng lĩnh vào trong tay. Dù sao khi Diệp Phàm có mặt và khi anh ta vắng mặt trong lòng cán bộ đồng lĩnh cách nghĩ cũng khác. Khi những việc đại sự này làm thành rồi, công lao của Khổng Đoan anh không nhỏ đâu. Tống Tử Lương mỉm cười. Việc này chẳng phải là cuộc vật lộn giữa hai nhân vật lớn số một tỉnh ủy và nhân vật số một ủy ban nhân dân, mà chiến trường chính là đồng lĩnh và Phong Châu. Bên nào nở mày nở mặt hơn thì đại biểu của bên đó cũng nở mày nở mặt. Không biết sẽ là gió đông thổi bạt gió tây hay gió tây càn quét gió đông. Ha ha, đồng chí Diệp Phàm đúng là số khổ, bên nào nở mày nở mặt anh ta đều khổ. Việc này đúng là một cách hay, mò được cả cá và bàn chân gấu. Khổng Đoan mỉm cười. Đúng vậy, thế nhân đều muốn lưỡng toàn tề mỹ, nhưng cá và bàn chân gấu đều muốn có được là việc rất khó xảy ra. Đối với đồng chí Diệp Phàm mà nói, chỉ có thể trọng một bên mà khinh một bên. Tôi nghĩ, nhìn theo mối quan hệ của Diệp Phàm với Tề gia, anh ta xem ra chọn Tề. Rốt cuộc cho dù anh ta muốn hướng tới La gia thì không thể được. Đồng chí trong quan trường ghét nhất cỏ đầu tường. Đối với Diệp Phàm mà nói, mở cung rồi thì không thu tên lại đâu. Con đường này anh ta nhất định đi tới cùng. Bí thư Tống thản nhiên nói. Chương 2512, tay lỏi đời. Ha ha ha, bí thư Tống nói rất sâu sắc, hậu sinh thật sự lĩnh giáo rồi. Là gió đông thổi bạt gió tây hay gió tây thổi bạt gió đông đây, vậy thì phải xem kết quả vật tay của hai nhân vật đầu sỏ. Mà đồng chí làm nhân bánh bích quy thì nhất định sẽ rất buồn đấy. Tuy nhiên, lúc trước nếu Diệp có thể chuyên trách trợ lý tỉnh rời khỏi đồng lĩnh thì tôi chẳng phải có cơ hội càng lớn sao. Đáng tiếc việc này cũng không thể cứ được như tôi mong muốn, chỉ có thể chờ mà thôi. Khổng Đoan sau khi cười nói lại thở dài. Chờ đợi lại cũng đâu hẳn không phải là cơ hội tốt, chúng ta làm cán bộ cũng phải học cách chờ đợi mà. Anh luôn luôn chuẩn bị sẵn sàng cũng chính là đang đợi chờ, một khi cơ hội đã đến rồi anh nhảy vọt mà lên, đi ra rồi. Cái này gọi là cái gì nhỉ? Cơ hội luôn cho những người biết chờ đợi. Bí thư Tống cười. Tôi luôn luôn chuẩn bị sẵn sàng. Giọng Khổng Đoan rất trang trọng. Thủ đô Bắc Kinh là một sân cũ. Đêm khá sâu rồi, tuy nhiên đại sảnh vẫn sáng đèn. Con trai của chuyên viên kiểm toán quốc gia Liễu Minh Chiết là Liễu Thái miệng đầy mùi rượu từ bên ngoài lảo đảo về nhà lúc 3 giờ sáng. Thằng này hoa mắt, thật sự là uống rượu nặng rồi, cho nên trao đảo đi lên lầu, đột nhiên một giọng uy nghiêm truyền đến. Đứng lại cho cha. Âu, là cha, Âu, mẹ cũng ở đây à? Quái, em họ cũng đến à? Quái sao mọi người còn chưa ngủ, đã mấy giờ rồi? Liễu Thái phun ra mùi rượu, không hiểu ra sao cả mà hỏi. Mày là đồ khốn kiếp,
mày xem mày đã làm được việc gì tốt đẹp chưa? Liễu Chiết Minh rất kích động, chỉ vào đứa con trai giáo huấn quát mắng. Chú, có gì thì từ từ nói, đừng tức giận không tốt cho sức khỏe. Lúc này Liễu Tín Đông vội vàng khuyên nhủ. Không tức giận làm sao được, cái tên tiểu tử khốn kiếp này đã làm ra cái chuyện gì rồi? Liễu gia tôi một đời trong sạch, toàn bộ bị nó phá hoại rồi, khốn kiếp. Liễu Chiết Minh vô cùng tức giận chỉ vào thằng con trai, giọng cũng đang run lên. Được rồi chú, việc đã rồi, vẫn là sau khi hỏi Liễu Thái chuyện này trước đã rồi tính thì tốt hơn. Hơn nữa việc này cũng chưa dẫn đến hậu quả không cần thiết, có phải không chứ? Liễu Tín Đông khuyên nhủ. Cha, con không hiểu con đã làm sai điều gì. Cha dù sao cũng phải nói ra rồi hẵng mắng con có phải không? Tuy nói con là con của cha, nhưng có chết cha cũng để cho chết một cách minh bạch chứ, có phải không nào? Liễu Thái trong lúc hỗn loạn cũng vội vàng hỏi. Hơn nữa giọng của thằng này cũng mạnh hơn rất nhiều, xem ra là do rượu tiếp thêm can đảm, bằng không, mượn 10 lá gan của Liễu Thái cũng không dám nói như lúc bình thường với cha mình như vậy. Bởi vì bình thường Liễu Thái là người tương đối khiêm tốn. Liễu Chiết Minh này luôn luôn nghiêm khắc dạy dỗ con cái, không hề lơ đễnh. Nói, Liễu Sướng ra giá bao nhiêu tiền cho mày có được cô người mẫu thôi cầm kia. Đừng có cho rằng chúng ta không biết gì. Gần đây mày luôn đi sớm về muộn, ngoài việc đi làm ngoài ra còn ở cùng cô người mẫu xinh đẹp kia. Bốp một tiếng, Liễu Thái bị một cái bạt tai. Thằng này lập tức ngã nhoài ra ghế salon. Liễu Chiết Minh sau khi thu tay về nghiêm khắc hừ nói. Liễu Thái chán liền toát mồ hôi. Thằng này đã tỉnh một nửa rồi. Ấp úng nói. Cái này, con cũng không rõ, là Liễu Sướng nói thôi cầm có tố chất trở thành người mẫu. Cho nên công ty của Liễu Sướng muốn đưa cô ấy lên. Cái này, thôi cầm nếu như may mắn cũng có thể làm mấy cái quảng cáo gì đó cho công ty của Liễu Sướng. Ví như hình tượng người phát ngôn cũng được. Hai người họ căn bản là đôi bên cùng có lợi. Nói láo. Thịch một tiếng, chiếc bàn bị Liễu Chiết Minh đập một cái. Ông Liễu, đừng quá nóng giận, xem ông dọa Liễu Thái mặt mũi trắng bệch rồi kìa. Bà xã của Liễu Chiết Minh khuyên nhủ. Dọa tái nhợt mặt mày là chuyện nhỏ, sao có thể so với ngồi tù. Liễu Chiết Minh lạnh lùng hừ nói. Ngồi tù là có ý gì chứ ông Liễu, tốt đẹp gì cái chuyện ngồi tù chứ. Bà xã của Liễu Chiết Minh, Lan Hải thật sự bị dọa một trận vội vàng truy hỏi. Tôi không muốn nói, việc này, Tín Đông, cháu nói với thím cháu đi. Liễu Chiết Minh nói đến đây giơ tay gõ vào đầu con, quát. Mày nghe rõ cho tao, lọt một chữ tao đánh cho gãy chân. Cha, con đang nghe đây. Liễu Thái khá chột dạ, cho nên thằng này hơi cúi đầu xuống, giọng cũng yếu dần đi. Thím, là như thế này. Liễu Thái gần đây có theo đuổi một người mẫu tên là Thôi Cầm. Thím cũng biết đấy. Muốn tán tụng được một người mẫu bình thường không bỏ ra một số tiền lớn thì sao có thể chứ? Mà Liễu Thái chỉ là một cán bộ cấp phó cục, tuy nói bộ ngành của anh ấy cũng không tệ lắm. Phúc lợi đãi ngộ còn rất nhiều nữa kia. Tuy nhiên, số tiền này 10 năm không ăn không uống cũng không đủ để nâng đỡ một cô người mẫu. Mà việc này vừa vặn bị Liễu Sướng biết được. Tiểu tử này năm nay mở công ty gọi là Liễu Mạn. Nghe nói cũng kiếm được chút tiền. Cho nên Liễu Sướng liền chi ra một khoản tiền tương trợ Liễu Thái nâng đỡ Thôi Cầm. Tuy nhiên gần đây đã xảy ra một chuyện ngoài ý muốn, chúng cháu mới biết được công ty của Liễu Sướng căn bản cũng không có bao nhiêu tiền. Nhưng Liễu Sướng lại sợ mất mặt, ngại nói chuyện này với Tây Hà. Bởi vậy, vừa vặn bên thành phố Đông Lĩnh, tỉnh Tấn Lĩnh có một trạm phát điện Hồng Cốc. Liễu Tín Đông vẻ mặt nghiêm trọng nói. Số tiền Liễu Sướng cho Liễu Thái kia là số tiền kiếm được từ việc bán trao tay trạm phát điện Hồng Cốc. Lan Mai vội vã hỏi. Kiếm là kiếm, nhưng đây là dùng thủ đoạn trái pháp luật để kiếm tiền. Nếu như Liễu Sướng thật sự kiếm được cũng là cái tốt, đáng tiếc ở đây không phải vậy. Giờ sự việc đã bại lộ, ba cán bộ quan trọng liên quan đến việc mua bán trạm phát điện Hồng Cốc khi ấy đã bị khống chế bởi Ủy ban Kỷ luật tỉnh. Hơn nữa còn tra ra hậu quả tiền căn của việc này. Mặc dù nói chú Lan chính đảm nhiệm chức ủy ban kỷ luật tỉnh. Việc này vốn là có làm cho chuyện to hóa nhỏ, nhiều nhất là bồi thường chút tiền là xong. Tuy nhiên hiện giờ không được nữa rồi. Trại dân Hồng Cốc đã tìm đến Phó Cục trưởng Vương Triều của Bộ Công an Hình sự. Người này đã nhúng tay vào. Hơn nữa còn tương trợ cho ủy ban kỷ luật điều tra rõ việc này. Trong tay nắm giữ một phần tài liệu,
hoàn toàn có thể đưa Liễu Sướng vào đại lao. Đến lúc đó khi việc này đào sâu xuống dưới, truy xét khoản tiền, không phải Liễu Thái cũng không thoát khỏi liên quan sao? Bên Tây Hà cũng có tìm người tiếp cận với Vương Triều. Tuy nhiên, người kia tính tình rất cứng nhắc, nhất quyết không chịu buông tay. Hơn nữa người này không ngờ tìm ra chú của cô, chính là Bí Thư Lan Chính. Nói là nếu nội trong mấy ngày không bắt được Liễu Sướng, anh ta sẽ lấy danh nghĩa của Bộ Công an ra tay. Liễu Tín Đông nói. Lẽ nào một chút linh động chuyển vòng cũng không có? Lan Mai hỏi. Tên kia quá nóng nảy rồi, tính tình cục cằn như đầu trâu. Liễu Tín Đông lắc đầu. Trên đời này còn có cán bộ tốt như vậy, một lòng vì dân. Tôi tin Tây Hà có thể tìm được đồng chí có phân lượng lớn hơn nhiều người đó. Anh ta có thể đứng vững trước áp lực lớn như vậy, chính tôi cũng phải khâm phục đồng chí tên Vương Triều này. Trong mắt Liễu Chiết Minh không ngờ lại hiện lên một chút khen ngợi. Chưa chắc. Liễu Tín Đông lắc đầu. Nói gì vậy Tín Đông? Liễu Chiết Minh có chút nghi hoặc nhìn đứa cháu họ một lúc. Bởi vì người này rất kiên cường, cho nên Tây Hà đương nhiên chú ý đến người này rồi. Sau khi điều tra chi tiết về người này lại tìm ra một vài manh mối. Người này đã từng là thủ hạ của Bí Thư Thành ủy Diệp Phàm. Lúc ấy Diệp Phàm nhậm chức ở Việt Đông Ngư Đồng, người này chính là thủ hạ của anh ta. Trong chuyện này không thể không có chút liên quan nào. Sau này cháu đã tìm hiểu qua mới biết Tây Hà đang ngấm ngầm đấu đá với Diệp Phàm. Về việc này, xem ra sau lưng Diệp Phàm đang ủng hộ cho Vương Triều rồi. Bằng không chúng cháu đã điều tra ngọn nguồn của Vương Triều. Người này xuất thân cũng không có gì đặc biệt, một gia đình phổ thông. Anh ta dựa vào cái gì kiên quyết đến cùng với cán bộ đầu ngành? Trừ khi là đầu óc đã hỏng rồi cũng không chừng. Liễu Tín Đông nói. Tây Hà cũng thật là, ông ta làm tốt chuyện buôn bán là được rồi, sao phải làm khó trại dân Hồng Cốc? Không ngờ lại làm việc đến nông nỗi này, theo góc độ nhìn của Diệp Phàm, không lấy được trạm phát điện Hồng Cốc thì không giải quyết được vấn đề nước. Hắn ta cũng bị ép đến đường cùng rồi, tôi nghi ngờ ngay cả bức thư báo thực danh cùng với tài liệu có phải Diệp Phàm sai khiến Vu Ân Triều làm ra hay không. Bằng không dựa vào một phóng viên của tờ Nhật Báo đâu có bản lĩnh lớn như vậy để làm nước tài liệu tường tận chi tiết như vậy. Liễu Chiết Minh nói chuyện, khen chê không đồng nhất. Lão Liễu, giờ nói đến cái này còn có tác dụng gì nữa chứ? Người ta muốn đưa con trai ông vào nhà lao ông còn nói giúp người ta. Tôi thấy Diệp Phàm kia không đơn giản, anh ta muốn nước thì nhẹ nhàng thương lượng với Tây Hà là được rồi, làm gì mà phải chỉnh ra nhiều chuyện như vậy. Hơn nữa rõ ràng còn ngấm ngấm ra tay đùa bỡn. Lan Mai có chút tức giận. Ha ha, trong chuyện này Tây Hà xử lý quá qua loa rồi. Nhìn theo góc độ của Diệp Phàm người ta cũng không sai. Nhưng nhìn theo góc độ của Tây Hà cũng không sai. Cái sai này sai ở chỗ ngay lúc bán trạm phát điện có vài vấn đề, vừa rồi tôi cũng đã nói qua. Những thứ này thật ra tên tiểu tử Liễu Sướng không tranh giành thì cùng không xảy ra chuyện. Lại nói tới Liễu Thái, vẫn là bị anh ta liên lụy. Tên tiểu kia cứ yên ổn kinh doanh không phải tốt hay sao, cứng đầu giận dỗi với bố đi mở công ty, cuối cùng làm ra cục diện như thế này. Cho rằng kinh doanh dễ như vậy hay sao, thế thì không phải tỷ phú tràn lan khắp thiên hạ rồi. Liễu Tín Đông không ngờ thản nhiên mỉm cười. Tín Đông, giải quyết việc này tôi thấy nhân vật mấu chốt không phải ở Vương Triều mà là ở Diệp Phàm. Liễu Chiết Minh hỏi. Tám phần là như vậy. Liễu Tín Đông gật gật đầu. Diệp Phàm chỉ cần nước, ta không chắc là anh ta sẽ hướng vào Liễu Sướng. Chỉ cần tháo nước tôi nghĩ Diệp Phàm sẽ không tranh chấp việc này không buông nữa. Làm bí thư thành phố đồng lĩnh, còn có một trái tim vì dân. Khó có. Liễu Minh Chiết nói đột nhiên lại khen ngợi một câu. Hẳn là như vậy, xem ra Diệp Phàm cũng quá rõ gia tộc nhà chúng ta. Chúng ta cũng không phải đèn cạn dầu, anh ta dựa vào cái gì đấu với nhà chúng ta. Liễu Tín Đông lại tự hào một phen. Tín Đông, cháu không phải là quá tự tin đấy chứ. Xem ra cách nghĩ của cháu với Tây Hà cũng không có gì khác biệt. Cho nên mặc dù biết việc này bị người ta chọc mà lại không nghĩ xem phải giải quyết ra sao. Chỉ muốn không có chuyện này, nghĩ là làm thế nào lại có thể lần nữa chèn ép Diệp Phàm có phải hay không? Có những lúc các cháu vừa sao nhãng là sẽ mất Kinh Châu đấy. Liễu gia có chút thực lực, chẳng lẽ người ta không thể có chút thực lực? Có những người thực lực ẩn tính so với bên ngoài nhiều lắm. Người bình thường đều thích khoe khoang,
có thực lực đều đường đường bày ra trước mặt cho người ta xem. Còn người ẩn tính là lợi hại nhất, người ta âm thầm có thể bắt ngược lại anh. Đến lúc đó anh vẫn không biết ai nhằm vào anh. Loại người này là cao nhân, thực sự là cao nhân. Liễu Chiết Minh không hổ là tên lõi đời, vừa nhìn đã nhìn thấy điểm mấu chốt ẩn trong lớp áo đang mặc. Chương 2513, sau lưng tiểu tử này có người. Ừ, việc này nếu Tây Hà chịu thua anh ta sẽ kéo không nổi cái bản mặt mo này. Hơn nữa anh ta cho rằng có thể hoàn toàn áp chế Diệp Phàm. Cho nên đã mấy ngày trôi qua rồi anh ta còn đang suy nghĩ làm thế nào chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa thành không hoặc dùng thế lực hùng mạnh hạ gục Diệp Phàm. Anh ta không hề nghĩ tới việc đi trao đổi với Diệp Phàm một chút. Mà Diệp Phàm vì chuyện giải quyết vấn đề nước, lần này phải cứng rắn đến cùng. Vừa rồi tôi đã giải thích qua, quan hệ của ả Diệp Phàm với chủ tịch Tề của Tấn Lĩnh có vẻ rất tốt. Mà con trai của chủ tịch Tề là Tề Thiên có quan hệ rất thân thiết với Diệp Phàm. Hình như Diệp Phàm còn từng có mâu thuẫn với bảo bối kia của nhà ta. Vài hôm trước còn nghe Liễu Nguyệt nói ở bên dưới chịu ấm ức, từng gặp Diệp Phàm. Liễu Tín Đông nói, kêu Tây Hà đi nói chuyện với Diệp Phàm là được rồi. Việc này không nên cứ gây sự tiếp, chúng ta cũng không thể làm khó đồng chí Lan Chính. Người ta cứ gây áp lực, Vương Triều lại cứ chống đỡ, đối với hình tượng của Lan Chính thì không tốt lắm. Thực ra chuyện này chúng ta đã gây áp lực quá lớn cho đồng chí Lan Chính. Đồng chí Lan Chính là người công chính, ngay thẳng, thanh liêm, chúng ta cứ nhất định dính dáng vào mấy thứ ấy là làm khó ông ấy một cách quá đáng rồi. Liễu Chiết Minh nói, cha, nhà chúng ta sao phải sợ một bí thư thành ủy Diệp Phàm làm gì cơ chứ? Thằng ấy, con nghe Liễu Sướng nói rất kiêu ngạo. Muốn nước nhưng lại không trả tiền còn chỉ trích công ty của anh họ cái gì chứ? Cho nên mới khiến anh họ nổi giận, phải nhờ đến con. Chỉ cần Diệp Phàm đồng ý chịu thua, anh họ không chừng sẽ tháo nước. Chẳng phải là kiếm ít đi một chút sao? Anh họ không thiếu gì chút tiền này. Lúc này Liễu Thái xen vào nói. Anh họ anh ta nói thực ra là chỉ Liễu Tây Hà. Hai người họ là anh em họ xa. Mà Liễu Tây Hà và Liễu Tín Đông cũng có quan hệ như vậy, Liễu Tây Hà còn phải gọi Liễu Chiết Minh một tiếng chú. Đúng vậy, một người địa vị cấp thành phố chẳng lẽ có thể một tay che cả bầu trời sao? Tôi nhất định sẽ nhờ chú Lan Chính một tiếng, tìm một cơ hội hạ gục tên tiểu tử này là được. Bằng không cả ngày tìm phiền toái cũng bực mình. Lan Mai cũng xuất thân từ con nhà quê ẩn quý. Đương nhiên có dáng vẻ bệ vệ của quý bá. Ừ, nếu Tây Hà chịu thua quả thật có chút mất mặt. Hơn nữa cũng mất mặt Liễu gia chúng ta, nhưng muốn hạ gục Diệp Phàm không phải là điều không thể. Liễu Chiết Minh nghĩ một lúc, hỏi. Thế nhưng cháu đã tìm hiểu kỹ thân phận của Diệp Phàm chưa? Còn nữa không thể vô duyên vô cớ mà mạnh được đâu, đằng sau sự kiên cường ấy nhất định có quan hệ rất vững chắc đang chống đỡ đấy. Bằng không dựa vào cái gì mà kiên cường. Đấy không thể gọi là kiên cường được. Đấy chỉ có thể gọi là ngu đần thôi. Tôi tin Diệp Phàm có thể được như ngày hôm nay tuyệt đối không phải kẻ ngốc. Mối quan hệ của hắn Tây Hà đã tìm hiểu chưa? Nghe nói Diệp Phàm trước khi đến Đồng Lĩnh đã làm việc ở văn phòng Trung ương một thời gian ngắn. Liễu Tín Đông thuận miệng nói. Văn phòng Trung ương, Diệp Phàm, văn phòng Trung ương, Diệp Phàm. Liễu Chiết Minh lâm vào trạng thái trầm tư, đến mắt cũng bắt đầu híp lại. Ngay sau đó mắt của Liễu Chiết Minh trợn tròn, mặt cũng hơi trầm xuống hỏi. Anh ta không phải là đảm nhiệm chức chủ nhiệm văn phòng đốc tra trung ương đấy chứ? Có phải chính là Diệp Phàm kia? Câu hỏi của Liễu Chiết Minh có chút dồn dập, Liễu Tín Đông cũng cảm nhận được điều gì đó, không khỏi có chút kinh ngạc. Trong lòng tự hỏi người nào lại có thể khiến chú mình căng thẳng như vậy, không kiềm được nói. Ừ, chính là anh ta rồi. Tuy nhiên một chủ nhiệm văn phòng trung ương cấp giám đốc sở cũng không uy hiếp được nhà chúng ta có đúng không? Cháu sai rồi Tín Đông. Liễu Chiết Minh không nghĩ, trực tiếp khẽ lắc đầu. Lầm rồi, chẳng lẽ sau lưng Diệp Phàm còn có quan hệ gì? Liễu Tín Đông trên mặt hiện lên một nét kinh ngạc. Người này chú đã nghe nói qua, hình như có chút mâu thuẫn gì đó với ủy viên Trương. Lần đó nghe Điền Lâm trong nội các chính phủ nói, người này hình như hận đến mức ngứa cả răng đấy. Lúc ấy Điền Lâm uống say, nói rất nhiều. Sau đó ta lại nghe ra được một số đầu mối, mới biết được. Không ngờ Diệp Phàm lại là con rể tương lai của ủy viên Kiều. Liễu Chiết Minh nói. Ủy viên Kiều, chú, lẽ nào là ủy viên Kiều trong ban tổ chức trung ương kia?
Liễu Tín Đông cũng có chút kinh ngạc. Ừ, chính là ông ta. Liễu Chiết Minh sắc mặt trầm tư rất nhiều, liếc nhìn Liễu Chiết Đông một mắt, nói. Xem ra chuyện này Tây Hà cũng không rõ lắm. Anh ta hẳn là không rõ, nếu thật sự theo như người này nói thì khó trách Diệp Phàm lại có thể kiên cường đến vậy. Chuyện này, chú, phải xử lý thỏa đáng một chút mới được. Tây Hà vẫn tiếp tục cứng rắn với anh ta thì xem ra Liễu Sướng thật sự có chút phiền phức rồi. Hơn nữa, việc này đã gấp rồi, nếu người mang tài liệu ra. Thì trạm phát điện Hồng Cốc cũng là bán trái pháp luật. Thể diện của Tây Hà sẽ mất, không bằng bí mật thương lượng xử lý thích đáng còn tốt hơn. Liễu Tín Đông nói, con sẽ nói chuyện với Liễu Sướng, kêu anh ta nhanh chóng nói với anh Tây Hà. Liễu Thái cũng có chút nóng nảy, không ngờ lại đá trúng một khối đá cứng. Tiểu tử này thực ra có chút hoang mang, đương nhiên người này chủ yếu là lo lắng mình bị liên lụy vào thật. Nói chuyện với Liễu Sướng có tác dụng không? Liễu Chiết Minh khoát tay, ngẫm nghĩ một chút ngẩng mặt lên, giáo huấn. Sau này còn phải chú ý một chút, còn nữa, nghĩ cách đem tiền trả lại cho Liễu Sướng đi. Tuy nói là thân thích nhưng cũng không thể tiêu hoang phí tiền của người khác, huống chi anh Tây Hà mỗi năm cho con tiền tiêu vặt cũng không phải là ít. Tiết kiệm một chút đi, đừng có ném tiền bừa bãi cho cô gái kia nữa. Cái cô gái thôi cầm kia, ta thấy bỏ đi, cô gái như vậy không thích hợp làm con dâu Liễu gia chúng ta. Cha, Thôi Cầm không có gì sai cả. Liễu Thái luyến tiếc. Nếu không nghe lời thì tiểu tử ngươi tự đi giải quyết vấn đề này, chỉ cần ngươi có bản lĩnh đó. Chiết Minh hừ lạnh nói. Còn có cách nào giải quyết đâu, kêu con chức phó nhỏ bé đi xử lý ủy viên Kiều Đại Thụ kia thì khác nào tìm đến chỗ chết. Liễu Thái bất mãn lẩm nhẩm một câu. Biết thế thì tốt, nội trong vài ngày này ngươi phải giải quyết gọn gàng chuyện này đi. Cần thiết thì hoãn lại một chút chúng ta nghĩ cách khác. Đồ khốn nạn nhà ngươi sau này không được làm loạn nữa, làm việc cho tốt vào. Liễu Chiết Minh giọng điệu nhẹ nhàng hơn nhiều. Dù sao cũng là cậu con trai chính mình sinh ra, hà khắc quá cũng không được. Cậu con trai nhà mình trong kinh thành này được so sánh như thái tử. Sáng ngày thứ hai Ngọc Xuân Phong kích động gọi điện thoại đến, nói. Bí thư Diệp có tin tốt đây. Ừ, lão Ngọc. Xem ra các anh tiến triển rất nhanh. Diệp Phàm nhích lại gần sau chiếc ghế nói. Không phải, là trên vách đá có phát hiện trọng đại. Ngọc Xuân Phong cười nói. Có phải Dương Quán Trường và Trần Hùng bọn họ đều rất hài lòng. Thậm chí kinh ngạc. Diệp Phàm nói, trong lòng thầm cười. Vì trong mấy chục bài thơ có mấy bài là chữ do Diệp Phàm đem nội khí bước lên nắm đấm trực tiếp dùng nắm đấm viết ra. Xem ra bị Dương Quán Trường phát hiện rồi. Đối với người thường mà nói, điều này đương nhiên đáng hoảng sợ. Dương Quản Trường nói chữ khí quyển phồn thịnh trên vách đá, người ta vô cùng hào hứng, dường như nhìn thấy hào kiệt viết chữ khi đó đang múa tay khắc chữ. Hơn nữa giám đốc Trần Hùng còn kinh ngạc phát hiện ra, có mấy từ của bài thơ thật kỳ lạ. Không giống dùng dao khắc lên, mà là một vật nào đó không rõ khắc lên. Về vấn đề này chuyên gia của tổ chuyên gia lập tức triển khai khảo chứng cẩn thận nhằm vào mấy bài thơ này. Có thể chứng minh đích xác là lần đầu phát hiện ra kiểu chữ và hình thức của loại chữ này. Dương Quang Trường có thể khẳng định những chữ này tuyệt đối không phải tạc ra. Hình như là một vật cứng thô ráp vẽ ra. Dường như lại không giống, vật gì lại có thể sắc bén đến mức coi đá hoa cương như bùn lầy mà bôi phết lên. Trừ khi là dao laser của điện ảnh khoa viễn tưởng mới có thể lý giải được loại hiện tượng này. Có chuyên gia đưa ra giả thuyết có phải là người ngoài hành tinh làm không? Giống như tảng đá thần khí trong Phục Hoạt Tiết Đáo, từ lâu đã trở thành một điều mơ hồ chưa có câu trả lời của thế giới. Còn thứ trên vách đá của chúng ta có phải là do sinh vật ngoài hành tinh dưới sự điên cuồng ngẫu nhiên tạo ra? Ngọc Xuân Phong khoái chí ngang nhiên nói. Mình thành người ngoài hành tinh rồi, Diệp Phàm trong lòng cười thầm một tiếng, nói. Không chừng thật sự có khả năng, trên Phục Hoạt Tiết Đảo có thể xuất hiện loại đồ vật kinh người này. Trên đất đai của chúng ta cũng có thể xuất hiện. Cũng không có gì là lạ cả có đúng không? Tuy nhiên Tổng Giám Đốc Trần có dự định gì? Tổng Giám Đốc Trần hình như là sợ sau khi lộ tin tức này ra sẽ bị để cơ hội đầu tư cho công ty khác cướp mất. Cho nên luôn dặn dò tôi, nói là tôi nhanh chóng trở về báo cáo tin này với Ban Giám Đốc Tập đoàn Thiên Cảnh. Nếu có thể, xem chừng ngày mai, chậm nhất là ngày kia bọn họ sẽ có phản ứng đấy. Đến lúc đó còn hy vọng lãnh đạo của thành phố Đồng Lĩnh có thể giúp đỡ bọn họ.
trước khi anh ta vẫn chưa về không được đem thông tin này công bố ra ngoài. Mà Dương Quán Trường và Trần Đông có quan hệ rất tốt, vẫn là gật đầu hứa tạm thời không lộ tin tức này ra. Ngọc Xuân Phong cười nói. Cái này cũng không thể cứ kéo dài mãi. Đường của chúng ta không thể chờ, nếu có công ty khác đến đầu tư đường của chúng ta không phải có thể khởi công trước một bước rồi sao? Hơn nữa, công ty đến xem càng nhiều, cạnh tranh ra hiệu quả mà. Diệp Phàm kéo dài âm thanh nói. Tôi chỉ giao cho anh ta thời gian 2, 3 ngày, nói là nếu ngày kia hoặc buổi tối ngày kia họ vẫn chưa đến hoặc không có tin tức, chúng ta sẽ công bố một phát hiện quan trọng. Ngọc Xuân Phong cười khan một tiếng. Ngọc Xuân Phong, tôi phát hiện cậu cũng khá găng đấy nha. Diệp Phàm nói một câu đùa. Không làm không được, chúng ta chẳng phải vẫn chỉ trông cậy họ móc túi tiền ra sao. Bộ tài chính phát xuống 1 triệu nhưng đã cho Phong Châu một nửa rồi. Mấy chục triệu nhân dân tệ này chi cho trại Hồng Cốc giải quyết một con đường, xem ra cũng chẳng còn là bao. Không có khoản trợ giúp từ bên ngoài, việc giúp trại dân Hồng Cốc thoát nghèo làm giàu chỉ có thể là một câu nói suông. Bí thư Diệp giao một việc quan trọng như vậy cho Tô Ơs, Ngọc Xuân Phong tôi đời này chỉ cần làm tốt việc này đã là quý lắm rồi. Trước kia chưa quen bí thư Diệp tôi vẫn còn mơ hồ. Hiện giờ bí thư Diệp đến cuối cùng đã khiến Ngọc Xuân Phong tôi thức tỉnh, để tôi nhìn thấy được mục tiêu mà cuộc đời mình theo đuổi. Ngọc Xuân Phong trong giọng nói đầy cảm kích. Tiền thì không phải lo, chúng ta có cách kiếm ra tiền. Diệp Phàm an ủi anh ta, nói. Đi đâu kiếm, trong thành phố nhiều nhất có thể sắp xếp 20-30 triệu nhân dân tệ đã là kịch thiên rồi. Hơn nữa việc của trại dân Hồng Cốc, Khổng Đoan không mò được thành tích gì. Tự nhiên còn có chút oán hận chuyện này đấy. Anh tha ý chưa, từ ngày đó sau khi móc treo yết bài, Khổng Đoan không để ý đến chuyện của trại Hồng Cốc. Có một lần tôi trở về báo cáo với ông ta đột nhiên dở giọng quan ra, bảo phải từ từ, đừng nóng vội. Tài chính của thành phố có hạn, phải phân chia giai đoạn, không thể ăn một miếng thành người béo đâu. Lại mang hạng mục trạm nhiệt điện của thành phố Trương Hà ra. Bảo là rất nhiều hạng mục cùng thi công khiến tài chính của thành phố sắp cạn kiệt rồi. Dù sao cũng phải bảo đảm giành được trạm phát điện Hồng Cốc trước đã. Bên trại Hồng Cốc đã yên ổn rồi thì có thể thư thái một chút, v.v. Dù sao là rông dài một hồi, toàn là lời nói suông, chính là lại không giao tiền. Ngọc Xuân Phong có chút bực tức. Đúng rồi, khoản tiền 60 triệu nhân dân tệ kia sẽ không cắt xén đấy chứ. Diệp Phàm hỏi. Chương 2514, thật sự đã điều tra ra vấn đề rồi. Ông ta không nói khấu trừ khoản ngân sách của Bộ Tài chính, chỉ nói Bộ Tài chính không có tiền, v.v., còn nói chuyện của trại dân Hồng Cốc không thể vội, một lúc rút 60 triệu nhân dân tệ này thì cũng không biết đặt ở đâu. Kỳ thật tôi đã nghe ngóng được, ông ta đã chuyển cho địa phương khác ít nhất là 20 triệu nhân dân tệ. Tôi nói với ý ông ta đây là tiền nào việc nấy, Bộ Tài chính và lãnh đạo trong tỉnh coi rất chặt. Hống chi, bên chúng ta nói dùng tiền là phải dùng tiền. Nếu chuyển đi rồi sợ đến lúc cần tiền thì lập tức không chuyển về kịp. Anh có biết ông ta nói thế nào không? Ý kia hình như là nói, có tiền thì trợ giúp Phong Châu, lá lành đùm lá rách, chẳng lẽ chuyển chút tiền dùng trong thành phố, Ngọc Xuân Phong cậu còn nói này nói nọ sao? Người ta chỉ là tạm thời mượn, lại không phải là không trả, thật là tức chết mất. Ngọc Xuân Phong hừ nói. Việc này chiều mai thành ủy sẽ mở hội nghị thành ủy. Cậu về trước tổng kết chi tiết việc của trại dân Hồng Cốc để phát một phần tài liệu cho từng ủy viên. Ở trong hội nghị tôi có thể đường đường chính chính hỏi việc này. Đây là khoản riêng, cậu muốn vay cũng được nhưng phải trả đúng thời hạn. Chuyện này hội nghị thành ủy sẽ ghi chép lại không lo Khổng Đoan không trả. Diệp Phàm lạnh lùng hừ nói, biết được hôm đó Khổng Đoan sẽ rất nở mày nở mặt, đương nhiên trong lòng rất khó chịu. Thằng này giờ chút kỹ xảo ra không phải là muốn kéo dài tiến độ của trại dân Hồng Cốc sao? Nếu nói Khổng Đoan muốn làm trại dân Hồng Cốc mục nát là điều không thể. Dù sao đối với Khổng Đoan, trại dân Hồng Cốc có thể cải thiện, bộ mặt của chủ tịch thành phố cũng sang giỏi. Tuy nhiên buổi chiều hôm sau, Mễ Nguyệt nét mặt lại xanh đét vội vàng vào văn phòng của Diệp Phàm. Sao vậy, có phải tối qua không ngủ được không? Tôi đã sớm nói với cô không có gì phải lo lắng cả. Họ muốn điều tra thì cứ để cho họ điều tra, chỉ cần chúng ta hành sự chân chính là ổn rồi. Diệp Phàm đứng dậy ra hiệu Mễ Nguyệt ngồi xuống ghế salon, vừa pha trà vừa an ủi Mễ Nguyệt. Bí thư Diệp, anh phạt tôi đi.
Mễ Nguyệt sắc mặt bình tĩnh, đôi mắt đều đã đỏ sóng rồi. Đã xảy ra chuyện gì? Đùng nóng vội, uống ngụm nước trà rồi từ từ nói. Diệp Phàm trong lòng kinh ngạc, vội vàng hỏi. Bí thư Diệp giao nhiệm vụ cải tạo phố Tân Long cho tôi, đấy là bí thư Diệp đã để mắt đến Mễ Nguyệt tôi. Nhưng tôi đã làm sơ suất một vài thứ trong đó rồi. Mễ Nguyệt nói. Sơ suất một vài chỗ là điều thông thường mà, cải tạo một công trình lớn như vậy, vấn đề từ các phương diện nhất định rất nhiều. Con người mà, làm việc không thể chu đáo tất cả các mặt có phải không? Chỉ cần chủ thể không có sai sót nào, xảy ra một vài sơ suất nhỏ cũng hoàn toàn bình thường. Cô không nên quá lo lắng, để xem chúng ta có thể giải quyết được chuyện nhỏ này không? Diệp Phàm khuyên nhủ. Là một người họ hàng của tôi, anh ấy tên Mễ Dũng, là anh họ cách đời với tôi, đảm nhiệm chức phó phòng của phòng quản lý kiến trúc bộ xây dựng thành phố. Bình thường Mễ Dũng biểu hiện rất tốt, là người sống quy tắc quy củ, danh tiếng ở cục xây dựng cũng tương đối tốt, nghiệp vụ, năng lực cũng rất vững, rất nhiều năm rồi vẫn chưa để xảy ra chuyện gì. Sau đó anh ta nghe nói tôi đảm nhiệm hạng mục cải tạo phố Tân Long, cho nên nhất quyết tìm tôi đòi ra nhập đội ngũ của chúng tôi. Lúc mới bắt đầu tôi còn lo có người nói tôi tín nhiệm người thân V, cho nên nhất quyết không đáp ứng anh ấy. Sau khi về nhà mẹ tôi lại nhảy mãi, hơn nữa tôi cũng đã âm thầm điều tra anh ấy, cảm thấy cũng được. Cho nên mượn anh ấy từ cục xây dựng thành phố để gia nhập vào tổ công tác chịu trách nhiệm phụ trách công tác kiến thiết quản lý chất lượng. Mấy tháng liên tiếp anh ấy đều thể hiện rất tốt, hơn nữa tôi cũng luôn dặn dò anh ấy giữ mồm giữ miệng, thu tay mình. Bởi vì giám sát chất lượng rất quan trọng hơn nữa công việc này hoa hồng lại không phải ít. Các cán bộ bao công đầu hiện nay nhìn thấy anh ấy làm việc này đều nịnh nọt. Dù anh ấy đi nhậu nhẹt, muốn mỹ nhân tặng mỹ nhân, muốn gì tặng nấy. Cho nên tôi thường xuyên theo dõi anh ấy. Nào ngờ nhân viên phòng kiểm toán xuống điều tra, tra đến anh ấy lại xảy ra chuyện. Bí thư Diệp, anh phạt tôi đi, công việc của tôi cũng không làm tốt. Mễ Nguyệt nói đôi mắt càng đỏ hơn. Trong mắt cũng đã ngấn lệ rồi. Đừng nóng vội, nói rõ việc này một chút. Diệp Phàm vẫn cố gắng hết sức duy trì bình tĩnh an ủi. Chính là phương diện hai cửa chính của Ủy ban Nhân dân thành phố và thành ủy xảy ra vấn đề. Mễ Nguyệt nói, mặt đỏ bừng lên. Xảy ra vấn đề về chất lượng à? Diệp Phàm kinh ngạc, vội vàng hỏi. Vấn đề cửa chính này có lẽ là vấn đề về mặt cửa, xảy ra vấn đề về chất lượng, vậy là vấn đề lớn rồi. Đến lúc đó không cần nói đến chuyện khác, chỉ riêng chỉ trích của Khổng Đoan và Sa Quân hai người họ cũng đủ khiến Diệp Phàm không ngẩng đầu lên được. Không phải vấn đề chất lượng, là vấn đề về vật liệu. Mễ Nguyệt vội nói. Ừ, cô nói tiếp đi. Diệp Phàm trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Vốn tính hai cửa chính đều chạm bằng đá cẩm thạch có hoa văn màu đỏ, việc này tôi cũng đã hỏi qua chủ tịch thành phố, lúc đó hai vị lãnh đạo các anh đều đồng ý. Còn nói màu đỏ đại biểu cho đảng của chúng ta và quốc gia vui mừng hướng tới sự hưng thịnh đến muôn nhà. Hơn nữa màu đỏ còn đại biểu cho rất nhiều những chiến sĩ chúng ta đã đổ mồ hôi xương máu cho cuộc chiến tranh niên lưu truyền lại. Mồ hôi xương máu này tạo thành dòng chảy sông Trường Giang và Hoàng Hà chảy không ngừng nghỉ. Kết thành sự trang nghiêm cờ đỏ năm sao vàng, kiêu ngạo trong bầu trời xanh thẳm của thế giới. Cho nên tròn màu nền lại là đá cẩm thạch màu xanh đậm đậm. Vì vấn đề mặt cửa. Hơn nữa còn có mấy pho tượng đá đầu sư tử phải đồng bộ. Cho nên khi quy hoạch yêu cầu chúng ta phải chọn loại vật liệu tốt, hoa văn đẹp, chất liệu đá cẩm thạch là loại đá hạng ưu. Mễ Nguyệt nói đến đây xem ra mệt rồi, dừng một lúc lấy tách trà lên uống. Có phải vật liệu không phải là loại tốt nhất mà dùng loại thứ phẩm phải không? Diệp Phàm đoán được đại khái, nếu thật sự là như vậy thì mức độ chênh lệch giá trong đó là rất lớn. Đúng vậy. Lúc đầu trong tài liệu quy hoạch đã có người đề cập qua. Nói là khi chọn mua đá cẩm thạch, phải cẩn thận chọn đá cẩm thạch, đá hoa cương màu đỏ, màu nâu. Nếu sử dụng, diện tích tốt nhất phải hơn 40 mét vuông. Cố gắng hết sức không mua loại đá cẩm thạch, lưu động than vị, bởi vì trong đó có rất nhiều loại đá cẩm thạch nhuộm màu. Loại đá cẩm thạch giả này, về vấn đề vệ sinh an toàn của nước sơn và các mặt khác đều có vấn đề, đúng là hàng giả. Mễ Nguyệt nói đến đây Diệp Phàm nói. Nếu vô ý mua phải hàng giả thì đổi là được rồi, đừng lo lắng, sẽ có cách giải quyết. Không phải là hàng giả. Mễ Nguyệt lắc đầu liếc nhìn Diệp Phàm một cái, nói.
chất lượng của loại đá cẩm thạch kia là loại ưu, loại 1 và đủ 3 bậc phẩm chất. Loại đá cẩm thạch hạng ưu chúng ta cần chênh lệch 1.000 khối 1 mét vuông so với đá đạt tiêu chuẩn đạt. Chênh lệch với đá hạng 1 vào khoảng 500 khối 1 mét vuông. Mà người họ hàng kia của tôi bị tiền làm cho mê muội lương tâm, dùng loại đá thứ cấp. Những loại đá thứ cấp này về độ cứng, độ bóng chênh lệch rất ít so với loại đá hạng ưu, chuyên gia không cẩn thận hay không thạo nghề sẽ nhìn không ra lỗ hổng trong đó. Không phải nói chỉ có 3 loại cấp bậc hay sao? Tại sao lại xuất hiện một loại thứ cấp nữa? Diệp Phàm nhíu mày hỏi. Kỳ thật đây là tự các nhân sĩ ngành sản xuất tự gọi như vậy, loại đá hạng ưu thứ thực ra rất khó phân biệt với đá hạng ưu nhưng tốt hơn so với đá hạng nhất. Mức chênh lệch 1 mét vuông chỉ khoảng 150 khối. Mễ Nguyệt nói. Tính tổng bình phương M2 của hai cửa chính là bao nhiêu? Diệp Phàm hỏi. Hơn 200 mét vuông. Mễ Nguyệt đáp. 200 mét vuông. Quái, tính 1 mét vuông là 150 khối, tiền cho một khối không quá 30.000 nhân dân tệ, mưu mẹo trong chuyện này dường như cũng không lớn mà. Trong một công trình đáng giá cả 100 triệu thì người họ hàng của cô gan cũng quá nhỏ rồi. Muốn gian thì gian lớn một chút, gì mà gian có 30.000 nhân dân tệ đã té ngựa rồi. Có phải là tính nhầm không? Diệp Phàm có chút nghi hoặc nói. Bí thư Diệp, anh đừng châm chọc tôi nữa, tôi thực sự xấu hổ vô cùng. Mễ Nguyệt thốt lên. Không phải là châm chọc, Mễ Nguyệt, cô nghĩ một chút đi, trong chuyện này có phải có vấn đề hay không? Diệp Phàm với vẻ mặt nghiêm chỉnh. Vấn đề, có vấn đề gì? Việc này rõ ràng người họ hàng của tôi còn chút lương tâm. Cho dù chỉ có 3.000 thôi cũng đủ ngồi mấy năm tù rồi. Mễ Nguyệt có chút không hiểu. Nhân viên phòng kiểm toán có thái độ thế nào? Diệp Phàm hỏi. Dư Thính Trường nói phải nghiêm túc tra xét. Hơn nữa phải lên báo bồi thường ở tỉnh, phải làm gương, phải đảm bảo chất lượng công trình đồng đều vi, dù sao cũng nói rất nghiêm khắc. Mễ Nguyệt nói, bọn họ tìm được chứng cứ xác thực không? Diệp Phàm hỏi, chứng cứ đều bị họ lấy đi rồi. Hơn nữa bọn họ còn rất nhanh nhẹn, lập tức sai nhân viên kiểm toán bên đại lý. Người ta đã lấy được chứng cứ ban đầu. Mễ Nguyệt sắc mặt có chút uể oải. Mễ Dũng đã bị bắt chưa? Diệp Phàm hỏi. Vẫn chưa có hành động gì, có lẽ còn có vài thủ tục chưa làm xong. Mễ Nguyệt nói. Ha ha, bọn họ không phải là chưa làm xong các trình tự mà là đợi chúng ta mời bọn họ dùng cơm. Diệp Phàm đột nhiên mỉm cười. Dùng cơm. Mễ Nguyệt lẩm bẩm hai chữ này, mí mắt tự nhiên giật giật, ấp úng nói. Chẳng lẽ họ cũng muốn mò lợi ích, cái này quá rõ ràng rồi. Tôi thấy phó giám đốc Sở từ kia nói vô cùng nghiêm trọng. Hơn nữa ngay từ lúc bắt đầu liền dở giọng giải quyết việc chung. Dường như không giống như đang chờ lợi ích. Càng nghiêm khắc chẳng phải cô càng phải đi, luận bàn, với bọn họ hay sao? Diệp Phàm châm chọc nói. Vậy chuyện này. Mễ Nguyệt nhìn Diệp Phàm. Cô gọi Mễ Dũng tới đây, tôi hỏi cậu ta. Diệp Phàm mặt nghiêm nghị hừ nói. Cậu ta bị dọa phát khiếp rồi, xin nghỉ trốn ở nhà. Nếu không tối tôi dẫn cậu ta đến. Mễ Nguyệt hỏi. Được. Diệp Phàm gật đầu, miệng mang theo một nụ cười lạnh. Tuy nhiên khi dùng cơm tối Mễ Nguyệt gọi điện thoại đến nói không tài nào tìm thấy Mễ Dũng, Mễ Nguyệt suýt chút nữa khóc. Đừng nóng vội, cô nghĩ kỹ xem Mễ Dũng thích nhất đi đâu hay có khả năng đi đến chỗ nào. Diệp Phàm an ủi nói. Cậu ta không phải nghĩ không thông đấy chứ. Mễ Nguyệt nói. Chết tử tế không bằng ỷ lại mà sống. Đồng chí chỉ ham món tiền nhỏ này vốn không cứng cỏi như vậy đâu, chắc sẽ không nghĩ quẩn đâu. Diệp Phàm mở lời kêu ba người Lý Cường phân chia ra đi tìm. 2 giờ sau Lý Cường gọi điện thoại tới nói là tìm thấy Mễ Dũng trên cầu lớn. Mễ Dũng vẻ mặt ngượng ngùng, thằng này cúi đầu xuống. Chỉ vì 30.000 nhân dân tệ. Diệp Phàm nhìn chằm chằm Mễ Dũng trước, khoảng sau 2 phút sau Diệp Phàm đột nhiên dùng hóa âm mê thuật tấn công tới. Không phải. Mễ Dũng lắc đầu. Không phải thì là cái gì? Diệp Phàm nhanh truy hỏi. Bọn họ lúc đó nói chỉ là khoản tiền nhỏ. Hơn nữa tăng số lượng trong hóa đơn lên căn bản sẽ không điều tra ra. Mễ Dũng nói, tuy nhiên lập tức phản ứng lại, anh ta sững sờ một lúc. Bọn họ là ai? Diệp Phàm hỏi. Tôi nói nhầm, không có bọn họ. Mễ Dũng rảo biện. Cậu chưa nhìn thấy quan tài chưa đổ lệ có phải không? Nói mau. Họ là ai?
Diệp Phàm tấn công càng mạnh hơn. Mã Sâm Lâm. Cuối cùng Mễ Dũng cũng nói ra. Mã Sâm Lâm là ai? Mễ Nguyệt thở hổn hển hỏi. Chương 2515, cạm bẫy. Là em họ của Mã Đại Lâm, bình thường giúp đỡ người khác, làm chút việc tốt. Cũng là người đã quen khi cùng ăn cơm. Mễ Dũng nói. Mã Đại Lâm, có phải là bí thư huyện ủy huyện Ma Khanh không? Mễ Nguyệt vội vàng hỏi. Ừ, Mã Sâm Lâm nói anh trai anh ta là Mã Đại Lâm, có quan hệ thân thiết với chủ tịch Khổng. Mà nghe nói họ còn có quan hệ thân thiết gì đó. Mã Sâm Lâm là người có tài, là người có tiếng khi đến đồng lĩnh. Mễ Dũng nói. Kỳ lạ, chỉ là 30.000 thôi mà, dựa vào lòng kiên trì của Mã Sâm Lâm thì cũng chưa chắc đã để mắt đến hàng chục nghìn tệ đâu. Diệp Phàm nói thầm một câu rồi nhìn Mễ Dũng, hỏi. Cậu đưa bao nhiêu cho Mã Sâm Lâm? Vốn tôi muốn cho anh ta một nửa, nhưng anh ta lại không cần đồng nào, lại còn mời tôi ăn uống, không cho tôi thanh toán. Khi đó tôi cũng thấy buồn bực, sau ngẫm lại có thể anh ta coi tôi là bạn bè. Mà là 30.000, theo như con số mà Mã Sâm Lâm báo thì chẳng có vấn đề gì. Vì danh nghĩa là chúng ta mời, khi đó chị Mễ Nguyệt nói bao toàn bộ. Tự tay mình làm thì chất lượng càng tốt mà lại tiết kiệm tiền. Vì vậy có thể làm được. Mễ Dũng nói. Cho nên cậu đúng là xấu xa, chỉ vì 30.000 mà bán cả chị họ tôi. Cậu đúng là khốn nạn, cậu làm vậy, thì tôi biết ăn nói thế nào với bí thư Diệp đây. Bốp, bốp. Mễ Nguyệt tức giận cho Mễ Dũng hai cái tát. Cô còn định đá cho anh ta vài cái nhưng bị Diệp Phàm ngăn lại. Trên đời này không có bữa cơm nào là miễn phí có đúng không? Mã Sâm Lâm mời cậu ăn uống, lại không để cậu trả tiền như vậy hắn ta có ý đồ gì? Diệp Phàm thản nhiên nói, nhìn Mễ Dũng rồi châm chọc nói. Anh là một trưởng phòng của sở xây dựng thành phố nếu như xuống huyện thì cũng là một sở trưởng rồi. Tôi không tin đến điều này mà cậu cũng không nhìn ra, lại dễ dàng bị người ta lừa vậy sao? Vậy chức trưởng phòng đây làm thế nào mà cậu có được? Nói đi, trong lòng cậu chắc chắn có cách gì đó, bằng không cậu tuyệt đối không thể mắc bẫy được. Bịch! Mễ Dũng bất ngờ quỳ xuống đất, rồi lại chính mình tát vào mặt mình. Anh ta đã bị Diệp Phàm nói cho đến không chịu nổi, rồi lắp bắp nói. Bí thư Diệp, tôi biết không thể giấu giếm được bí thư. Đúng là trong chuyện này đã có ý khác. Khi nghe nói Mã Sâm Lâm là em họ của Mã Đại Lâm tôi liền có ý đồ. Mã Đại Lâm là nhân vật số một ở huyện Ma Khanh. Mà tôi đã nghe ngóng qua việc này. Đúng là như vậy, vợ của Mã Đại Lâm là Khổng Phượng Linh. Bà ấy là em của Chủ tịch Khổng. Sau khi nghe được điều này tôi vui mừng như điên. Nói thật, giờ tôi chỉ là chức phó phòng, chưa được chuyển chính thức, và tôi cũng đã nghĩ nhờ chị họ. Nhưng chị lại luôn nói tôi phải làm việc chăm chỉ, còn nói chị ấy mới lên được không lâu không thể phiền đến lãnh đạo được. Và nói tôi đợi thêm 1-2 năm nữa. Về việc này, tôi đã gấp lắm, không thể đợi được. Khuôn mặt Mễ Dũng đỏ ửng lên, nói. Vì vậy mà cậu nghĩ có thể nhờ Mã Sâm Lâm nói với Mã Đại Lâm, rồi sau đó lại nói với Chủ tịch Khổng có phải không? Diệp Phàm lạnh lùng hỏi. Cậu đúng là bị mê muội rồi, bảo cậu đợi 1-2 năm nữa thì không nghe, cậu nghĩ xem, dựa vào cậu, một cán bộ phó phòng có thể lọt vào mắt của chủ tịch thành phố không? Cậu đã bị lừa rồi, Mã Sâm Lâm vì sao phải lừa cậu, không phải là muốn tống tôi vào tù sao? Cậu, đầu cậu có phải đầu heo không thế? Đáng nhẽ đã rất tốt, bí thư Diệp đã giao trọng trách cải tạo phố Tân Long cho tôi. Nhưng cậu lại hủy hoại tôi, cậu đúng là đồ khốn kiếp. Mễ Nguyệt tức giận đến nỗi môi cũng run lên. Bây giờ tôi mới biết đã bị Mã Sâm Lâm lừa. Hắn ta muốn lợi dụng tôi để đối phó lại với chị. Tôi ngồi tù cũng không sao, việc này, nhưng ngay từ đầu tôi đã thấy viết hóa đơn rất đúng mà. Sao hôm nay điều tra lại thấy hóa đơn không khớp vậy? Mễ Dũng nói. Không giống, thế là thế nào? Diệp Phàm hỏi. Ngày trước bọn họ báo những số không đúng nhưng điều tra ra thì không có chứng cứ. Bởi trong quá trình làm sẽ có hao hụt về vật liệu. Toàn bộ việc này đều dựa trên lời nói, vì thế lúc đó tôi khai giá cả có cao hơn một chút so với giá thực tế. Việc này cũng thuộc dạng bình thường, sẽ không thể có chuyện không có chút mưu mẹo hám lợi trong công trình. Vật liệu đá này tôi chỉ khai hơn 50 đồng một mét vuông thôi. Tính ra thì số đá đó cũng là loại U2 nhưng số lượng có nhiều.
Nhưng đến hôm nay chúng ta điều tra hóa đơn thì lại không giống như hóa đơn cũ của tôi, giá trên đó toàn là giá của đá loại U1. Hơn nữa, loại tốt nhất lại cao hơn nhiều so với loại thứ hai nên tính lại thì lại thành tăng lên 30.000. Mễ Dũng nói. Thực tế tăng thêm bao nhiêu? Diệp Phàm hỏi. Khoảng 12.000 thôi, có trời đất chứng giám, nếu tôi nói sai thì sẽ bị trời đánh. Lúc đó tôi cũng đã nghĩ rằng chị chịu trách nhiệm, nên không dám khai nhiều. Mễ Dũng nói không giống như nói dối. Cậu còn nhớ tới tôi, khốn kiếp. Từ nay trở đi đừng gọi tôi là chị nữa, tôi không có loại chị em khốn nạn thế. Mễ Nguyệt tức đến mức nói bậy. Trên hóa đơn phải có chữ ký của cậu chứ? Họ sao đổi được? Diệp Phàm hỏi. Có thể là nhân lúc tôi say rượu nên đã lừa tôi ký rồi. Mễ Dũng lau nước mũi, nói. Đi đầu thú đi, nhận sự khoan hồng của pháp luật. Còn nữa, trả tiền lại đi. Diệp Phàm nói. Chị! Mễ Dũng hoảng hốt kêu lên. Sớm biết có ngày hôm nay thì đã không làm như thế. Mễ Dũng, cậu đi đầu thú đi. Nói lại sự việc cho rõ ràng. Đợi cậu ra tù, ôi! Mễ Nguyệt thở dài, có chút không đành lòng. Tôi đi đây, chị tôi xin lỗi. Mễ Dũng cúi đầu, đứng dậy xoay người đi. Nhìn theo bóng dáng cậu em họ đi, sắc mặt Mễ Nguyệt càng ngày càng tái nhợt đi. Cô không trách tôi thấy chết không cứu chứ? Diệp Phàm hỏi. Không. Mễ Nguyệt lắc đầu, nhìn Diệp Phàm, nói. Tôi phải cảm ơn anh mới đúng, ít nhất anh đã cho tôi hiểu ra được sự việc này. Hơn nữa, việc này chúng ta có muốn giúp cậu ta cũng không giúp được. Mặc dù không phải nhiều tiền nhưng tôi nghĩ, nếu như bao cả thì sẽ không bao nổi. Có thể những người khổng đoan đã biết việc này rồi. Thà nói ra trước bằng không khổng đoan không biết, muốn giải quyết việc này quá dễ dàng. Chỉ cần đổi lại hóa đơn, trả lại tiền và dàn xếp chút với đồng chí bên kiểm toán là được. Cô có nghĩ việc này là chủ ý của khổng đoan không? Diệp Phàm hỏi. Cũng không hẳn. Cách này còn kém quá, có thể đây là chủ ý của bà vợ Khổng Phương Linh của Mã Đại Lâm. Có thể do ai đó đang đối đầu lại với tôi làm thì sao? Anh chỉ là người liên lụy theo. Mễ Nguyệt có nét mặt khó chịu nói. Quá kém, không bình thường đâu. Ví dụ việc này nếu Mễ Dũng cùng nói ra, cô muốn tìm Mã Xâm Lâm tính sổ cũng không có cách nào mà ra tay đâu. Đến lúc đó người ta không nhận hóa đơn, cô còn có cách nào? Còn nữa... Việc này cũng do người khác mưu tính lâu rồi. Có thể không nhằm vào cô mà là nhằm vào tôi. Nhưng, cô nhắc đến Khổng Phượng Linh làm tôi nghĩ đến một việc. Khi đó Khổng Đoan sắp xếp thực hiện dự án cải tạo đồng ruộng ở thôn Ngưu Hà huyện Ma Khanh. Có thể bởi vì Khổng Phượng Linh là em của mình. Để Mã Đại Lâm lập thêm chút thành tích, tiện cho sau này dễ đề bạt. Và Mã Đại Lâm chắc chắn là cánh tay đắc lực của Khổng Đoan rồi. Nhưng ngày đó nhân dân Hồng Cốc có tổ chức ra mặt. Phía sau màn kịch này chắc chắn có người chỉ điểm, bằng không người của Hồng Cốc trại sẽ không giành được kế hoạch của thành ủy. Về việc này Khổng Đoan và Mã Đại Lâm tuyệt đối không thể tự tìm rắc rối. Như vậy có thể người đứng sau giật dây là người có thù với Mã Đại Lâm. Việc này nếu truy cứu đến cùng, Mã Đại Lâm có thể mất chức luôn. Nhưng cũng có thể người đó muốn đấu lại Khổng Đoan, không giống như đối lại với tôi. Diệp Phàm phân tích, cao nhân này là ai? Mễ Nguyệt ấp úng hỏi. Đối tượng này rất phức tạp, ví dụ như kẻ thù của Khổng Đoan, hay là người của thành ủy Đồng Lĩnh ngày trước. Nhưng chắc chắn người này phải có thế lực nhất định, hơn nữa, lại còn biết tình hình của thành ủy. Nếu như cứ suy xét kỹ thì phạm vi của đối tượng này sẽ nhỏ lại. Người này thâm thật, bất hiển sơn bất lộ thủy suýt chút nữa khiến Khổng Đoan gục. Mà người này có thể sẽ muốn thấy tôi và Khổng Đoan chiến tranh với nhau. Đương nhiên hắn ta tọa sơn quan hổ đấu rồi. Cao thủ, Diệp Phàm tôi rất muốn gặp hắn ta. Diệp Phàm cười. 9 giờ sáng ngày thứ hai, Chủ tịch Ngọc mang theo công văn vội vàng chạy vào phòng làm việc của Diệp Phàm, vừa mới đẩy cửa đã cười nói. Tin tốt. Có phải là có câu trả lời của Giám đốc Trần của khu quật cảnh Thiên Cương không? Diệp Phàm cũng cười rồi bảo anh ta ngồi xuống ghế đối diện hắn ta. Đúng vậy, lần này Giám đốc Trần làm việc nhanh, ngay trong đêm ông ấy đã báo cáo tình hình này cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị Đinh Đồng Sơn. Chủ tịch Đinh xem xong tài liệu rất vui mừng nói là ngày kia, chậm nhất là 3 hôm sau sẽ cho người đến xem. Nếu đúng có giá trị khai thác sẽ suy xét đến việc hợp tác với chính quyền chúng ta, hoặc trại Hồng Cốc để phát triển thành khu du lịch.
Ngọc Xuân Phong cười nói. Anh Ngọc, anh nghĩ việc này sẽ nắm được bao nhiêu phần trăm? Diệp Phàm hỏi, rút ra một điếu thuốc. Bây giờ vẫn chưa nói được gì. Chủ tịch Đinh chỉ là đồng ý xuống xem, còn có được hay không phải chờ đoàn khảo sát của tập đoàn Thiên Cảnh mới được. Việc này đơn giản chỉ là có kiếm được tiền thôi không mà. Dù sao Hồng Cốc Trại muốn thành khu du lịch có lợi thế lớn nhất là chữ khắc trên vách đá. Đương nhiên, trại Hồng Cốc ở đầu núi lớn, phong cảnh cũng rất tuyệt. Nhưng đường lại là một trở ngại lớn. Nếu có thể thông đường thì có tới 60% thành công. Một con đường có thể hạ mức thành công của chúng ta đến 30%. Dù sao, chỉ là con đường này, họ đã đầu tư không khoảng 30 triệu. Việc này vẫn nằm trong dự án hợp tác làm đường của chúng ta. Con đường này quả là khó mở, gần đây các nhân viên của Viện Trắc Địa Thiết Kế Đường Bộ có đến thăm dò. Nói đường này toàn đá. Vì thế mà rất khó để mở đường, kinh phí sẽ tốn rất nhiều so với đường đất. Ngọc Xuân Phong lại buồn rầu. Chương 2516, cứ về rồi lại tới. Chẳng liên quan gì, chỉ cần chữ trên vách đá thu hút được họ, còn đường thì không khó khăn gì, nhiều nhất là đầu tư hơn 1-2 chục triệu thôi. Hy vọng Chủ tịch Đinh có thể thấy được lợi nhuận trong đó. Đương nhiên, chúng ta cũng phải nhanh chóng hành động. Cho họ biết hết tiềm năng có thể khai thác của Hồng Cốc Trại. Tôi có cảm giác lá ngọc kia cũng rất tuyệt, có thể là có tới 200-300 năm lịch sử rồi. Kết hợp với chữ khắc trên vách đá thì đúng là một phong cảnh tuyệt. Còn nước trong cốc khê chúng ta đều lưu thông, có thể làm du lịch trên nước, ngắm cảnh hai bên suối. Còn nữa, nước cách chỗ thượng du không xa chảy chênh nhau rất lớn, nên có thể khảo sát. Việc này, anh chuẩn bị chưa, đến khi đoàn khảo sát đến anh báo cáo hết ra. Diệp Phàm hỏi, tôi đều đã chuẩn bị rồi, đều có thể cho khảo sát rồi. Ngọc Xuân Phong gật đầu, muốn nói gì lại thôi. Anh có gì thì cứ nói thẳng ra, có phải vấn đề nước không? Diệp Phàm thu lại nụ cười. Vâng, đám, tam thúc công, hiệu trưởng Mã nghe đoàn khảo sát của Thiên Cảnh đến ai nấy cũng vui mừng, vì vậy không cẩn thận lại hỏi đến vấn đề nước. Ôi, việc này nếu tạm thời không giải quyết được thì đành phải mở cống cho nước ra hôm đoàn khảo sát đến. Bằng không, nếu không giải quyết được vấn đề nước thì làm sao có được dự án du lịch trên nước đây? Đừng nói đến du lịch ngay cả nước dùng còn không đủ chứ nói gì đến khu du lịch. Không có nước thì không làm được gì. Đến lúc có nhiều người đến du lịch thì ngay cả ăn cơm cũng thành vấn đề. Chứ chưa nói đến vấn đề khác. Chỉ sợ nước là vật cản lớn nhất trong quy hoạch khu du lịch Hồng Cốc Trại. Ngọc Xuân Phong nói ra khó khăn thực tế. Yên tâm, ngày kia chắc chắn có nước. Diệp Phàm lạnh lùng nói, trong lòng cũng ớn lạnh. Quyết định bàn tính nếu ngày kia mà nhà họ Liễu không đến hợp tác thì phải ra tay mạnh. Nếu mà không được nữa thì phải dùng đạn chỉ thần công để làm hỏng cống một lần nữa cũng sẽ không thể được. Diệp Phàm gọi điện cho Mễ Nguyệt, nói đổi lại giờ họp hội nghị thường vụ vào chiều nay sang 10 giờ rưỡi sáng. Ngọc Xuân Phong vừa mới đi, thì có một vị khách không ngờ lại đến đồng chí Đường Ý Hùng, Cục Phó Cục Giám sát An toàn tỉnh. Cục Giám sát An toàn hay còn gọi là Cục Quản lý Giám sát An toàn sản xuất. Cục này là bộ phận chức năng của chính quyền, thuộc danh sách cơ cấu trực tiếp, chủ yếu quản lý an toàn sản xuất và các công tác chính sách quy phạm có liên quan. Cục Giám sát An toàn có quyền hành chính và quyền chấp hành theo pháp luật. Đồng chí trong cục này rất nhiệt tình với khai thác mỏ than của đồng lĩnh, nếu không thì người ta đã tùy tiện bắt dừng sản xuất lâu rồi, như vậy thì thật là đáng thương. Hai bên cùng ngồi xuống nói chuyện. Cục trưởng Đường lần này đến đây là tiện đường hay có việc gì không? Đồng lĩnh chúng tôi luôn luôn vui mừng chào đón cục trưởng đến thăm và chỉ đạo công việc. Bởi vì không nhận được thông báo công tác kiểm tra của cục nên Diệp Phàm hỏi vậy. Không có mục đích gì cả, chỉ là tôi đưa mấy đồng chí đi xem xét thôi. Gần đây cục trưởng chịu cho trách nhiệm đi thăm toàn tỉnh. Tiện đường nên tôi xem tình hình an toàn sản xuất ở mọi nơi ra sao. Dù gì vừa sang năm mới, chỉ lo một vài địa phương hay một vài đồng chí vì mải ăn Tết nên lơ là công việc. Không chú tâm đến công tác an toàn sản xuất, nhỡ đâu lại xảy ra sự cố gì. Phòng còn hơn chữa mà. Đường Ý Hùng dở giọng quan chức nói. Đúng vậy, cục trưởng Đường muốn đi nơi nào quan sát để tôi sắp xếp các đồng chí trong bộ phận cùng đi với cục trưởng. Diệp Phàm cười nói, nhưng trong lòng cũng chẳng mặn mà gì. Đường Ý Hùng này đi tuần cũng có liên can đến Khổng Đoan.
chứ không tự nhiên chạy đến chỗ mình làm trò sao? Vẫn chưa quyết định được, cứ ở lại đã, ngày mai rồi tính. Nhưng gần đây khó mà về nhà được, cứ về nhà chuyến đã rồi tính sau. Đường Ý Hùng nói, ồ lẽ nào nhà của chủ tịch lại ở Đồng Lĩnh sao? Diệp Phàm hỏi, đúng, tôi là người Trương Hà Đồng Lĩnh, kể ra thì đồng chí Đường Vân của thị xã Trương Hà phải gọi tôi bằng anh đấy. Đường Ý Hùng cười nói, Diệp Phàm giật mình, suy nghĩ điều gì đó. Hay là ông ta đến vì chuyện của Đường Vân, chẳng trách mà ông ta lại tìm đến đây. Bí thư Đường là em của chủ tịch sao? Thật không ngờ được. Diệp Phàm cũng kiềm chế được, cười nói. Đợi được khi ông ta nói ra Đường Vân. Ồ, nói ra thì cũng hổ thẹn. Đường Ý Hùng thở dài, chau mày, rồi uống chén trà, đặt chén trà xuống lại thở dài, nói. Tôi sinh ra và lớn lên ở thị xã Trương Hà, nhưng vì công việc quá bận nên ít khi về nhà được. Lần này cũng là không có thời gian về, nhưng gia đình lạ xảy ra chuyện, chính là chuyện của cháu Đường Sở. Nghe nói Đường Sở vẫn còn nằm viện, dù gì thì cũng là cháu, nên về thăm xem thế nào. Nhưng nghe nói Phong Vân Lầu lại xảy ra chuyện khác mà lại có liên quan đến nhà họ Đường chúng tôi. Đến nỗi ngay cả em dâu tôi Khổng Hà Hương cũng đã lên cục an ninh thành phố nói. Đây cũng toàn là việc có đúng không bí thư Diệp, chỉ là một phụ nữ làm việc nhà thì sao lại liên quan đến cục an ninh quốc gia được. Việc này đã liên quan đến an ninh quốc gia nên tôi cũng không biết nói thế nào. Cục trưởng Đường muốn hỏi gì cứ trực tiếp đến cục an ninh gặp đồng chí Ngọc Kiến Cường. Diệp Phàm nói, nghe cục trưởng Ngọc nói việc ở Phong Vân Lầu khi ấy là do bí thư Diệp chỉ đạo, bí thư Diệp, anh xem, việc nhỏ như vậy cũng không thể liên quan đến an toàn quốc gia chứ. Có những việc thực ra không nhất thiết phải đưa lên như vậy có đúng không? Đường Ý Hùng nói, nhìn Diệp Phàm rồi lại nói. Khi nãy về tôi có gặp giám đốc Dư của phòng kiểm toán. Ông ấy cứ kéo tôi, nói chưa mời tôi đi ăn cơm. Lúc đó tôi thấy rất lạ. Họ đến là để triển khai công việc, theo lý mà nói thì các anh bên phía Đồng Lĩnh phải tiếp đón họ mới đúng chứ. Cơm nước sao lại xuống hàng thứ thế, chỉ cần ăn no là được rồi. Bởi vì bình thường quan hệ giữa tôi và ông ấy rất tốt, vì thế tôi thuận miệng hỏi luôn. Không ngờ ông ấy nói lần này xuống không dính dáng gì đến bên Đồng Lĩnh. Phải triển khai công việc gì đó. Tôi đã nói rồi, công việc thì phải làm, cơm phải ăn mà. Không thể nói chỉ làm còn cơm thì không lo. Công việc là công việc, ăn là ăn đúng không? Đúng vậy. Diệp Phàm gật đầu nói. Việc này, khi đó bên Đồng Lĩnh chúng tôi sẽ có sắp xếp. Chỉ có điều đã từ chối đồng chí bên kiểm toán thì tôi cũng không rõ việc này. Nhưng họ nói họ tự lo cơm, thì chúng tôi cũng không ép đúng không? Về sau đừng có nói các đồng chí bên Đồng Lĩnh chúng tôi đến cơm cũng không lo cho. Anh Dư là người vậy. Anh ta đến đâu làm việc cũng được, làm gì lại đến Đồng Lĩnh làm việc. Việc kiểm toán này không phải là xem lãnh đạo thế nào, hà tất gì phải như thế đúng không? Đường Ý Hùng nói. Tôi không hiểu câu nói này. Đồng Lĩnh của chúng tôi cũng giống như các thành phố khác của tỉnh. Đồng chí Dư đến các nơi khác làm được thì cũng có thể đến Đồng Lĩnh làm đúng không? Chúng tôi cũng không nói này nói nọ, dù sao đây cũng là công việc của ông ấy. Chúng tôi không những nói nọ kia mà còn ra sức ủng hộ nữa. Tôi cũng đã nói với các đồng chí cấp dưới, phải ủng hộ công tác kiểm toán liên quan đến tác phong làm việc, và những quy tắc làm việc của các đồng chí. Kiểm toán một cách công bằng là điều cần thiết và cũng là tất yếu. Diệp Phàm cũng lấy giọng quan chức ra nói, chơi lại Đường Ý Hùng. Không giống nhau. Không ngờ Đường Ý Hùng chẳng suy nghĩ gì, liền lắc đầu. Sao? Diệp Phàm giả bộ ngạc nhiên nhìn Đường Ý Hùng. Có thể bí thư Diệp vẫn chưa hiểu, Đồng Lĩnh này là nơi có nhiều nhân tài. Nhân vật số một của sở kiểm toán cũng là người Đồng Lĩnh chúng ta. Anh nói xem sở trưởng Dư bạn tôi đến đây gây sức ép gì phải không? Cũng gần như vậy, không nể mặt Tăng thì cũng nể mặt Phật chứ. Đường Ý Hùng cười nói. Diệp Phàm vừa nghe đã hiểu Đường Ý Hùng đến chắc chắn là vì Đường Vân. Mà vợ của Đường Vân là Khổng Hà Hương. Người nhà họ Khổng. Giám đốc sở kiểm toán cũng lại là người Đồng Lĩnh, không chừng lại là người họ Khổng. Vì vậy mà vẫn giả bộ bất ngờ hỏi. Người Đồng Lĩnh, tôi thật không biết việc này. Thất lễ rồi. Làm cán bộ của Đồng Lĩnh mà lại không biết đến danh nhân Đồng Lĩnh chúng ta, quả thật là thất lễ. Anh Khổng của sở kiểm toán là người Đồng Lĩnh,
Hay là để tôi gọi cho anh ta bảo sở trưởng Dư trở về. Không ở đây gây sức ép nữa. Đường Ý Hùng rốt cuộc cũng lòi đuôi ra. Ấy đừng, người ta đến để làm việc. Gọi người ta về thì còn sao nữa. Hơn nữa, chúng ta lại làm ăn đàng hoàng. Người ta muốn điều tra thì cứ để người ta điều tra. Diệp Phàm vẫy tay nói. Đường Ý Hùng hiểu ý của Diệp Phàm không phải phản đối đồng chí của sở kiểm toán về mà là mịt mờ cự tuyệt ý của nhà họ Đường. Trong nháy mắt sau khi sắc mặt Đường Ý Hùng lặng đi, khóe miệng run rung chắc là thấy mất mặt quá. Sắc mặt ông ta có chút trầm ngâm, tỏ vẻ cười nói. Ha ha, nếu việc gì bí thư Diệp đều chân chính thì đúng là không sợ họ điều tra rồi, vậy thì cứ để điều tra đi. Để bọn họ tạo sức ép nặng nề xem sao. Đường Ý Hùng nói ra những lời này vừa có chút tức giận vừa có ý uy hiếp. Diệp Phàm nhìn ông ta rồi cũng tỏ vẻ cười nói. Đúng, người ta muốn gây sức ép thì cứ gây thôi. Tất cả đều vì công việc mà, tôi có thể hiểu họ. Được thôi, nghe nói anh phải họp giờ. Vậy tôi không phiền anh nữa. Còn việc này, sáng sớm ngày mà anh gọi đồng chí phụ trách của Cục Giám sát An toàn cùng tôi đi Trương Hà. Dù gì cũng về nhà, tiện nắm bắt tình hình an toàn sản xuất xem sao. Về rồi thì cũng phải đi hết xem thế nào chứ. Đường Ý Hùng cáo từ. Đó là việc nên làm, là công việc của Cục trưởng Đường mà. Tôi sẽ báo cho đồng chí phụ trách đó. Diệp Phàm thản nhiên đáp lại, đôi mắt của hắn ta đã phát hiện ra sắc mặt của ông Đường kia vừa quay người đi đã xanh mét cả vào. Lão này, ông không thoải mái, tôi đây còn không thoải mái hơn cả ông. Sau đó liền gọi điện cho Vương Triều, dặn dò vài điều. 20 phút trước khi cuộc họp diễn ra, Diệp Phàm đang nghĩ trong cuộc họp có thể nảy sinh ra vấn đề gì. Lúc này, thư ký Tiểu Điền bước vào nói có chủ tịch Khổng đến. Diệp Phàm bước ra, rồi chào hỏi, mời Khổng Đoan ngồi xuống trong phòng tiếp khách. Trong lòng thầm nghĩ chẳng nhẽ nay là ngày tiếp khách, khách cứ về rồi lại tới. Đúng là tai quái. Chương 2517, quá tức giận. Bí thư Diệp, hôm ở Phong Vân Lầu xảy ra chuyện anh cũng thấy hết chứ. Mấy hôm nay Cục trưởng Ngọc của Cục An ninh cứ khó khăn quá. Không ngờ câu nói của Khổng Đoan lại đầy oán hận vậy. Qua rồi, tôi không rõ lắm. Đó là việc của Cục An ninh, tôi không thể tham gia nhiều vào công việc của người ta. Nhưng, đúng rồi, Cục An ninh vẫn là cơ quan chức năng trực thuộc chính quyền thành phố. Nếu như anh thấy Cục trưởng Ngọc khó khăn thì có thể hỏi trực tiếp đồng chí Ngọc Kiến Cường. Diệp Phàm nói, Bí thư Diệp, tôi và anh đều biết, Cục An ninh là cơ quan như thế nào, ai cũng biết, biểu hiện thì gần giống như cơ quan công an, nhưng người ta làm việc lại không giống nhau. Bề ngoài thì trực thuộc chính quyền thành phố, nhưng trên thực tế Khổng Đoan tôi đâu có quản anh ta. Mà ngay cả đến hỏi cũng không thể hỏi, nếu có hỏi thì lại có nghi ngờ liên quan đến an ninh quốc gia. Khổng Đoan có chút tức giận nói, có thể là đã nói với Ngọc Kiến Cường trước rồi. Và chắc Ngọc Kiến Cường không nể mặt ông ta. Anh là lãnh đạo của chính quyền thành phố. Đối với những cơ quan trực thuộc chỉ cần không liên quan đến cơ mật thì sao phải ngại. Hơn nữa, anh cũng đã biết vấn đề này đề cập đến an ninh quốc gia không thể hỏi, ha ha. Tôi và anh không giống nhau mà, cũng không thể hỏi đúng không? Diệp Phàm cười nói. Nhưng Cục trưởng Ngọc nói việc ở Phong Vân Lầu hôm đó do anh chỉ thị mà anh ta chỉ là giúp anh triển khai công việc. Khổng Đoan có chút nóng nảy, giọng điệu cũng không nhẹ nhàng gì. Chủ tịch Khổng, anh nói xem nếu Cục An ninh là cơ quan trực thuộc chính quyền thành phố. Ngay cả chính quyền thành phố cũng triển khai công tác dưới sự chỉ đạo của Đảng. Đồng chí Kiến Cường nói Cục An ninh triển khai công việc dưới sự chỉ đạo của tôi thì cũng là bình thường có phải không? Nếu nói triển khai công việc dưới sự chỉ đạo của Chủ tịch Khổng cũng được mà. Bởi vì họ là cơ quan trực thuộc của anh. Nhưng trên thực tế lẽ nào anh không rõ, chúng ta nào có thể chỉ đạo được họ, chỉ là danh nghĩa vậy thôi. Họ muốn thế nào chúng ta cũng không thể hỏi quá nhiều. Việc này cũng là kỷ luật có phải không? Diệp Phàm ngụy biện, Khổng Đoan suýt chút nữa muốn điên lên. Nhưng Cục trưởng Ngọc nói việc lần này là giúp anh triển khai công việc, chứng tỏ sự việc lần này Bí thư Diệp là người chịu trách nhiệm đúng không? Chúng ta không nói đến toàn bộ cơ quan, chỉ nói đến sự việc lần này là được rồi. Khổng Đoan hơi tức giận. Chủ tịch Khổng, anh đang chất vấn tôi phải không? Diệp Phàm nghiêm mặt hỏi. Chất vấn, Khổng Đoan tôi không có tư cách đó. Tôi chỉ muốn thương lượng với Bí thư Diệp. Việc này hy vọng không phải nắm mãi chẳng buông như vậy. Gần đây Đường Vân gầy đi nhiều,
đến cả con trai cũng không thể gặp. Bất kể thế nào thì ông ta cũng có quan hệ thân thích với tôi, và cũng là cán bộ trực thuộc của anh đúng không? Bí thư Diệp cũng rõ quan hệ của hai chúng ta. Vì thế, tôi hy vọng Cục An ninh Quốc gia có thể nhanh chóng chấm dứt việc cản trở vô vị này. Cứ khó khăn thế này thì còn cho người ta làm việc không? Khổng Đoan chính thức tức giận. Những lời này anh nói với Cục trưởng Ngọc là được rồi. Nếu anh ta đồng ý thì sẽ kết án luôn. Nhưng tôi cũng xin khuyên đồng chí Khổng Đoan, có những chuyện không đơn giản như những gì anh nghĩ, Đường Sở đã làm những gì mà phải chịu sự trừng trị như vậy. Còn nói về khó khăn, gây sức ép, tôi nghĩ Cục trưởng Ngọc làm thế có lý do của anh ấy. Chúng ta không thể chỉ trích người ta làm việc. Nếu xảy ra việc gì lớn cả tôi và anh đều không gánh nổi. Diệp Phàm cũng tỏ vẻ nghiêm túc nói. Vậy được, tôi vào phòng họp trước. Khổng Đoan bình tĩnh lại đi vào phòng họp. 10 giờ 30 phút, cuộc họp hội nghị thường vụ bắt đầu. Các ủy viên nghe đồng chí Chủ tịch Ngọc báo cáo quy hoạch của Hồng Cốc Trại và tiến độ làm việc. Cũng không có ai xì xào gì cả. Anh Tất, đến lượt anh. Khổng Đoan nhắc nhở Tất Phân Lý, bởi vì chủ đề thứ hai của buổi họp là vấn đề dự án đường cao tốc Kinh Ngân. Tất Phân Lý đột nhiên ngẩn người trong lúc mấu chốt này. Vâng, xin lỗi, tôi nhất thời không chú ý. Tất Phân Niên cứ như bước ra trong mộng, mặt hơi đỏ, nói. Việc này, nói thật, tôi không biết phải nói thế nào. Có gì khó nói sao, cứ nói sự thật ra. Diệp Phàm ra hiệu Tất Phân Lý nói. Nói thật, gần đây tôi có tới tập đoàn Thần Lộ nhưng rất tiếc, không gặp được Tổng Giám Đốc Tống Hương Quân. Có gặp được hai phó tổng nhưng người ta đều từ chối. Nói không phải là người quyết định, phải chờ Tổng Giám Đốc Tống chỉ đạo. Bề ngoài thì rất nhiệt tình nói là sẽ báo cáo ý kiến của đồng lĩnh cho Tổng Giám Đốc. Nhưng tôi thấy họ chỉ là đưa đẩy mà thôi. Có lẽ, nói thật đến giờ tôi đã kiệt sức rồi. Dự án này tôi không lo được. Xin lỗi trợ lý Diệp và Chủ tịch Khổng. Xin các anh cứ phê bình tôi. Nếu vẫn muốn tiếp tục xin để đồng chí nào kiên nhẫn hơn thay tôi. Ví dụ như đồng chí Chỉ Hạo Cường. Sắc mặt Tất Phân Lý có vẻ sầm lại. Bởi vì ông ta thấy Chỉ Hạo Cường ngồi bên đang nhếch mép, cười khoa trương. Vì vậy đang lúc tức giận, đằng nào thì cũng mất mặt rồi. Nên cho Chỉ Hạo Cường một quả rồi tính. Bằng không chắc chắn sẽ bị Chỉ Hạo Cường châm chọc. Nên chủ động xuất kích, chọc tức trước rồi hãng hay. Chỉ Hạo Cường không ngờ Tất Phân Lý chơi chiêu này. Trong lòng có chút tức giận. Anh không làm được lại quàng vào tôi. Không phải là đang ép tôi sao? Nhiệm vụ này nếu như tôi không nhận, chứng tỏ Chỉ Hạo Cường tôi yếu thế. Nếu như nhận mà không làm được thì lại bị người ta chế giễu. Cho nên Chỉ Hạo Cường vội vàng nói. Ngay cả Chủ tịch Tất còn không làm được thì Chỉ Hạo Cường tôi có thể làm được sao? Các vị ngồi đây đều biết đồng chí Tất trợ giúp Chủ tịch Khổng quản lý chính quyền thành phố. Đi lo dự án này là thuận buồm xuôi gió. Cách làm với tôi không giống nhau mà. Chuyên nghiệp rồi còn không được thì tôi đây nghiệp dư có làm được gì. Nói đến đây Chỉ Hạo Cường dừng lại chút, đương nhiên là không bỏ qua dễ dàng cho Tất Phân Lý, rồi lại nói thêm. Nhưng việc này cũng đã mất thời gian dài rồi. Ôi, nếu như sớm thêm chút nữa thì chắc cũng có chuyển biến tốt. Dự án này bản thân Chủ tịch Tất nói không làm được thì tôi Chỉ Hạo Cường này lại càng không làm được. Nhưng hai chúng ta không làm được không phải là tất cả các vị ở đây cũng không làm được đúng không? Tôi tin rằng những người ngồi ở đây còn có nhiều người hơn cả lão Chỉ tôi đây. Nếu có thể xem xét từ nhiều phương diện có thể tìm đồng chí thay thế sớm thì không phải như thế này. Giờ tự nhiên rơi vào hoàn cảnh này, theo quy hoạch của thành phố thì dự án đường cao tốc là phần phụ của dự án nhà máy điện. Cũng có thể nói dự án máy điện là hạng mục tiên phong. Rất quan trọng, nếu như dự án đường cao tốc gặp trở ngại khiến dự án nhà máy điện cũng như vậy thì thôi rồi, tôi không nói nữa, nói thế là đủ rồi. Ha ha, bản thân không làm được hà tất gì phải đá người khác. Một số đồng chí đã quen với công phu mồm mép rồi phải không? Hay là cứ đi một chuyến đi, tôi còn chờ để gọi đồng chí bằng hai tiếng anh Cường đây. Tất Phân Lý nghiêm mặt, nghe xong liền cười nói. Xem ra tôi là người có vấn đề về nhân phẩm, muốn có một người anh mà cũng không được. Sớm nói rồi mà, không được thì đạp đổ đúng không? Tôi vẫn có thể gọi hai tiếng anh Lý, anh Trương được không? Chỉ Hạo Cường vừa nghe sắc mặt đã sầm lại, nhưng ông ta biết chắc chắn không làm được việc này, vì vậy mà không dám mở miệng nhận. Các đồng chí, dự án này rất khó giải quyết,
Chủ tịch Tất đã cố gắng hết sức, mặc dù chưa thành công nhưng tinh thần của đồng chí Vân Niên vẫn đáng để chúng ta học tập. Nghĩ xem, sắp sang năm mới mà đồng chí Vân Niên cũng không kịp đón năm mới, đã vội đi lo công việc, rồi bị đối xử lãnh đạm nhưng đồng chí vẫn khắc phục được. Một lòng đến tập đoàn Thần Lộ, nhưng Tống Hương Quân quá kiêu ngạo, đương nhiên tự nhiên bảo người ta đưa ra cả mấy trăm triệu thì không phải mong muốn của người ta. Khổng Đoan cũng lấy lại danh dự cho Tất Phân Lý, quay sang nhìn Diệp Phàm nói. Bí thư Diệp, nếu như đổi người khác đi, thì anh thấy đồng chí nào thích hợp? Nếu không cho người đi liên hệ thì chúng ta phải suy nghĩ đến kết quả không có đường cao tốc. Như vậy kế hoạch của chúng ta không phải sẽ phải thay đổi sao? Dù sao, dự án nhà máy điện cũng là việc lớn. Chúng ta cũng dễ dàng nói rõ cho các đồng chí trên tỉnh. Để tránh đến lúc đó họ nói chúng ta chỉ làm qua loa thôi, phải không? Đúng lúc này, thư ký Tiểu Điền của Diệp Phàm vào nói nhỏ bên tai Diệp Phàm. Diệp Phàm đứng dậy, vừa đi vừa nói. Các đồng chí, nghe nói thành ủy chúng ta họp về dự án nhà máy điện nên bí thư Thôi trên tỉnh cũng muốn đến tham dự. Đồng chí Thôi đang đứng ngoài cửa, chúng ta hoan nghênh bí thư Thôi. Lúc đó trong phòng họp vang lên tiếng vỗ tay, Thôi Dương mỉm cười bước vào. Thôi Dương chào Diệp Phàm, Khổng Đoan cùng các đồng chí có mặt tại đó. Sau đó ngồi phía bên phải Diệp Phàm nói. Tôi cũng vừa từ tỉnh về, vừa về thì nghe thấy thành phố đang họp bàn về vấn đề nhà máy điện. Nên tôi vội vàng đến đây vì mấy ngày trước trở về Chủ tịch Điền có hỏi về việc này, nói việc của Tập đoàn Điện lực Viễn Đông phải làm nhanh chóng, không được để thành công toi. Chủ tịch Điền đích thân chỉ thị, chính là một chữ nhanh. Vì thế mà tôi vội vàng về đây cùng các vị bàn về vấn đề này. Đúng vậy, không nhanh không được, các lãnh đạo trên tỉnh đều quan tâm, trận chiến này nhất định thắng mới được. Thế may quá, khi nãy Chủ tịch Tất vừa báo cáo tình hình của dự án này và cả dự án đường quốc lộ Kinh Ngân. Bí thư Thôi khi nãy không có mặt, bây giờ xin đồng chí Tất nói lại rồi chúng ta cùng nhau nghiên cứu, tìm ra phương pháp thực hiện. Không ngờ chị Hạo Cường lại chen mồm vào nói. Như vậy lại lần nữa khiến Tất Vân Niên nhục nhã. Bởi vì đồng chí chỉ đã bị đồng chí Tất chọc giận. Mặc dù Khổng Đoan luôn liếc nhìn chị Hạo Cường nhưng người ta phải nể mặt. Khổng Đoan không thể trực tiếp nói ra, chị Hạo Cường tức giận đã lâu thành núi lửa giờ cũng đã phun ra. Tất Vân Lý trừng trừng nhìn chị Hạo Cường, vốn định giả điếc nhưng Thôi Dương lại không chịu tha cười nói. Thật ngại quá, lại phải nhờ Chủ tịch Tất nói lại một lần. Hay là có tài liệu gì không để tôi xem cũng được.